Ngọc Lả lướt mở miệng thanh âm như cũ động lòng người, dầu có tự tính nói, vượt qua là thị huyết núi non cũng liền mấy ngàn dặm mà thôi, nếu chúng ta mục tiêu là nơi nào, vậy tiếp tục đi thôi. Nàng lão chính là dung mạo, là bị động mà thành, thanh âm nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu nói, vậy tiếp tục đi không trung thần thành đi. Mục tiêu không thay đổi, tiếp tục đi trước, kỳ thật Dương Nghị Vân cũng khuynh hướng tiếp tục đi trước đằng xà theo như lời không trung thần thành. Bản thân chính là đi đâm cơ duyên, chạm vào vận khí, đi chỗ nào đều là giống nhau. Dựa theo đằng xà nói, không trung thần thành là cái có rất nhiều thần linh nơi địa phương, cũng liền ý nghĩa có người đi. Có người liền ý nghĩa có cơ hội, có tin tức. Hắn hiện tại liền yêu cầu đi tìm cái như vậy địa phương, hỏi thăm một chút, địa phương nào có thể chữa khỏi Ngọc Lả lướt thần vật. Phi hành mà đi thôi, đằng xà. Dương Nghị Vân đối với đằng xà hô một câu. Đằng xà nháy mắt minh bạch chủ nhân là muốn hắn đương tọa kỵ, vội vàng theo tiếng lúc sau, cánh chim chấp động thần quang lập lòe lúc sau, hóa thành 20-30 mễ lớn nhỏ thân hình. Hiện tại thị huyết lão tổ đã chết, cũng sẽ không có bụi gai ở ngăn trở bọn họ, có thể trực tiếp bay qua đi, hơn nữa Dương Nghị Vân cũng không nghĩ ở đi đường tiêu hao thời gian. Phía trước là vì du lịch trường kiến thức, sở giảng một đường phía trên cảnh sắc. Nhưng hiện tại hắn trong lòng có vướng bận, lo lắng này Ngọc Lả lướt. Yêu cầu mau chóng tìm được trợ giúp Ngọc Lả lướt thần vật, tự nhiên liền không nghĩ ở tốn thời gian ở trên đường. Trực tiếp phi đi. Nếu là đụng tới cái gì trở ngại lại nói, luận chiến đấu lực, hắn hiện tại thượng vị đỉnh thần đế, mặc kệ là ở vĩnh hằng thần giới vẫn là hắn cùng Ngọc Lả lướt nơi thần giới, cũng đều xem như trung gian hướng lên trên thực lực, cũng không sợ cái gì. Thần chủ cấp bậc chỉ kém một đường mà thôi. Lại nói, thần chủ phía trên chính là pháp thần. Toàn bộ thần giới cũng không nhiều ít tồn tại. Tin tưởng nơi này cũng giống nhau. Cường giả vĩnh viễn là số ít. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mang theo Ngọc Lả lướt đứng ở đằng xà trên lưng, thổ tinh nguyên lại là bay vọt dựng lên, hắn không dám đứng ở đằng xà trên lưng tới, cũng không cần, đều là sơ cấp thần đế, thổ tinh nguyên bản lĩnh không cần đằng xà nhược. Đi! Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, đằng thân rắn thượng lập lòe 7 màu thần quang, vèo một chút hóa thành tia chớp. Xông lên tận trời, tốc độ đích xác không tầm thường. Phía sau thổ tinh nguyên không nhanh không chậm trước sau đi theo vài trăm thước ở ngoài. Này hai hóa nhưng thật ra đều không tồi. Dương Nghị Vân khó được nở nụ cười. Ngọc Lả lướt cũng không có ngay từ đầu như vậy bi quan, đi theo nói, thổ tinh nguyên cùng đằng xà đều xem như có khí vận. Nàng thoại bản thân liền không nhiều lắm. Dương Nghị Vân nắm lên tay nàng. Lại một lần nghiêm túc nói, ngươi yên tâm quản chi chính là lên núi đao hạ chảo dầu ta cũng nhất định làm ngươi khôi phục lại. Ngọc Lả lướt nhìn Dương Nghị Vân thanh triệt đôi mắt, trong lòng không lý do nhẹ nhàng lên, nhìn nàng đột nhiên cười. Mở miệng nói, ta tin tưởng, bởi vì ngươi là thần tôn vô thượng, là toàn bộ thiên giới tương lai cường đại nhất chi cao vô thượng người, kỳ thật ngươi thật không áy náy cái gì, nói thật ngay từ đầu ta đích xác trong lòng có chút loạn. Nhưng là hiện tại ngẫm lại lần này gặp nạn với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu, đại hỷ đại bi thay đổi rất nhanh, đó là đạo tâm rèn luyện, ta tựa hồ cảm nhận được vận mệnh chú định kia một lần thiên đạo. Giờ khắc này Ngọc Lả lướt tiêu tan thấy được chính mình thiên cơ. Đại bi đại hỷ cảm xúc, liền tính là phàm nhân đều ảnh hưởng rất lớn tâm cảnh, mà Ngọc Lả lướt lần này liền đã trải qua như vậy một chút, nàng đạo tâm xem như có một lần rèn luyện. Ở Dương Nghị Vân hai lần gần như trăng thổ lộ chung. Trong lòng bình thường trở lại lên, đạo tâm lại tiến thêm một bước, cảm nhận được chưa bao giờ từng có một loại cảm giác, nàng đem loại cảm giác này quy kết vì, chính mình cơ duyên. Ngày sau đột phá đến thiên đạo chi cảnh giới thiên cơ. Này cũng coi như là đại thu hoạch, có được có mất, đó là như thế đi. Ngọc Lả lướt cảm xúc biến hóa, Dương Nghị Vân là cảm thụ được đến, hắn trong lòng lo lắng rốt cuộc lòng một ít, đối với tu luyện giả mà nói, sợ nhất chính là đạo tâm không xong. Hắn phía trước vẫn luôn lo lắng, Ngọc Lả lướt bởi vì dung mạo cùng tu vi đại ngã mà đạo tâm không xong, nói vậy, sẽ thực ảnh hưởng về sau. Lúc này rốt cuộc có thể tùng một hơi, nói hắn đối Ngọc Lả lướt nội tâm không áy náy đó là giả. Rốt cuộc Ngọc Lả lướt là vì hắn. Kế tiếp hắn mục tiêu đó là toàn lực ứng phó giúp Ngọc Lả lướt khôi phục. Không trung thần thành là một mục tiêu. Hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Dương Nghị Vân kỳ thật biết. Trợ giúp Ngọc Lả lướt chỉ có thiên tài địa bảo, hoặc là nói cao giai thần đan, hắn hiện tại không manh mối, nhưng lại biết nhất định có thể cho Ngọc Lả lướt khôi phục lại. Cưỡi đằng xà bay vào tận trời, 7 màu thần quang chiếu rọi dưới,
tựa như ảo mộng, bên người có nữ thần làm bạn, thực lực tu vi rốt cuộc đạt tới hắn tạm thời lý tưởng một cái giai đoạn, Dương Nghị Vân trong lòng hình như có một đoàn nóng cháy chi hỏa ở thiêu đốt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, về sau phải đi lộ như cũ gian nan, cũng càng thêm gian nan, tự tin có thể có, nhưng tuyệt đối không thể tự mãn. Cùng hắn tương lai muốn đối mặt địch nhân so sánh với, hắn phải đi lộ như cũ rất dài rất dài. Đế Tôn Vô Thượng, một tôn đã là thiên đạo cảnh giới hợp đạo cuối cùng một bước chí cường giả, với hắn mà nói chính là số mệnh. Trung quy sẽ có một trận chiến, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Chủ nhân chúng ta tới rồi. Đang lúc Dương Nghị Vân suy nghĩ bay loạn hết sức, đằng xa thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, hướng về phương xa nhìn lại, một tòa thần quang vờn quanh ngọn núi xuất hiện ở tầm nhìn. Trong nháy mắt, đằng xa đã nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi. Dương Nghị Vân mở miệng nói, vì sao không trực tiếp bay lên sơn đi? Đằng xa mở miệng nói, chủ nhân ta nghe nói không trung sơn có cửu tiêu lôi đình, liền tính là cấp bậc pháp thần đi lên, cũng có thể bị chém thành cho tàn, muốn đi không trung sinh thành yêu cầu tìm được tiếp dẫn sứ giả mang lên đi mới có thể. Như vậy à, vậy đi xuống đi. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Nơi này dù sao cũng là vĩnh hằng thần giới, có chút hoàn cảnh đích xác có thể muốn mệnh, liền tính là thần nhân vậy không ngoại lệ, lôi đình có gọi chung, nhưng cũng có mạnh yếu cao thấp, thần giới lôi đình tự nhiên bất phàm, đánh chết pháp thần. Hắn thật đúng là tin tưởng. Đằng xà nháy mắt đáp xuống ở chân núi. Dương Nghị Vân nắm ngọc là lướt từ đằng xà trên lưng xuống dưới, thổ tinh nguyên hóa thành một đạo màu vàng thần quang tới. Trước mắt ngọn núi này xương trắng vần quanh, thần quang bắn ra bốn phía, căn bản nhìn không tới có bao nhiêu cao. Mà dựa theo đằng xà nói, không trung thần thành liền ở đỉnh núi phía trên. Điểm này nhưng thật ra kỳ lạ, dựa theo Dương Nghị Vân lý giải, đỉnh núi phía trên hẳn là cũng chỉ là cái nhập khẩu, không trung thần thành không chừng chính là một không gian khác chung che giấu bộ dáng. Thực khổng lồ một tòa sơn mạch. Nhưng là, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua sau liền thẳng trừng mắt. Bởi vì trong tầm mắt không trung sơn tất cả đều là 90 độ vuông góc vách núi, một cái tiểu đạo một thân cây đều không có. Này như thế nào đi lên? Hắn nhìn về phía đằng xa. Không phải nói bọn họ không thể đi lên, mà là cái gì đều không có, hoàn toàn chính là một bộ cự tuyệt ý cảnh. Đằng xa ngượng ngùng cười nói, chủ nhân ta năm đó nghe kia chỉ điều nói qua, muốn tìm được tiếp dẫn sứ giả mới có thể đi lên. Ách, trước sơn còn muốn đổ bỏ tiếp dẫn sứ giả, này tòa không trung thần thành rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân lại nhảy. Đằng xa lúng túng nói, chủ nhân a, kỳ thật ta cũng chính là từ kia chỉ điều nơi nào nghe tới, tin vỉa hè, bất quá tòa thành này nhất định là tồn tại. Hơn nữa năm đó nghe kia chỉ điều nói, thần thành trong vòng thần linh rất nhiều, chính là một phương thần cảnh. Dương Nghị Vân không kiên nhẫn nói, hành hành hành, trước nói như thế nào mới có thể tìm được cái gì tiếp dẫn sứ giả trên núi đi thần thành đi. Đằng xa đầu co rụt lại ta, năm đó quên hỏi như thế nào tìm tiếp dẫn sứ giả. Ngươi, Dương Nghị Vân chán nản. Đúng là lấy thứ này phục. Lúc này Ngọc Lả Lướt nói, Vân Tử, nếu địa phương tìm được rồi, vậy không sai được, có rất nhiều thần linh tồn tại địa phương, cũng có cái gì tiếp dẫn sứ giả, tất nhiên sẽ có manh mối tồn tại, chúng ta tìm xem đi. Hảo, vậy tìm xem Dương mẫu nhân thể diện thay gương mặt tươi cười, hắn đối đằng xà có thể ném sắc mặt, chính là đối Ngọc Lả Lướt đó là trăm triệu không thể. Kỳ thật tại nội tâm từ nhận thức Ngọc Lả Lướt đến bây giờ, hắn đều đối nàng từ đáy lòng có tôn kính cảm. Tự nhiên là không thể phát hỏa. Tìm xem đi, đứng chờ nhân ra tới tìm ngươi a. Xoay người Dương Nghị Vân đối xứng sờ đằng xà quát. A là, lập tức đi. Đằng xà như được đại xá, bất qua thứ này là thật khờ. Thổ tinh nguyên lại là nhất khôn khéo, cái thứ nhất xoay người hướng về vách núi mà đi. Dương Nghị Vân lúc này mới cùng Ngọc Lả Lướt cùng nhau tiến lên. Một tòa cơ hồ là liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn núi lớn. Tuyệt bích 90 độ vuông góc diễn sinh mà thượng, nhìn không tới đỉnh. Bọn họ mấy cái đứng ở trên dưới nhỏ bé như con kiến. Dương Nghị Vân phát ra cảm thán nói, tạo hóa thần kỳ a, ở như thế hùng vĩ núi lớn trước mặt, chúng ta cho dù là thần cũng tiểu như con kiến. Ngọc Lả Lướt nhẹ giọng mở miệng nói, tam giới chi thiên giới, vì này nhất, hết thảy vạn vật đều có linh, sơn có sơn thế, thủy có tiếng nước, với thiên địa cùng tồn tại, người có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé, đây là chuyện tốt. Thuyết minh người đối thiên địa vạn vật có cảm, đối thiên đạo có cảm, với tu luyện hiểu được là tốt. Dương Nghị Vân sửng sốt,
không nghĩ tới Ngọc Lả Lướt sẽ nhiều như vậy nói, hắn như suy tư gì. Đích xác từ đi vào thần giới lúc sau, tuy rằng thành thần, nhưng hắn lại ngược lại cảm giác chính mình càng yếu đi. Hiện tại ngẫm lại, không phải hắn yếu đi, mà là thần giới hết thảy quá cường đại, từ hoàn cảnh đến vạn vật sinh linh chỉnh thể cường đại, dẫn tới cảm giác chính mình ngược lại biến yếu. Chủ nhân, bên này có tình huống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thổ tinh nguyên thanh âm, đánh gãy Dương Nghị Vân. Ngay sau đó cùng Ngọc Lả Lướt qua đi. Chủ nhân, nơi này có khắc văn thổ tinh nguyên giờ phút này đứng ở chân núi một khối mười mấy mét cao cự thạch trước. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt vừa thấy, quả nhiên có khắc văn khắc họa ở cự thạch thượng. Viết cái gì? Dương Nghị Vân hỏi. Lúc này thổ tinh nguyên mở miệng thì thầm, nhập ta không trung thần thành giả, cần thành tâm danh tiếng không trung sơn, ba quỷ chín lạy sứ giả hiện, vào được không trung thần thành cảnh. Cái quỷ gì ngoạn ý? Còn muốn ba quỷ chín lạy? Chủ nhân muốn ta nói, chúng ta trực tiếp theo trên vách núi đá đi được, phá quy củ, còn lễ bái đằng xà thứ này tùy tiện nói chuyện. Dương Nghị Vân nhìn cự thạch thượng khắc văn, như suy tư gì, trừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái nói, bái, phải biết bái chính là này tòa không trung sơn, bái sơn chính là bái thiên địa, thân là tu luyện sinh linh, bất luận cái gì thời điểm đều phải có kính sợ chi tâm, tại đây tòa không trung sơn trước mặt, ta chờ giống như con kiến nhỏ bé, cúi chào lại có gì phương. Dương Nghị Vân tưởng rất đơn giản. Chính là bất luận cái gì thời điểm đều phải kính sợ thiên địa, ngọn núi này đó là thiên địa chung núi lớn, ở trên dưới hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé, Ngọc Lả Lướt nói đây là chuyện tốt. Vận mệnh chú định liền có hiểu được. Nếu cự thạch khắc văn thượng nói, ba quỷ chín lạy lúc sau sứ giả liền sẽ xuất hiện, vậy bái đi, dù sao hắn biết bái này tòa núi lớn, kính sợ chính là thiên đạo đại đạo, lại không phải bái người nào đó đi. Không có gì mất mặt. Trừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái. Liền biết chuẩn bị lễ bái. Ngọc Lả Lướt cũng tán đồng. Vì thế lễ bái. Kính sợ thiên địa phải có thành kính chi tâm, Dương Nghị Vân thành kính lễ bái. Ngay sau đó lại là cự thạch thượng khắc văn vầng sáng lập lòe, chiếu rọi ở bọn họ bốn cái trên người. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm giác cả người tâm đều tĩnh lặng lại. Đây là gì ngoạn ý a, đằng xà thứ này trong miệng nói thầm. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, đây là cường giả khắc họa ở khắc văn trung đại đạo hiểu được. Phi thường chẳng lẽ, thiết cẩn thận hiểu được, đối với người tu vi có chỗ lợi. Ách hảo đi, đằng xa là không thế nào cảm mạo. Một câu thứ này không có gì hiểu được. Ngược lại là thổ tinh nguyên giống mô giống dạng nhắm hai mắt tựa hồ ở cẩn thận hiểu được. Ngọc Lả Lướt cũng đứng ở tại chỗ bắt đầu rồi hiểu được, bực này cường giả lưu lại đại đạo hiểu được nàng biết trong đó giá trị. Mà Dương Nghị Vân ở trước tiên liền phát hiện, quang mang chiếu rọi trong người, có tâm cảnh thượng biến hóa. Một loại khác thường yên lặng xuất hiện ở trong lòng. Một hồi hiểu được bắt đầu. Nhưng có thể kiên trì chỉ có ba cái. Bởi vì không đến nửa ngày thời gian, đằng xà thứ này liền kiên trì không được, nó kỳ thật chính là làm bộ làm tịch một phen, căn bản là cái gì cũng chưa hiểu được nói. Cuối cùng 10 ngày lúc sau, thổ tinh nguyên mở hai mắt, hắn khí chất đã xảy ra biến hóa, có điều thu hoạch. Một tháng lúc sau, Ngọc Lả Lướt tỉnh lại. 3 tháng sau Dương Nghị Vân mới mở hai mắt. Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe rồi biến mất, này 3 tháng hiểu được hắn tuy rằng tu vi không có nói thăng, nhưng lại là tại tâm cảnh thượng có tiến thêm một bước tăng lên, thượng vị đỉnh thần đế tu vi củng cố một đi nhanh. Đối với thiên địa đại đạo càng thêm lý giải thấu triệt. Chúc mừng chủ nhân! Đằng xà thứ này vuốt mông ngựa là đệ nhất, cái thứ nhất tiến lên lôi kéo làm quen. Một hồi hiểu được trừ bỏ đằng xà ở ngoài. Mặt khác 3 cái trên người khí chất đều có thể rất lớn biến hóa, điểm này đằng xà chính mình cảm thụ được đến. Bất quá thứ này không có gì hiểu được, chỉ có thể nói nó không cơ duyên, không thể trách người khác. Hừ, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng phát hiện chỉ có đằng xà thứ này tựa hồ không có gì thu hoạch, nhưng cũng không có đang nói cái gì, tu luyện cơ duyên hiểu được từ từ, đó là cưỡng cầu không tới. Vân Tử tiếp dẫn sứ giả giống như không xuất hiện, Ngọc Lả Lướt mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đích xác như thế a. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân đại lượng cự thạch, lại là phát hiện mặt trên khắc văn như cũ ở lập lòe quang mang, nhưng là không thấy bất luận cái gì sinh linh xuất hiện. Dựa theo khắc văn thượng nội dung, lễ bái lúc sau, hẳn là liền có sứ giả xuất hiện mới đúng, nhưng hiện tại bọn họ mấy cái một hồi hiểu được đều hoàn thành, như thế nào lại là như cũ không có gì động tĩnh, này hiển nhiên không bình thường. Chủ nhân nếu không ta kêu một câu thử xem. Đằng xà lỗi thời mở miệng. Dương Nghị Vân rất muốn mắng,
nhưng nghĩ lại tưởng tượng, biện pháp này tựa hồ cũng không phải không thể thử xem. Liền nói, người kêu đi. Đằng xà miệng phun nhân ngôn, uy có hay không người ở a? Lễ bái đều xong việc, như thế nào một cái thở dốc đều không có a? Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, thứ này không cứu. Vừa muốn đá đằng xà một chân thời điểm, lại là tại hạ một khắc, cư nhiên có đáp lại. Ồn ào cái gì, muốn đi không trung thần thành bên này lại đây cấp bậc. Một tiếng ồm ồm thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt vừa nhấc đầu, lại là phát hiện ở tuyệt bích một chỗ, quang mang đại tác, lại là xuất hiện một trương thật lớn vô cùng mặt, ước chừng có hơn 30 mễ đại bộ dáng, nhàn nhạt một cái miệng đều có 3 mét. Chính là ở trên vách núi đá trống rỗng xuất hiện một khuôn mặt. Cục đá mặt, mở miệng nói chuyện. Đi qua đi thời điểm, cái này thật lớn cục đá mặt, miệng một trương, hộc ra 2 mét nhiều đầu lưỡi, cũng là thạch lưỡi. Vang lên ồm ồm thanh âm nói, mỗi người ở mặt trên ấn bàn tay làm cấp bậc. Ách, ngươi chính là tiếp dẫn sứ giả. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi. Đúng là bản thân, muốn đi không trung chi thành liền nhanh lên cấp bậc, đừng chậm trễ bản thân ngủ, nhanh lên. Cự thạch không kiên nhẫn. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt liếc nhau, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Lúc này Thổ Tinh Nguyên tiến lên nói, chủ nhân ta trước tới. Hảo, cẩn thận. Dương Nghị Vân gật đầu, đối Thổ Tinh Nguyên là thực vừa lòng. Tiếp dẫn sứ giả phun ra một cái thạch lưỡi làm cho bọn họ ấn bàn tay cấp bậc, hẳn là chính là một loại thu thập tin tức bí pháp, có hay không nguy hiểm không biết, lúc này Thổ Tinh Nguyên xem như thế hắn cái này chủ nhân phân ưu, lấy thân thử nghiệm, Dương Mẫu Nhân tự nhiên đối Thổ Tinh Nguyên vừa lòng. Ngay sau đó Thổ Tinh Nguyên bàn tay đặt ở thạch lưỡi thượng, ngay sau đó quang mang chợt lóe, cự thạch trên mặt xuất hiện một hàng khắc văn. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Ngọc Lả Lướt nói, viết cái gì? Mà nhân tộc Thổ Tinh Nguyên, Nguyên Thần Chi Đạo, sơ cấp thần đế tu vi. Ngọc Lả Lướt nhẹ giọng niệm ra tới. Còn đây là thu thập tin tức a. Dương Nghị Vân biết chính mình đoán đúng rồi, cái này người khổng lồ mặt sứ giả hẳn là cũng là nào đó có thiên phú sinh linh nhất tộc, bàn tay phóng đi lên liền hoàn thành tin tức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực chuẩn xác. Hắc hắc, ta thử xem đi. Đằng xà cười mang theo tò mò mà đi. Kết quả giống nhau, xuất hiện 7 màu đằng xà, thân thể chi đạo, sơ cấp thần đế chữ. Tiếp theo là Ngọc Lả Lướt, xuất hiện nhân tộc Ngọc Lả Lướt, pháp thần cảnh giới, thượng vị đỉnh thần vương thực lực ghi lại. Cuối cùng là Dương Nghị Vân. Nhân tộc Dương Nghị Vân, thượng vị đỉnh thần đế. Ngay sau đó toàn bộ hoàn thành. Cự thạch mặt sứ giả đầu lưỡi quang mang chợt lóe, lại là biến thành bậc thang, phát ra âm thanh nói, đi lên đi. Gì, đây là muốn cho chúng ta tiến ngươi trong miệng đi a? Đằng xà nhìn không được nói chuyện. Các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, cự thạch mặt sứ giả nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đi thôi đi lên. Đối với cái này cự thạch mặt sứ giả hắn cũng không có cảm nhận được cái gì mà thôi, nghĩ đến chính là một cái tiếp dẫn giả, lại nói bọn họ bốn cái cũng không có gì sợ quá. Một đám bước lên cự lưỡi tiến vào cự thạch mặt miệng. Ngay sau đó miệng quang mang chợt lóe thước hợp đóng lên. Nhưng đồng thời toàn bộ miệng nội có 10 cái bình phương lớn nhỏ không gian thần quang sáng lên, lại là một chút cũng không hắc ám, Dương Nghị Vân cảm nhận được có năng lượng dao động ở vận chuyển, nghĩ đến là nào đó truyền tống giống nhau. Hắn theo bản năng kéo Ngọc Lả Lướt tay, dĩ vãng vạn nhất có cái tình huống như thế nào cũng hảo tương đối. Ước chừng mấy chục giây lúc sau, miệng lại lần nữa mở ra. Vang lên sứ giả nói chuyện thanh nói, tới rồi, đi ra ngoài đi. Dứt lời lạc bế hết sức. Miệng môn hộ mở ra. Bên ngoài thần quang lấp lánh. Bọn họ bốn cái đi ra ngoài, lại phát hiện xuất hiện ở một cái đám mây phía trên đại ngôi cao. Mà trong tầm mắt là một tòa thật lớn bạch ngọc sơn môn, kể trên có bốn cái khắc văn. Thổ Tinh Nguyên đã nhắc mãi ra tới, không trung thần thành. Đến địa phương sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn kêu trời không thần thành tên này. Đích xác danh xứng với thực, là một tòa không trung thần thành. Đương nhiên cũng không toàn diện. Này tòa thần thành, kỳ thật liền ở đỉnh núi phía trên, nhưng ở đỉnh núi phía trên chính là một bên khác thế giới, giống như là một tòa huyền phù thật lớn đảo nhỏ ngạnh sinh sinh lớn lên ở sơn đỉnh tầng mây chung. Này mặt trên nói là một tòa thành, kỳ thật chính là một tòa đảo, chẳng qua này tòa đảo nhỏ phía trên cung điện gắn đầy, nói thành cũng không sai. Đứng ở cửa thành hướng về bên trong nhìn lại, mênh mông vô bờ, thần quang lập lòe, phía sau ở ngoài. Còn lại là tường vân cuồn cuộn, đảo thật là một phương thần cảnh. Này liền tới rồi,
Đăng Xa mở miệng. Tới rồi, đây là không trung thần thành, ngươi chờ phải rời khỏi thời điểm, vẫn là tới nơi này, kêu một tiếng ta sẽ đưa các ngươi rời đi, toàn bộ thần thành đông nam tây bắc bốn con đường, các ngươi nhưng tùy ý lựa chọn rời đi, thần thành phía chân trời phía trên cây số có thần trận pháp bảo hộ, phi hành chớ vượt qua cây số, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Mặt khác thần thành trong vòng cấm chế chém giết, sẽ mâu thuẫn có thể đi quyết đấu đài giải quyết, nếu không nghiêm trị, mặt khác không có gì chuyện này, vào đi thôi. Nhìn không tới cự thạch mặt sứ giả nhưng thanh âm vang lên. Liền như vậy đi vào, Đăng Xa lại hỏi. Nhưng sứ giả không có đáp lại. Đi thôi, vào xem. Dương Nghị Vân lôi kéo Ngọc Lả lướt tay, bước vào cửa thành trong vòng. Kỳ thật chính là một tòa mở ra đại môn mà thôi, ở hắn lý giải chung không coi là cửa thành. Bất quá nếu nhân ra kêu cửa thành chính là cửa thành đi, ai làm nơi này là tiên giới đâu. Cũng mỗi một cái thủ vệ, hắn môn bốn cái cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Một đường mà đi một cái đại đạo xuất hiện, nối thẳng phương xa, nhìn không tới cuối. Tường vân tràn ngập, thật đúng là tựa như ảo mộng, như là trong lý tưởng thần giới. Đăng Xa mở miệng nói, này cũng quá an tĩnh đi. Chẳng lẽ năm đó kia chỉ ngốc điểu gạt ta? Nói cái gì không trung thần thành chính là vô số thần linh hội tụ nơi, nhưng này một cái quỷ ảnh tử cũng chưa. Mới vừa nói chuyện hết sức, lại là phía trước bỗng nhiên tường vân quay cuồng mở ra, trong giây lát một cái phồn hoa đường phố xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Cổ kính, tiếng người ồn ào, cửa hàng san sát, tiểu thương tụ tập. Một chút liền náo nhiệt lên. Dương Nghị Vân bốn cái lúc này mới minh bạch, bọn họ mới là vừa mới vào thành. Phía trước không có bất luận cái gì thanh âm là bởi vì, còn chưa tới địa phương, cũng là có tường vân che đậy nguyên nhân tồn tại. Liếc mắt một cái nhìn lại, mãn mọi người đều là bóng người tử. Đương nhiên là có người có yêu thiên kỳ bách quái. Nhưng lại là đều là thần linh tồn tại. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Dương Nghị Vân nói thầm một câu về phía trước đi đến. Rốt cuộc tiến vào chính phố. Bọn họ bốn cái đã đến, tựa hồ cũng không có khiến cho nơi này sinh linh hứng thú. Dù sao cũng phải tới nói, vẫn là lấy nhân vi chủ, đương nhiên Dương Nghị Vân phát hiện tất cả đều là tu luyện thành công nhân thân, các chủng tộc. Cũng có bản thể ở trên đường phố hành tẩu. Cho nên bọn họ bốn cái đã đến không hề có ảnh hưởng trên phố này thần linh hứng thú. Đương nhiên cũng đều không phải là không có, không một hồi mà, liền có một người chủ động tìm bọn họ đến gần. Vài vị thần hữu nhìn xa lạ, lần đầu tiên tiến đến không trung chi thành. Một người thoạt nhìn lấm la lấm lét thanh niên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người ai a? Đăng Xa lưỡi rắn vừa phun, ngữ khí không tốt. Dương Nghị Vân nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn về phía thanh niên này, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này lấm la lấm lét thanh niên là cái lão thử tinh, tu vi ở sơ cấp thần vương cấp bậc. Hắn đối chuột yêu không có ác cảm, ngược lại có chút thân cận, bởi vì hắn thủ hạ có thử vương, từng có tử hoàng đều là chuột yêu. Huống hồ đối phương là một tôn thần linh. Tự nhiên là không giống nhau. Vài vị thần hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ Hoàng Thư Lang, lâu cư hôm nay không thần thành, đối không trung thần thành phi thường hiểu biết, chư vị mới tới thần thành so sánh với không hiểu nhiều lắm, tại hạ có thể vì chư vị thần hữu cống hiến sức lực. Tự xưng là Hoàng Thư Lang thanh niên, nói chuyện nhưng thật ra đúng mức, ôn tồn lễ độ. Nói xong lúc sau mang theo mỉm cười. Mà Đăng Xa còn lại là trực tiếp trở thành kẻ lừa đảo. Vừa muốn há mồm mắng, lại là bị Dương Nghị Vân ngăn trở xuống dưới, tiến lên một bước cười nói cái này cống hiến sức lực là có thù lao đi. Hắn ở chỗ này, ở cái này Hoàng Thư Lang trên người thấy được quen thuộc bóng dáng, rất giống là ở địa cầu du lịch cảnh khu nội dã hướng dẫn du lịch, ngược lại là càng thêm thân thiết một ít. Quả nhiên Hoàng Thư Lang nghe được Dương Nghị Vân nói như thế, ánh mắt sáng lên nói, vị này thượng thần có lễ, tiểu thần không nói lời nói dối, chỉ cần cấp tiểu thần thần thạch chuyện gì đều hảo thuyết. Ở không trung thần thành trong vòng, thượng thần muốn làm chuyện gì nhi, bảo quản cho ngài làm tốt. Hoàng Thư Lang trà trộn ở không trung thần thành ăn chính là nhãn lực cơm, hoặc là nói kiếm chính là nhãn lực thần thạch, hắn một chút liền nhìn ra tới, trước mắt đầu chọc thanh niên mới là này mấy cái thần linh trung đầu, hơn nữa hơi thở cảm ứng dưới căn bản nhìn không thấu đối phương sâu cạn, thuyết minh là cái cường giả, trong lúc nhất thời thái độ cùng trong giọng nói đều thay đổi, miệng xưng thượng thần. Hảo, người yêu cầu nhiều ít thần thạch. Khai cái giới, ta thật là có chút chuyện này muốn tìm người xử lý. Dương Nghị Vân cười nói. Nơi này cư nhiên cũng dùng thần thạch, vậy là tốt rồi làm nhiều. Xử lý thị huyết lão yêu lúc sau,
Dương Nghị Vân tự nhiên đem chảy gỗ giống nhau đằng xà giao cho thị huyết lão yêu 10 vạn thượng phẩm thần thạch lấy về tới. Hơn nữa thị huyết lão yêu hang ổ chung còn nhiều phát hiện 20 vạn thượng phẩm thần thạch, 100 vạn hạ phẩm thần thạch. Hắn hiện tại trên người nhưng có ước chừng 30 vạn thượng phẩm thần thạch, hơn 100 vạn hạ phẩm thần thạch, bất quá này 100 vạn hạ phẩm chung bao hàm 50 vạn trung phẩm thần thạch, 100 vạn là đổi trung phẩm thần thạch lúc sau số lượng. Tóm lại Dương Mỗ Nhân hiện tại không kém thần thạch. Nhưng phàm là có thể sử dụng thần thạch giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Hơn nữa bọn họ đích xác yêu cầu một cái Hoàng Thư Lang như vậy địa đầu xà dẫn đường, đương nhiên Hoàng Thư Lang khẳng định không tính là đại ca khu vực. Hoàng Thư Lang nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, tam giác mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, thượng thần cho ta 1 vạn thượng phẩm thần thạch, ta cấp thượng thần hiệu lực 10 năm như thế nào. Nói xong Hoàng Thư Lang nội tâm có chút thấp thỏm nhìn Dương Nghị Vân, hắn kỳ thật cũng là ở đánh cuộc, chính là xem Dương Nghị Vân mấy cái mới tới không trung thần thành, nghĩ đến vớt một bút mà thôi, vạn nhất nếu là thành đâu. Thành, hắn tu vi là có thể ở tiến thêm một bước, bởi vì hắn yêu cầu thần thạch đi mua sắm các loại sở cần thần vật. 1 vạn thượng phẩm thần thạch, kỳ thật ở Hoàng Thư Lang xem ra cũng là một bút toàn cục tự. Rất khó đáp ứng đi. Hoặc là nói đối phương có thể hay không lấy đến ra tới. Lại hoặc là có bỏ được hay không đâu. Giờ phút này Hoàng Thư Lang phát hiện, đối phương cười như không cười nhìn chằm chằm hắn xem, tức khắc Hoàng Thư Lang trong lòng liền có chút chột dạ. Trên thực tế ở thần thành tìm cái địa đầu xà, hiệu lực 10 năm 1.000 thượng phẩm thần thạch đều dùng không đến. Rốt cuộc thần linh thọ nguyên vô hạn, đánh cái ngủ gật thời gian 10 năm chính là búng tay vung lên đi qua. Hắn bị đối phương nhìn chằm chằm trong lòng phát mao, càng muốn mở miệng nói một câu, không được có thể thiếu điểm thời điểm, lại là không nghĩ tới, đối phương mở miệng nói, 1 vạn thượng phẩm thần thạch, cho ta hiệu lực 100 năm. Hoàng Thư Lang sửng sốt, không nghĩ tới đối phương thật đúng là đáp ứng cấp 1 vạn thượng phẩm thần thạch, chẳng qua thời gian từ 10 năm biến thành 100 năm, nhưng thì tính sao? Thần linh nhất không lầm chính là thời gian, 100 năm trong nháy mắt, trọng điểm là 1 vạn thượng phẩm thần thạch a. Hoàng Thư Lang nội tâm thực kích động, có 1 vạn thượng phẩm thần thạch, hắn tuyệt đối có thể bước vào trung vị thần vương cấp bậc, lúc này mới trọng điểm. Cưỡng chế nội tâm kích động, nhưng lại trong lòng báo cho chính mình, không thể kích động, ra vẻ trấn định đại, làm bộ làm tịch nói, thượng thần 100 năm thời gian 1 vạn thượng phẩm thần thạch có điểm. Ha ha, cho người tam thức thời gian suy xét. Bản thân tuy rằng mới vào thần thành, nhưng xem ngươi về điểm này tiểu tâm tư không thành vấn đề, 1 vạn thượng phẩm thần thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể đáp ứng ngươi, là bởi vì bản thân tâm tình hảo, cũng là vì ngươi là chuột yêu thần, nếu không 1.000 đều nhiều, đã hiểu sao? Dương Nghị Vân cười khanh khách nói chuyện, hắn há có thể nhìn không thấu điểm này tiểu xiếc. Hoàng Thư Lang nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng lộp bộp một chút, hắn biết đối phương là minh bạch người. Đã sớm biết hắn trong lòng về điểm này tính toán, chẳng qua nhân ra nói, hắn tâm tình hảo nguyện ý cấp, còn có chính là bởi vì hắn là chuột yêu. Này cùng hắn là chuột yêu có quan hệ gì? Mấu chốt là hắn chuột yêu thân phận ở không trung thần thành cũng không nổi tiếng, tương phản ngược lại bị mặt khác đàn tộc cấp khinh thường. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bởi vì thân phận nguyên nhân, có thể đạt được một tuyệt bút thần thạch, Hoàng Thư Lang trong lòng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thân là chuột yêu nhất tộc mà kiêu ngạo. Cái này còn muốn ở không đáp ứng, kia cũng thật liền không biết điều, 100 năm thời gian mà thôi, cũng chính là hắn ngủ một giấc thời gian. Vội vàng nói, hảo, ta đáp ứng, đa tạ thượng thần. Đều nói chuột tộc cơ linh, xem ra ngươi cũng là cái thật chuột tộc, ha ha ha. Dương Nghị Vân trêu ghẹo một câu. Bất quá hắn lại không sốt ruột cấp Hoàng Thư Lang thần thạch, mà là mở miệng nói, đi thôi, chúng ta yêu cầu một chỗ cư trú, Hoàng Thư Lang biểu hiện ngươi năng lực thời điểm tới rồi. Dương Nghị Vân đưa ra cái thứ nhất yêu cầu, cũng là ước lượng Hoàng Thư Lang có phải hay không như hắn lời nói, làm hay không đến khởi địa đầu xà, có đáng giá hay không 1 vạn thượng phẩm thần thạch giá trị. Hoàng Thư Lang vừa nghe, tinh thần chấn động, hắn biết đây là cố chủ bắt đầu xem hắn cân lượng lúc, đối với điểm này, hắn định liệu trước. Tổ chức một chút ngôn ngữ Hoàng Thư Lang mở miệng nói, thượng thần ở không trung thần thành, có thượng trung hạ cùng đỉnh cấp tứ phẩm tu luyện cư trú hoàn cảnh. Mỗi một loại lớn nhỏ cùng sở hội tụ thiên địa năng lượng các không giống nhau, đương nhiên là muốn thu thần thạch, thời gian thượng lấy 10 năm khởi bước, hạ phẩm thần phủ 10 năm thời gian 1.000 hạ phẩm thần thạch, trung phẩm thần phủ 3.000 trung phẩm thần thạch, thượng phẩm thần phủ 10 năm 5.000 thượng phẩm thần thạch, đỉnh cấp 10 năm 1 vạn thượng phẩm thần thạch. Mỗi một loại phẩm cấp kém rất lớn, nhưng ở các phương diện lại cũng là kém cách xa,
chỉ cần trở ra khởi thần thạch là có thể hưởng thụ tốt nhất thần phủ, thuê bằng thời gian càng dài sở cần thần thạch sẽ tương đối có ưu đãi. Ta kiến nghị là có thể thuê bằng một tòa trung phẩm thần phủ, đương nhiên lần đầu ở ngoài, cũng có thể tìm được thần thành bên cạnh nơi núi hoang cư trú, nơi nào là không cần thần thạch, bất quá. Thường thường sẽ có nguy hiểm, này tòa thần thành tồn tại lịch sử như cũ, đã vô pháp ngược dòng là cùng chờ đại thần kiến tạo, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngược dòng đến khai thiên hồng hoang thời đại đi. Sở dĩ nói nguy hiểm là bởi vì ở thần thành bốn phía nơi tất cả đều là núi hoang, mà núi hoang trung tồn tại một ít từ hồng hoang thời đại liền lưu lại tới hồng hoang hung thú, nghe nói kiến tạo không trung thần thành đại thần lưu lại bảo hộ thần thành phòng ngự, không vào thành không ra sơn. Dựa theo Hoàng thư lang lý giải Dương Nghị Vân là không kém thần thạch, không chừng là đến từ vĩnh hằng thần giới tam đại nói cung người ra tới du lịch đệ tử, bực này siêu cường thế lực đi ra đệ tử, nhất giàu có, hắn cảm giác chính mình lần này phải đi vận. Nhưng lại không nghĩ tới, kế tiếp Dương Nghị Vân trả lời làm hắn đại ngã đôi mắt. Vậy mang chúng ta đi thần thành bên cạnh tìm một chỗ yên lặng nơi đi. Dương Nghị Vân nói. Ách Hoàng thư lang nghẹn lời. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không được, Dương Nghị Vân mày nhăn lại. Hoàng thư lang trong lòng lột bột một chút, vội vàng cười làm lành nói, hành, đương nhiên không thành vấn đề, ta đây liền mang các ngươi đi tìm. Vì một vạn thượng phẩm thần thạch hắn nhịn. Bất quá trong lòng lại là nghĩ, chờ tới rồi địa phương, trước làm đối phương cấp thần thạch, nếu không hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không khoác lác. Dương Nghị Vân tự nhiên có chính hắn suy xét, đối với Hoàng thư lang lời nói thần phủ, hắn đã sớm ở tiên giới thể nghiệm qua, tuy rằng nơi này không phải tiên giới nhưng cơ bản giống nhau cái kịch bản, đều không phải là hắn không nghĩ hoa thần thạch, mà là cử đắc ý nghĩa không lớn. Ngược lại là đối Hoàng thư lang trong miệng lời nói hồng hoang hung thú có như vậy điểm hứng thú. Đương nhiên cũng không phải Dương mẫu nhân thành tâm tìm ngược, phương muốn đi uy hồng hoang hung thú, mà là hắn muốn nhìn một chút vĩnh hằng thần giới hồng hoang hung thú cùng tiên giới có cái gì bất đồng, bởi vì hắn ở tiên giới thời điểm cũng có hồng hoang hung thú. Hơn nữa hiện tại hắn cũng là có thực lực, hiện giờ đã là thượng vị đỉnh thần đế, so sánh với dưới cùng cảnh giới chung hắn tuyệt đối là đứng đầu cái loại này, cũng không có gì sợ quá. Càng quan trọng là, hắn tu luyện đến nay đã có một ít kinh nghiệm, minh bạch một đạo lý này đó là ở đại trong lúc nguy hiểm tự do đại cơ duyên, hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là cái gì? Chính là cơ duyên. Này một phần cơ duyên có thể là chính mình, cũng có thể là vì ngọc lả lướt, càng là đằng xà cùng thổ tinh nguyên. Bốn người hiện tại là một cái chỉnh thể, là một cái đoàn đội, Dương Nghị Vân phi thường rõ ràng ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, có một cái đoàn đội quan trọng. Cái này đoàn đội bất luận cái gì một cái thực lực tăng lên chẳng khác nào toàn bộ đoàn đội thực lực tăng lên. Cho nên hắn yêu cầu chính là mọi người đều có thể trưởng thành, mà không phải cái gì chuyện tốt đều bị hắn cấp chiếm, này không phải hắn tính cách, cũng không phải hắn làm việc phong cách. Hoàng thư lang trong miệng thần thành bên cạnh núi hoang với hắn mà nói là cái không tồi lựa chọn, ở một cái hấp thu bảy màu long lân chung tin tức cùng hình ảnh sau, hơn nữa phía trước ở cự thạch khắc văn quang mang chung đại đạo hiểu được. Làm Dương Nghị Vân trong lòng thu hoạch thật nhiều, hắn rõ ràng tu luyện không phải vây thành, mà là tự nhiên. Thuê bằng một tòa thần phủ chính là vây thành, không phải thượng giai lựa chọn. Cho nên hắn ngược lại là làm Hoàng thư lang mang theo bọn họ đi thần thành bên cạnh núi hoang, không có gì không tốt. Tiếp được Hoàng thư lang mang theo Dương Nghị Vân bốn cái đi trước thần thành hồng hoang, dựa theo Dương Nghị Vân yêu cầu, đi tới một tòa phong cảnh như họa sơn cốc, thanh tĩnh, tầm nhìn trống trải. Có nguồn nước có phong cảnh từ, là cái thích hợp cư trú tu luyện địa phương, khoảng cách thần thành cũng liền 60 dặm, điểm này khoảng cách đối thần linh tới nói, cũng chính là vài phút chuyện này. Phong cảnh như họa tiểu sơn cốc, duy nhất khuyết điểm là dựa theo Hoàng thư lang nói, thiên địa năng lượng loãng, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói này không phải chuyện gì. Trong tay hắn có đại lượng thượng phẩm thần thạch, càng là pháp lực không nói động thiên, nhưng cũng là thần đế tôn sư. Chế tạo một tòa thần nguyên nồng hậu tu luyện đạo tràng vẫn là không thành vấn đề. Thượng thần nơi này còn hành, nếu là không được nói, ta còn biết ba chỗ địa phương. Hoàng thư lang hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật đầu nói, liền nơi này đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khụ khụ, địa phương cũng tìm, không biết thượng thần nhưng còn có mặt khác phân phó. Chỉ cần có thần thạch, nhất định cấp thượng thần làm tốt, hắc hắc. Giờ phút này Hoàng thư lang đôi mắt quay tròn đảo quanh a rua giống nhau xem Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân tự nhiên biết thứ này trong lòng tưởng cái gì, đơn giản là bắt đầu muốn tiền công, như thế vậy thỏa mãn hắn đi, thứ này năng lực vẫn phải có,
mang theo bọn họ tới cái này tiểu sơn cốc, chính là chứng minh, hắn thực vừa lòng. Vung tay lên 3.000 thượng phẩm thần thạch trực tiếp trồng chất ở Hoàng Thư Lang trước người, lúc này mới cười khanh khách mở miệng nói, đây là 3.000 thần thạch, đáp ứng ngươi 1.000 thượng phẩm thần thạch, mỗi 30 năm kết toán một lần, 3 lần 1.000 cấp tề, ngươi có gì dị nghị không? Đối với Dương Nghị Vân không có dùng một lần cấp đầy đủ hết điểm này, Hoàng Thư Lang trong lòng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại ở trong dự liệu, rốt cuộc nhân gia cũng không phải là ngốc tử, hơn nữa hiện tại hàng thật giá thật 3.000 thượng phẩm thần thạch đã bãi ở trước mặt, hắn chỉ có cao hứng. Liên tục gật đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đa tạ thượng thần. Trước đừng cao hứng quá sớm, từ giờ trở đi ngươi ở trong vòng 100 năm thời gian về ta, bắt đầu cho ta làm việc, chỉ cần ngươi tận tâm làm tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, ở 100 năm sau, thêm vào nhiều cho ngươi 1.000 thượng phẩm thần thạch, đây là ta hứa hẹn, nhưng mặt khác, ngươi nếu là lừa gạt ta, ha ha, đến lúc đó đã có thể đừng trách ta trở mặt vô tình, có biết sao? Dương Nghị Vân cuối cùng một câu nói ra thượng vị đỉnh thần đế hơi thở bùng nổ, uy áp tán phát ra tới. Một chút làm Hoàng Thư Lang sắc mặt đều trắng bệch, hắn cảm nhận được Dương Nghị Vân cường đại, sâu không lường được. Nhưng cũng ở nháy mắt khôi phục bình thường, lại là trực tiếp thề, ta Hoàng Thư Lang đối thiên đạo thề, từ giờ trở đi 100 năm trong vòng, chắc chắn vì thượng thần tận tâm làm việc, như có vi phạm bản tâm thiên đạo chu chi. Gia hỏa này đảo cũng là cái quyết đoán người, trực tiếp liền phát hạ thiên đạo lời thề. Không vì cái gì khác, liền vì Dương Nghị Vân một câu thêm vào 1.000 thượng phẩm thần thạch. Như thế rất tốt, tiếp được giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang lên đằng xà đi thần thành giúp ta hỏi thăm, có bất luận cái gì có thể đối bản nguyên sinh cơ trợ giúp thần vật hoặc là thần đan từ từ, một khi có bất luận cái gì tin tức lập tức thông chi, nếu tìm được tin tức này, đến lúc đó cho ngươi khen thưởng 2.000 thần thạch, khả năng làm được. Dương Nghị Vân trịnh trọng nhìn về phía Hoàng Thư Lang. Dương Nghị Vân trà trộn đến bây giờ, làm một người địa cầu hắn nhất rõ ràng tài lực lượng có bao nhiêu cường đại. Đối Hoàng Thư Lang hắn biết muốn lấy tài sử dụng mới được, đến lúc đó nói không chừng sẽ bộc phát ra không tưởng được thu hoạch. Thượng thần yên tâm, không trung thần thành mấy đại chợ đen phường thì ta đều quen thuộc, ta lập tức liền đi hỏi thăm, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi thượng thần. Hoàng Thư Lang nội tâm đều tràn ngập lửa nóng, một cái tin tức liền cấp 1.000 thượng phẩm thần thạch, quả nhiên là thế lực lớn ra tới người. Đằng xà ngươi đi theo Hoàng Thư Lang cùng đi, Dương Nghị Vân quay đầu nhìn về phía đằng xà. Là chủ nhân, đằng xà thứ này là cái nhàn không xuống dưới tính cách, vừa nghe làm hắn đi theo Hoàng Thư Lang cùng nhau đi ra ngoài, tức khắc trong lòng liền vui vẻ. Đương nhiên đằng xà cũng không ngốc, biết chủ nhân làm hắn đi theo Hoàng Thư Lang, vô pháp là không yên tâm Hoàng Thư Lang, làm hắn đi này thuyết minh chủ nhân coi trọng hắn. Đối này Hoàng Thư Lang cũng nhìn ra được tới, bất quá này ở hắn xem ra là bình thường, không chút nào để ý. Thượng thần, chúng ta đây hiện tại xuất phát. Hoàng Thư Lang hỏi, đi thôi, 10 ngày lúc sau mặc kệ có hay không tin tức, đều tới hội báo. Dương Nghị Vân gật đầu ý bảo, theo sau Hoàng Thư Lang cùng đằng xà rời đi sơn cốc. Chờ bọn họ đi xa sau, Ngọc Lả Lướt mới mở miệng nói, ngươi vì cái gì bằng không thổ tinh nguyên đi theo Hoàng Thư Lang cùng đi, ta cảm thấy thổ tinh nguyên khả năng càng thích hợp. Dương Nghị Vân cười cười, nhìn nơi xa thổ tinh nguyên, chỉ vào ước chừng 1 cây em tiểu sơn cốc nói. Chúng ta nếu lựa chọn lại lần nữa làm lâm thời điểm dừng chân, luôn là yêu cầu kiến tạo một phen mới được, thổ tinh nguyên thiên phú có thể đảm nhiệm cái này trọng trách, ha ha. Ngọc Lả Lướt sừng sốt, ngay sau đó minh bạch, Dương Nghị Vân đây là muốn bắt thổ tinh nguyên tráng đinh, đích xác lộng kiến tạo nói, thổ tinh nguyên lưu lại so đằng xà càng thêm thích hợp. Tính toán ở chỗ này đãi một đoạn thời gian sao? Ngọc Lả Lướt hỏi. Ân, nếu tới, vậy đãi một đoạn thời gian đi. Chúng ta mấy cái tu vi đều tăng lên quá nhanh, tâm cảnh đều không xong, kế tiếp yêu cầu một ít thời gian tinh tu củng cố tu vi. Dương Nghị Vân lời này kỳ thật chỉ là nói một nửa, còn có một nửa kia là vì Ngọc Lả Lướt. Tới thời điểm cũng thấy được này tòa thần thành quả nhiên có rất nhiều thần linh tồn tại, hỏi thăm thiên tài địa bảo cấp Ngọc Lả Lướt khôi phục, tương đối muốn phương tiện một ít, hắn trong lòng tưởng chính là, đầu tiên đem Ngọc Lả Lướt khôi phục lại. Không cho nàng nhiều lời, là sợ nàng trong lòng có gánh nặng. Hảo Ngọc Lả Lướt nhẹ giọng gật đầu, kỳ thật nàng há có thể không rõ ràng lắm Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ như thế nào. Đạo tâm dung chuyển, nhưng lại càng thêm có sinh cơ. Đột nhiên liền nghĩ tới cùng Dương Nghị Vân ở thị huyết lão tổ hốc cây một màn, sắc mặt nóng lên lên, bất quá cũng may nàng mang theo khăn che mặt, Dương Nghị Vân nhìn không tới. Thổ tinh nguyên, Dương Nghị Vân hô một tiếng nơi xa thổ tinh nguyên.
chủ nhân thổ tinh nguyên soát một chút lại đây. Chúng ta muốn ở cái này sơn cốc giàn xếp xuống dưới, cho đại gia kiến tạo tu luyện cung điện sự tình liền giao cho ngươi, không cầu cái gì xa hoa, chỉ cần có thể phương tiện tu luyện là được, có thể làm được sao? Dương Nghị Vân hỏi. Chủ nhân yên tâm, hết thảy giao cho ta. Thổ tinh nguyên trả lời rất có tự tin. Dương Nghị Vân gật đầu nói, kia hành ngươi xem làm đi thôi, ta đi ở sơn cốc bốn phía bố trí trận pháp. Dù sao hắn có rất nhiều thần thạch, bố trí một cái tụ linh trận pháp cùng phòng ngự trận pháp không thành vấn đề. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, Ngọc Lả Lướt nói. Hảo, Dương Nghị Vân cũng không trông cậy vào Ngọc Lả Lướt hỗ trợ, liền muốn cho nàng tu luyện khôi phục đi, nhưng nếu nàng muốn cùng nhau, kia cũng có thể, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hai người kế tiếp từ sơn cốc bắt đầu tiên bày ra một cái tụ linh trận pháp, hấp thu thiên địa thần nguyên đưa vào sơn cốc, như thế là có thể có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, dù sao không thiếu thần thạch, mấy chục vạn thượng phẩm, thượng trăm vạn hạ phẩm thần thạch, không cần chính là cục đá, dùng chính là thần thạch, muốn phát huy ra giá trị mới được. Dương Nghị Vân trực tiếp dùng thượng phẩm thần thạch, tiêu hao 10 vạn thượng phẩm thần thạch, này nhưng xem như danh tác, tương đương với thượng trăm vạn hạ phẩm thần thạch, một cái tụ linh trận thành công. Tức khắc thiên địa bốn phương tám hướng thần nguyên chi lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ mà đến, ngắn ngủn nửa canh giờ, hắn là có thể cảm thụ bên trong sơn cốc thiên địa năng lượng đã bắt đầu phiên bội, hơn nữa đang không ngừng tăng lên chung. Đối này hắn thực vừa lòng. Kế tiếp bố trí một cái phòng ngự trận pháp là được, vốn dĩ hắn muốn bố trí tiên giới trận pháp, không tiếp xúc quá thần giới thần trận, trưng cầu một chút Ngọc Lả Lướt ý kiến. Ngọc Lả Lướt lại là nói, nếu không liền bố trí cái loại nhỏ càn khôn trận đi. Tuy rằng không phải đại càn khôn trận pháp, nhưng ở thần giới cũng coi như là không tồi thần trận, hơn nữa tương dễ dàng, nhất thích hợp bực này tiểu sơn cốc nơi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta không hiểu Dương Nghị Vân gọn gàng dứt khoát, hắn thật là không hiểu thần trận. Yêu cầu 20 vạn hạ phẩm thần thạch, ta đến đây đi. Ngọc Lả Lướt nói. Ngươi, Dương Nghị Vân có chút lo lắng nàng, rốt cuộc nàng nguyên khí đại thương. Ngọc Lả Lướt cười nói, ta tuy rằng hao tổn nguyên khí. Cũng đừng quên ta còn có thần vương thực lực, bố trí một cái tiểu thần trận tự nhiên là không thành vấn đề, lại nói không phải còn có ngươi hiệp trợ sao, yên tâm đi, vừa lúc ta bày trận ngươi cũng nhìn xem thần giới thần trận bày trận, ta cũng thuận tiện cho ngươi nói. Nghe Ngọc Lả Lướt nói như thế, Dương Nghị Vân liền an tâm rồi, kế tiếp hai người bắt đầu. Đương nhiên chủ yếu tựa hồ Ngọc Lả Lướt là chủ, hắn vì phụ trợ, một bên bày trận một bên cũng hiểu biết thần trận. Cửu thiên lúc sau một tòa tiểu càn khôn trận pháp thành công. Dương Nghị Vân cũng học được thần giới thần trận bày trận phương pháp, kỳ thật vẫn là vạn pháp quy tông, nguyên lý thượng cùng tiên giới trận pháp giống nhau, chẳng qua lực lượng trình tự bất đồng, đương nhiên cũng có một ít rất nhỏ chỗ không giống nhau, hơn nữa Ngọc Lả Lướt giảng giải, hắn đối thần trận chi đạo cũng coi như là nhập môn, cường đại vô cùng thần trận bố trí không xuống dưới, nhưng là đối với cá nhân tu luyện thượng bày trận đã không thành vấn đề. Trận pháp thành công một khắc, tường vân cuồn cuộn mà đến, lại là đem toàn bộ sơn cốc đều ẩn tàng rồi lên, đứng ở sơn cốc trận pháp ở ngoài nhìn lại, tường vân quay cuồng, trông rất đẹp mắt. Cấp sơn cốc này khởi cái tên đi, Ngọc Lả Lướt nói. Dương Nghị Vân ngấm lại buột miệng thốt ra nói, đã kêu càn khôn cốc đi. Lấy trận pháp mệnh danh, đảo cũng chuẩn xác. Hơn nữa hắn bản thân chính là càn khôn thần điện thần tôn vô thượng, ở thần giới lúc sau, càn khôn hai chữ đã trở thành trên người hắn mạt không song ấn ký. Nếu mạt không xong, vậy làm càn khôn hai chữ phát quang phát lượng đi. Tuy rằng cái này tiểu sơn cốc là cái lâm thời đạo tràng, nhưng kể từ đó cũng liền chính quy rất nhiều. Đạo cũng chuẩn xác, Ngọc Lả Lướt gật đầu. Dương Nghị Vân cười cười, phất tay ở sơn cốc khẩu trên vách núi đá, lấy thần lực vì so, cách không viết xuống càn khôn cổ ba cái chữ to, nhưng lại chính là địa cầu chữ giản thể. Ngọc Lả Lướt xem qua đi sửng sốt, mở miệng hỏi, là sơn cốc tên sao? Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, là ta quê nhà văn tự, nếu không ngươi ở một bên viết thượng khắc văn càn khôn cổ ba chữ. Hảo, Ngọc Lả Lướt phung tay lên, tức khắc liền xuất hiện ba cái cổ xưa huyền ảo khắc văn, đúng là vĩnh hằng thần giới thông dụng khắc văn. Đến tận đây càn khôn cốc xem như kiến thành. Đi thôi, chúng ta đi vào, đánh giá đằng xa bọn họ cũng mau trở lại, vào xem thổ tinh nguyên tiến độ như thế nào. Dương Nghị Vân nói chuyện chung kéo Ngọc Lả Lướt tay đi vào sơn cốc. Hoặc là nói hiện tại hẳn là kêu càn khôn cốc. Tuy rằng nói là lâm thời đạo tràng, nhưng này cũng coi như là Dương Nghị Vân ở vĩnh hằng thần giới một cái ra, hắn lôi kéo Ngọc Lả Lướt tay đi đến, tâm tình thực không tồi.
mà Ngọc Lả Lướt đối với Dương Mẫu Nhân bắt tay hành động, chậm rãi cũng thói quen, không chỉ có không có phản cảm, ngược lại ở trong lòng có sợi nhiệt lưu, thực ấm áp, đạo tâm dung chuyển, nhưng lại là tốt dung chuyển, nàng càng thêm cảm nhận được kia một phiến thiên đạo chi môn đang ở dần dần đối nàng mở ra. Tu luyện tu đạo chính là tu tâm quá trình, điểm này thân là pháp thần Ngọc Lả Lướt rất rõ ràng. Nhưng nàng trước kia chỉ là rõ ràng, hiện tại lại là lý giải. Nàng biết đi theo Dương Nghị Vân ra tới, hoặc là nói hiện tại cùng hắn ở bên nhau, chính là nàng thành tựu thiên đạo cơ duyên. Cái này ý niệm toát ra tới, chưa bao giờ có quá rõ ràng kiên định. Trong lòng cũng ở đối chính mình nói, nhất định phải nỗ lực tu luyện, đem dung mạo khôi phục lại, nếu làm hắn nữ nhân, vậy làm được tốt nhất. Nàng có thể cảm thụ Dương Nghị Vân trên người phát ra cái loại này quan tâm, đối nàng quan tâm. Đối với đạo lữ, nàng rất sớm liền biết, nhưng lại trước nay không có đi tiếp xúc quá, trước kia cũng không có bất luận cái gì hứng thú, thậm chí cho rằng tình yêu sẽ chỉ là tu đạo chi lộ chướng ngại vật, coi là hung thú. Thẳng đến đụng tới Dương Nghị Vân, mà hắn đi vào vĩnh hằng thần giới, quá ngàn năm xuống dưới, cho tới bây giờ, Ngọc Lả Lướt rốt cuộc có ngộ. Liền tính là thần linh, cũng là có máu có thịt thần linh, kia đó là có tình cảm sinh vật, như thế tình cảm cũng là thế gian đại đạo, mà không phải gông xiềng. Ngọc Lả Lướt tùy ý Dương Nghị Vân lôi kéo tay nàng đi vào sơn cốc, giờ này khắc này nàng trong lòng là ngọt. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không biết Ngọc Lả Lướt trong lòng tưởng cái gì, chỉ là lôi kéo nàng đi vào sơn cốc, khi bọn hắn đi vào, lại là tức khắc sửng sốt. Hảo gia hỏa, mấy ngày qua, hắn đều cùng Ngọc Lả Lướt ở bầy trận, căn bản liền không như thế nào chú ý quá sơn cốc trong vòng tình huống. Nhưng hiện tại lại là bị chấn động một phen. Từng tòa tinh xảo tuyệt luân. Đại khí hào hùng cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, rải rác ở trong sơn cốc, có tường vân phiêu động, có thần quang lập lòe. Đây là, thổ tinh nguyên làm ra tới. Dương Nghị Vân ngơ ngác nói, cứ việc hắn biết thần linh có thần tích thủ đoạn, nhưng nhìn đến toàn bộ sơn cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện gác mái, như cũ là nhìn không được cảm thán. Hẳn là đi, Ngọc Lả Lướt cũng có chút không dám xác định. Rốt cuộc này đó cung điện gác mái tinh xảo tuyệt luân khẩn, làm hai người không thể tin được. Là thổ tinh nguyên một người là có thể kiến tạo ra tới. Chủ nhân. Đúng lúc này thổ tinh nguyên thanh âm từ một tòa cung điện trung bình tới, ngay sau đó lập lòe tới rồi Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt bên người. Này đó, đều là ngươi kiến tạo. Dương Nghị Vân hỏi. Thổ tinh nguyên gật đầu trở lại, mang theo ý tứ hào khí nói, đúng vậy chủ nhân, tất cả đều là ta kiến tạo, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta mà nhân tộc vốn là am hiểu kiến tạo, trong sơn cốc có thần mộc. Dưới nền đất có các loại thần thạch, ta chỉ là vận dụng pháp lực đi lên, lấy pháp lực kiến tạo, đảo cũng mau, kỳ thật ở 3 ngày trước liền kiến tạo hoàn thành. 2 ngày này ta bố trí một chút nội thất, giúp chủ nhân cái Lả Lướt pháp thần chuẩn bị tu luyện mật thất, cùng nghỉ ngơi gác mái, xem như có điểm đơn sơ, thời gian hấp tấp, thỉnh chủ nhân cùng Lả Lướt pháp thần chắp vá một chút. Tổng cộng 5 tòa đại điện, 5 tòa gác mái, có thể làm nghị sự đại điện, tiếp khách đại điện, tu luyện mật thất điện. Luyện đan luyện khí lâu, tẩm cung từ từ, chủ nhân ngài xem đổi yêu cầu cái gì, thuộc hạ ở đi cải tiến. Thực hảo, người vất vả, chúng ta cũng sẽ không lại lần nữa thường trụ, đã phi thường hảo, thổ tinh nguyên không nghĩ tới người thật là một nhân tài a, ha ha, không tồi thật không sai, đi xem một chút. Dương Mẫu Nhân lần này là thiệt tình khen thổ tinh nguyên. Làm thổ tinh nguyên đều có chút ngượng ngùng. 3 người bắt đầu tham quan. Một vòng xuống dưới Dương Nghị Vân không ngừng gật đầu, hắn thực vừa lòng, thổ tinh nguyên là cái cẩn thận người, bao gồm tẩm cung trong vòng bạch ngọc giường đều chuẩn bị tốt, từ dưới nền đất chỗ sâu trong đào ra bạch ngọc, ở tu luyện mật thất cũng chuẩn bị thần thạch đệm hương bồ, luyện đan mật thất đưa tới địa hỏa, cũng không biết hắn như thế nào làm được. Dù sao Dương Nghị Vân là vừa lòng. Đương nhiên vì trương hiển một chút chính mình cái này chủ nhân độc đáo, Dương Mẫu Nhân ở đại điện sân, điều động nói thụ chi lực bày ra tinh mỹ cảnh quan hoa viên. Kỳ thật đó chính là cấp Ngọc Lả Lướt chuẩn bị. Lấy thần lực cải tạo này đó vẫn là không khó, thần linh hóa hủ bại vì thần kỳ cũng không phải nói, các loại thuộc tính thần lực đối ứng vạn vật, dùng hảo ở chính là thần tích. Chủ nhân chúng ta đã trở lại. Liền ở ngay lúc này sơn cốc ở ngoài vang lên đằng xà lớn giọng. Dương Nghị Vân vung tay lên, càn khôn trận mở ra, phóng đằng xà cùng Hoàng Thư Lang đi đến. 10 ngày trong khi, bọn họ trước tiên 1 ngày trở về. Đảo cũng đem hắn nói đặt ở trong lòng, điểm này hắn thực vừa lòng. Hiện tại liền xem đằng xà cùng Hoàng Thư Lang có thể hay không mang về tới tin tức tốt, đối này hắn thực chờ mong.
không biết này hai hóa có hay không nghe được có thể làm Ngọc Lả Lướt khôi phục thiên tài địa bảo cũng hoặc là thần vật linh tinh tin tức. Bái kiến chủ nhân, gặp qua thượng thần. Hai người một đường đi tới, thấy được sơn cốc đại biến dạng, đều là thực ngạc nhiên bộ dáng, bất quá vẫn là không quên lễ nghĩa. Đừng đa lễ, có hay không cái gì tin tức tốt sẽ cho ta? Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Đằng Xà lớn giọng dành trước một bước nói, có chủ nhân có một cái tin tức tốt. Mau nói, Dương Nghị Vân mở miệng. Đằng Xà miệng phun nhân ngôn nói, chủ nhân chúng ta nghe được, Vĩnh Hằng Thần Giới Tam Đại nói cung thế lực chi nhất, Yêu Thần Đạo Cung sẽ ở 1000 năm sau mở ra, đến lúc đó chịu có thể sẽ có nhân sinh quả xuất hiện, nghe đồn lần này nói cung thịnh hội, có nào đó yêu thần tướng sẽ mang theo 3 viên nhân sinh quả xuất hiện ở Yêu Thần Đạo Cung. Này mục đích là vì mượn Yêu Thần Đạo Cung một kiện chí bảo dùng một chút, lại là không biết vòng eo nói cung có thể hay không làm ra trao đổi. Bất quá nhân sinh quả xuất hiện, hẳn là thật sự, ta cùng Hoàng Thư Lang hỏi thăm quá, nhân sinh quả có thể khôi phục bẩm sinh căn nguyên, nội loại chất chứa bẩm sinh sinh mệnh chi lực. Từ từ, cái gì Tam Đại nói cung thế lực, chậm rãi nói rõ ràng, Dương Nghị Vân đánh gãy Đằng Xà. Đằng Xà há mồm, vẫn là làm Hoàng huynh đệ nói đi, Tam Đại nói cung thế lực, hắn rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, nhìn về phía Hoàng Thư Lang. Đến nỗi thứ này khi nào đã cùng Hoàng Thư Lang xưng huynh gọi đệ, Dương Nghị Vân trực tiếp làm lơ, Đằng Xà thứ này bị Hoàng Thư Lang lừa dối quẻ vẫn là hắn lừa dối Hoàng Thư Lang này thật đúng là nói không chừng. Hoàng Thư Lang lúc này mới có nói chuyện cơ hội. Mở miệng nói, hồi bẩm thượng thần, Tam Đại nói cung chính là Vĩnh Hằng Thần Giới Tam Đại tối cao thế lực, phân biệt vì Yêu Thần Đạo Cung, hội tụ đều là cao giai yêu tộc, còn có Thần Ma nói cung cùng Thạch Mộc Đạo Cung. Thần Ma nói cung tuy rằng cũng là yêu tộc, nhưng lại nhiều lấy tẩu thú là chủ, Yêu Thần Đạo Cung lấy loài chim bay là chủ, mà Thạch Mộc Đạo Cung còn lại là núi đá hoa cỏ cây cối từ từ tinh quái là chủ. Tam Đại nói cung đều là truyền thừa tự hồng hoang, lịch sử đã lâu, nhưng là cũng tao quá thiên địa đại kiếp nạn sau suy bại, nghe nói ba đạo nói cung cung chủ đều là thiên đạo cảnh trí cường giả, cứ việc không có hồng hoang thời đại cường thắng, nhưng như cũ là Vĩnh Hằng Thần Giới Tam Đại tối cao thế lực. Nói cung A, Dương Nghị Vân tự nói. Hắn không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Giới cư nhiên có ba đạo nói cung, còn có như vậy thế lực tồn tại, Tam Đại nói cung, ba đạo thiên đạo chi cảnh giới cường giả. Sẽ là cái gì cấp bậc thiên đạo chi cảnh cường giả? Hay không cũng cùng đế tôn, phục hy thần hoàng kia cấp bậc đừng, đã tu luyện đến thiên đạo hợp đạo cấp bậc tồn tại. Dương Nghị Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc thiên đạo chi cảnh chung, có 5 cái cấp bậc hợp đạo. Lại nói tiếp là thiên đạo chi cảnh giới. Nhưng như cũng là có phân biệt. Dương Nghị Vân ngẫm lại xem Hoàng Thư Lang nói, đem người biết Tam Đại nói cung cẩn thận theo như lời, trước từ Yêu Thần Đạo Cung bắt đầu. Tốt thượng thần, kế tiếp Hoàng Thư Lang bắt đầu giảng thuật hắn hiểu biết tin tức. Sau nửa canh giờ, Hoàng Thư Lang giảng thuật xong. Dương Nghị Vân đối Hoàng Thư Lang giảng thuật thực vừa lòng, tuy rằng cái này chuột yêu cũng không có đi qua Tam Đại nói cung bất luận cái gì một nhà, nhưng lại hiểu biết tin tức có thể sở phi thường toàn diện. Mỗi cái nói cung có cái gì đặc điểm, có cái gì cường giả từ từ, hắn đều có thể nói ra một cái 1, 2, 3 tới, cứ việc này trong đó tất nhiên có hơi nước, nhưng cũng 8, 9 phần 10. Dựa theo Hoàng Thư Lang nói, hắn đã từng phi thường tiên bái nhập Tam Đại nói cung, đáng tiếc vẫn luôn đều không có như nguyện. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn đối Tam Đại nói cung hướng về. Cho nên hiểu biết muốn nhiều một ít. Thứ này thật đúng là một cái bản đồ sống giống nhau. Hiện tại làm Dương Nghị Vân đối hắn càng ái càng có hứng thú, trong lòng nghĩ có phải hay không có thể nhận lấy. Thực lực phía dưới không quan hệ, chỉ cần có mặt khác bản lĩnh liền có thể, tỉ như biết đến đồ vật nhiều, với hắn mà nói so cái gì đều quan trọng. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Nghị Vân đối Hoàng Thư Lang thực vừa lòng, cái này chuột yêu tuy rằng là thuê quan hệ nhưng lại ở hắn công đạo sự tình thượng làm được tận tâm tận lực, này 1 vạn thượng phẩm thần thạch tự nhiên là không bạch hoa. Trong lòng nghĩ chỉ cần có thể làm tốt sự, quay đầu lại nhiều cho hắn một ít thần thạch cũng là có thể. Không đến 10 ngày thời gian liền nghe được một cái muốn tin tức, điểm này thực không tồi. Ở Hoàng Thư Lang giảng thuật chung, Yêu Thần Đạo Cung mới là trọng điểm, ngàn năm lúc sau, chính là Yêu Thần Đạo Cung mỗi cách vạn năm tổ chức một lần nói cung thịnh hội, tên là luận đạo, trên thực tế bao hàm toàn diện, trong đó bảo vật giao lưu là quan trọng một vòng. Đến lúc đó nhưng phàm là Vĩnh Hằng Thần Giới các lộ có tên có họ đại thần cùng thế lực sẽ thu được Yêu Thần Đạo Cung mời, đi trước tham gia thịnh hội. Ở thịnh hội thượng, có thể lấy ra thần vật, có thể tiến hành giám bảo, bước lên một cái thần bảo lục,
phàm là có thể đi vào thần bảo lục, gần nhất là thành danh, mà đến có thể cùng nói cung trao đổi bảo vật. Tam đại nói cung nội tình thâm hậu, có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng bí pháp tồn tại, đều là vĩnh hằng thần giới rất nhiều thần linh hướng về. Dù sao chỗ tốt rất nhiều, mà lần này Hoàng Thư Lang cùng Đằng Xà nghe được nhân sinh quả, chính là nào đó đại thần muốn mang đi giám bảo, nói là muốn cùng yêu thần đạo cung trao đổi cái gì bảo vật. Cái gì bảo vật đối Dương Nghị Vân tới nói không quan trọng, quan trọng là nhân sinh quả có thể cho Ngọc Lả Lướt khôi phục dung nhan cùng hao tổn bẩm sinh căn nguyên, với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Hiện tại vấn đề là, nhân sinh quả có phải hay không thật sự sẽ xuất hiện ở yêu thần đạo cung, điểm này rất quan trọng, bất quá Hoàng Thư Lang nói, tin tức này là hắn hoa 1000 thượng phẩm thần thạch từ chợ đen mua được tin tức, điểm này Đằng Xà cũng biết, nói cách khác tin tức này là thật sự. Như vậy kế tiếp chính là ba cái vấn đề. Trước tiên vấn đề, ngàn năm lúc sau chính là yêu thần đạo cung nói cung thịnh hội, điểm này có thể xem nhẹ, 1000 năm thời gian hiện tại với hắn mà nói cũng chính là một lần tu luyện mà thôi. Không tồn tại. Đệ nhị mới là trọng điểm. Hoàng Thư Lang nói, muốn đi yêu thần đạo cung tham gia nói cung thịnh hội, là yêu cầu yêu thần đạo cung mời, phải có thư mời mới được. Muốn đạt được yêu thần đạo cung mời, mỗi một cái không phải vĩnh hằng thần giới độc bá nhất phương cổ xưa đại thần, hoặc là một phương cường đại thế lực, có thể được đến vĩnh hằng thần cung tán thành, tự nhiên không có kẻ yếu. Vấn đề này đầu tiên muốn giải quyết mới được. Có thể giải quyết vấn đề này, mới có thể có tư cách đã chịu nói cung chú ý, đạt được một phần thư mời, nếu không chính là yêu thần đạo cung đại môn đều đừng nghĩ đi vào. Còn có cái thứ ba vấn đề, muốn đi yêu thần đạo cung, người trong tay cần thiết có chứa giống nhau có thể lấy đến ra tay bảo vật mới được. Đối với này một cái, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không sợ, bảo vật hắn có, cũng không biết có đủ hay không tư cách. Nghĩ đến hẳn là đủ. Tỷ như sinh mệnh chi thủy. Này ngoạn ý đối yêu tộc có thể tăng lên huyết mạch, cùng yêu tộc tới nói có thể tăng lên huyết mạch, đây là chí mạng dụ hoặc, cho nên đệ tam điểm Dương Nghị Vân cảm thấy có thể không cần đi quản. Hiện tại liền đệ nhị điều, như thế nào mới có thể có tư cách đạt được yêu thần đạo cung tán thành, có thể đạt được thư mời, đây mới là trọng điểm. Dương Nghị Vân đem trong lòng này một cái nói ra, làm đại gia nghĩ cách. Sau khi nói xong, Đằng Xà thứ này cái thứ nhất mở miệng nói, chủ nhân muốn ta nói, không cần làm phiền, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi đoạt lấy một phần thư mời trà trộn vào đi đó là. Dương Nghị Vân nghe Đằng Xà nói chuyện, đầy mặt hắc tuyến. Khí cười mắng nói, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện đến bây giờ, có thể tồn tại thật là thiên đạo chiếu cố ngươi thứ này. Hoàng Thư Lang cười khổ tiếp thượng lời nói cấp Đằng Xà phổ cập khoa học nói, Đằng Xà huynh không phải đơn giản như vậy, đầu tiên có thể bị yêu thần đạo cung mời không hề nghi ngờ là thế lực lớn cùng khắp nơi đại thần, đứng đầu cường giả, không nói đến có thể hay không cướp được, liền tính là có thể cướp được, đi vào thời điểm chẳng lẽ nhân gia nói cung liền sẽ không xem xét sao? Ngạch cái này ta nhưng thật ra không nghĩ tới Đằng Xà lúng túng nói. Lăn một bên đi, mất mặt xấu hổ ngoạn ý, bất động đầu óc A Dương Nghị Vân đạp Đằng Xà một chân, rồi sau đó ý bảo Hoàng Thư Lang tiếp tục nói tiếp. Hoàng Thư Lang tiếp tục nói, cướp đoạt là không thể thực hiện được, muốn đạt được yêu xà nói cung tán thành, chỉ có một cái lộ có thể đi. Nói, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn Hoàng Thư Lang, ở vừa rồi trong nháy mắt. Hắn thấy được Hoàng Thư Lang hai tròng mắt chung chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn biến mất, tuy rằng gần là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Đến lúc đó có ý tứ, hắn đến lúc đó trước hết nghe Hoàng Thư Lang sẽ có cái gì ý kiến hay ra tới. Hơn nữa hắn tựa hồ phát hiện Hoàng Thư Lang có chuyện xưa, vừa rồi kia liếc mắt một cái tàn nhẫn cũng không phải là người bình thường mới có, đặc biệt là thần linh chi lưu, đạo tâm đã kiên nếu bản thạch, rất khó mới sinh ra thật lớn thù hận. Nhưng Hoàng Thư Lang kia liếc mắt một cái tuyệt đối không nhẹ. Hoàng Thư Lang ở Dương Nghị Vân cười như không cười ánh mắt hạ, có chút trốn tránh, không dám nhìn Dương Nghị Vân, có chút ấp úng lên, thượng thần. Cứ nói đừng ngại, Dương Nghị Vân cho hắn một cái cổ vũ. Kia, ta đây nói, có cái gì không đối chỗ, còn thỉnh thượng thần bao dung. Hoàng Thư Lang ngữ khí rất thấp. Nói đi, nói thỏa thích, Dương Nghị Vân cười nói. Hoàng Thư Lang lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, có thể chiếm cứ một sơn một thành nơi, đến lúc đó tự nhiên sẽ trở thành một phương bá chủ, tiến vào nói cung tầm nhìn, do đó đạt được nói cung thư mời. Ha ha, tỷ như đâu, cái gì sơn, cái gì thành, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói. Hoàng Thư Lang phía dưới đầu, hai tròng mắt chung ánh mắt chợt lóe nói, hồi bẩm thượng thần, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Ngươi là nói không trung thần thành. Dương Nghị Vân đôi mắt đều mau mị lên. Hoàng thư lang thấp giọng nói, đúng vậy. Hoàng thư lang ngươi thật lớn gan. Giờ phút này lại là đằng xà ở một bên sau khi nghe được, lạnh giọng giống to, lão tử đem ngươi đương huynh đệ, người mẹ nó cư nhiên hại ta chủ nhân, ra sao giáp tâm. Không trung thần thành tất nhiên có cường giả thành chủ tồn tại, ngươi là muốn cho chúng ta chịu chết không thành, tin hay không lão tử một ngụm nuốt ngươi. Đằng xà nói chuyện chung đã dựng lên thân mình, rất có đem Hoàng thư lang một ngụm nuốt tư thế. Dương Nghị Vân lại là dừng tay nói, một bên đi chơi chừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái. Tuy rằng chừng mắt nhìn đằng xà, nhưng trong lòng Dương Nghị Vân lại đối đằng xà lần này biểu hiện thực vừa lòng, thứ này tuy rằng có đôi khi có điểm nhị, thả đã cùng Hoàng thư lang xưng huynh gọi đệ, nhưng ở trung thành thượng lựa chọn trung thành, trước tiên đứng dậy, này thực không tồi. Đến nỗi Hoàng thư lang, Dương Nghị Vân hiện tại dám khẳng định, cái này chuột yêu nhất định có thù hận, thực hiển nhiên thù hận cùng không trung thần thành có quan hệ. Đích xác, nhìn qua Hoàng thư lang có hãm hại hắn hiểm nghi, nhưng trái lại tưởng tượng, hắn một con thần vương cấp bậc chuột yêu, còn không có như vậy đại lá gan, hơn nữa từ lần này tiếp xúc tới xem, Hoàng thư lang không hề nghi ngờ thực thông minh, một chút đều không ngu, sẽ không rõ ràng lắm cho hắn đảo hố hậu quả. Như thế nghĩ đến, chỉ có thể là Hoàng thư lang có thủ oán, muốn mượn trợ hắn lực lượng, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Hoàng thư lang chắc chắn có mưu đồ đây là tất nhiên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía Hoàng thư lang, trên mặt tươi cười một chút tiêu tán, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoàng thư lang, nửa ngày một câu cũng chưa nói, làm Hoàng thư lang trong lòng càng ngày càng phát mao. Cuối cùng không nhịn xuống, thình thịch một chút quỳ xuống. Lúc này Dương Nghị Vân mới trầm giọng mở miệng nói, nói rõ ràng, nói không rõ, ngươi tưởng tượng không đến hậu quả, nhưng ta người này giảng đạo lý, ngươi hiểu sao? Chúng ta là không trung thần thành. Hoàng thư lang trên trán đậu nành đại giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, nghe được Dương Nghị Vân sau khi nói xong, mới mở miệng nói, thượng thần bớt giận, ta nói, đích xác ta là có tư tâm, nhưng không phải toàn bộ. Dương Nghị Vân không nói chuyện, tiếp tục nghe Hoàng thư lang nói tiếp. Chỉ nghe Hoàng thư lang tiếp tục nói, ta thê nhi bị không trung thần thành chủ Nguyên Thần Thiên giết chết, cho nên ta hận hắn, ta phát quá thể, phải cho thê nhi báo thù, nhưng... Nói nơi này thời điểm Hoàng thư lang hốc mắt chung để lại cuồn cuộn nước mắt, một đôi tay nắm chặt, móng tay đều đâm thủng bàn tay, từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống dưới, nhưng hắn hồn nhiên bất giác. Dương Nghị Vân từ Hoàng thư lang trên người cảm nhận được tới thật sâu bất đắc dĩ cùng vô lực, đương nhiên còn có không gì sánh kịp oán hận cùng bi thống. Nói đến thê nhi bị giết thời điểm, Hoàng thư lang cả khuôn mặt đều là vặn vẹo. Điểm này phi thường chân thật, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, nói cách khác, Hoàng thư lang không có nói sai. Hoàng thư lang hít sâu một hơi tiếp tục nói đi xuống. Sau nửa canh giờ, Hoàng thư lang nói xong. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt mấy cái cũng rốt cuộc đã biết Hoàng thư lang vì cái gì muốn mạo hiểm không tiếc mượn đao hắn, thậm chí có điểm cực đoan, tuy rằng như thế, khá vậy về tình cảm có thể tha thứ. Nguyên lai ở mười mấy vạn năm trước, Hoàng thư lang chỉ là vĩnh hằng thần giới cấp thấp chuột hoang nhất tộc, là cái thấp nhất giai tồn tại, hóa hình đều không có thành công, nhưng lại các phương diện đều có thiên phú, ở chuột hoang nhất tộc cũng coi như đầy hứa hẹn thanh niên cái loại này, hơn nữa có thê nhi, nhưng trời có mưa gió thất thường, có một ngày một hồi thiên họa từ trên trời giáng xuống. Hai tôn cường đại thần nhân một hồi đại chiến, một chân trực tiếp dẫm đã chết hắn thê nhi. Kia một ngày Hoàng thư lang đi trong tộc, trở về thời điểm, chính mắt thấy kia một con từ trên trời giáng xuống cự chân đem hắn thê nhi giải quyết, hắn tê tâm liệt phế hò hét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hai tôn đại thần chém giết gần là chợt lóe rồi biến mất, liền biến mất ở phía chân trời. Đối với kia một con cự chân hoặc là nói kia một tôn đại thần mà nói, gần là dẫm đã chết hai chỉ nho nhỏ chuột yêu con kiến mà thôi, thậm chí đều không thể phát hiện, hắn dẫm đã chết một lớn một nhỏ hai chỉ lão thử. Nhớ đều sẽ không nhớ rõ. Nhưng mà đối Hoàng thư lang tới nói, hắn mất đi chính là thê nhi, là toàn bộ. Khi đó Hoàng thư lang là có tình cảm chuột yêu. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Phi thường bất lực, nhưng chấp niệm cũng gieo. Hắn thể phải cho thê nhi báo thù. Mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, lòng có chấp niệm đều là phi thường đáng sợ. Tại đây cố chấp niệm chống đỡ hạ, Hoàng thư lang hoa vạn năm thời gian tìm được rồi kẻ thù. Bởi vì năm đó hắn nhìn đến quá kia tôn đại thần bộ dáng, đó là không trung thần thành chủ Nguyên Thần Thiên. Sau lại Hoàng thư lang tới không trung chi thành,
vẫn luôn đãi tại đây tòa với hắn mà nói chấp niệm rất sâu thần thành, chính là nghĩ chung có một ngày, có bất luận cái gì cơ hội, có thể giết không chung thần thành thành chủ, nguyên thần thiên. Nhưng mười mấy vạn năm qua đi, hắn gần mới tu luyện đến thần vương cấp bậc, cứ việc đã xem như thiên phú dị bẩm, mà không chung thần thành thành chủ nguyên thần thiên còn lại là thần chủ tồn tại, khác nhau như trời với đất, báo thù vô vọng. Bất quá Dương Nghị Vân xuất hiện, làm Hoàng Thư Lang sinh ra một đường hy vọng, bởi vì Dương Nghị Vân đồng dạng sâu không lường được, hắn tuy rằng nhìn không thấu Dương Nghị Vân là cái gì tu vi, chính là chi giác nói cho hắn, Dương Nghị Vân chính là hắn báo thù hy vọng. Hơn nữa vừa lúc Dương Nghị Vân yêu cầu một phần thư mời, chém giết không chung thần thành thành chủ nguyên thần thiên, là có thể được đến yêu thần đạo cung tán thành, đạt được thư mời. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, nhìn Hoàng Thư Lang nói, ngươi nếu có thể nói ra tới, lấy ngươi khôn khéo, nghĩ đến cũng có cái gì ý tưởng hoặc là tin tức đi, nói không chung thần thành thành chủ nguyên thần thiên là cái gì tu vi, nếu có thể, ta đảo cũng vui làm một lần ngươi đao. Hoàng Thư Lang cả người chấn động, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên sẽ đồng ý, tức khắc tinh thần đại chấn, vội vàng nói, thượng thần có cơ hội, ta nghe được một cái về nguyên thần thiên bị thương tin tức. Bị thương, cái gì thương, Dương Nghị Vân hỏi. Chính là mười mấy vạn năm trước Nguyên Thiên Thành cùng một khác tôn đại thần chiến đấu, nào một trận chiến lúc sau Nguyên Thần Thiên kỳ thật thu bị thương nặng, cảnh giới cũng đại té sơ cấp thần chủ cấp bậc, bởi vì thương thế cho nên hắn không có bất luận cái gì tiến thêm, vẫn luôn bị thương thế sợ ảnh hưởng, cho nên Nguyên Thần Thiên thực lực đại suy giảm, tiểu thần nghĩ đến, thượng thần ngài là có thể chiến thắng Nguyên Thần Thiên. Chỉ cần thượng thần có thể chém giết rất Nguyên Thần Thiên, tự nhiên sẽ trở thành thiên thành thần thành thành chủ. Đến lúc đó yêu thần đạo cung thư mời sẽ tới thượng thần trong tay, trở thành một thành chi chủ, vì một phương thượng thần. Hoàng Thư Lang ánh mắt bức thiết vô cùng, tựa hồ Dương Nghị Vân trở thành không chung thần thành chi chủ, như hắn trở thành giống nhau. Ha ha, thay thế Dương Nghị Vân cười cười. Đúng vậy, Hoàng Thư Lang phía dưới đầu đi. Tin tức từ đâu mà đến? Dương Nghị Vân hỏi. Hoàng Thư Lang nói tiểu thần ở không chung thần thành nhiều năm. Tiêu phí rất nhiều tinh lực kết giao thành chủ phủ quản gia tiểu nhi tử, việc này, chính là từ quản gia tiểu nhi tử trong miệng biết được, không sai được, hơn nữa vô số tuế nguyệt tới nay, nguyên thần thiên đều không có đi ra quá thành chủ phủ, như thế chỉ có thể chứng minh tin tức này không sai, nguyên thần thiên vẫn luôn ở thành chủ phủ bế quan chữa thương. Dương Nghị Vân trầm mặc đi xuống. Hắn tâm động sao? Phi thường tâm động. Đúng sự thật Hoàng Thư Lang lời nói là thật, như vậy việc này thật đúng là có thể làm một lần. Một cái bị thương rất cảnh giới sơ cấp thần chủ, cùng hắn chi gian kém chỉ là một cái tiểu cảnh giới, hắn hiện tại là thượng vị đỉnh thần đế, bước tiếp theo đột phá đó là sơ cấp thần chủ. Lấy hắn hiện tại thực lực, ở thần đế chung cũng đều là đứng đầu tồn tại, thậm chí dựa theo hắn cường đại cơ sở cùng nhất quán phong cách vượt cấp khiêu chiến tựa hồ cũng là có thể cùng sơ cấp thần chủ một trận chiến. Bất quá có cái nguyên tắc tính vấn đề là Dương Nghị Vân do dự. Đệ nhất hắn cùng không chung thần thành thành chủ nhưng không có thù hận, làm hắn vô cớ đi khiêu chiến thậm chí là chém giết không chung thần thành thành chủ nguyên thần thiên, hắn trong lòng sẽ lưu lại khảm. Muốn nói vì Hoàng Thư Lang xuất đầu đi, Hoàng Thư Lang không phải người của hắn, nhiều nhất chính là cố chủ quan hệ, lý do quá gượng ép. Trừ phi, Hoàng Thư Lang trở thành người của hắn, như thế danh chính ngôn thuận, trong lòng cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Nhưng, Hoàng Thư Lang không phải, mặt khác. Cũng là có thể cho Hoàng Thư Lang trở thành hắn thuộc hạ, tin tưởng điểm này Hoàng Thư Lang muốn báo thù nói, sẽ rất vui lòng. Nhưng chung quy Dương Nghị Vân trong lòng cảm giác cái này lý do thực miễn cưỡng. Nhưng là ngẫm lại cũng không có gì, người tu đạo thế giới vốn chính là cường giả vi tôn, hắn liền tính là không cần bất luận cái gì lý do cũng đều có thể phát ra khiêu chiến. Nhưng hắn lại càng không là cái loại này người. Nghĩ tới nghĩ lui. Dương Nghị Vân cảm thấy vẫn là ở hiểu biết một chút cái này thành chủ lại nói, trọng điểm là muốn xác định Hoàng Thư Lang lời nói, nguyên thần thiên có phải hay không thật sự bị thương. Nếu là, vậy làm, vì Ngọc là lướt, vì hắn nữ nhân, Dương Nghị Vân trong lòng liền không có bất luận cái gì gánh nặng. Ích kỷ cũng hảo, bá đạo cũng thế, vì có thể bắt được yêu thần đạo cung muốn tình cảm, vì có thể tham gia yêu thần đạo cung thịnh hội, vì được đến nhân sâm quả, có thể Ngọc là lướt khôi phục. Hắn cũng không để bụng. Sâu trong nội tâm đã bắt đầu dao động, hít sâu một hơi nói, Thổ Tinh Nguyên lần này ngươi cùng Hoàng Thư Lang cùng nhau xuất phát, cho các ngươi 10 vạn thượng phẩm thần thạch hoạt động chuẩn bị, ta yêu cầu xác định này tin tức thật giả, cùng với thành chủ phủ thực lực tình huống, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì,
cho các ngươi 500 năm thời gian, 500 năm trong vòng tin tức này muốn xác định, khả năng làm được. Thỉnh chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được. Thổ Tinh Nguyên đứng ra, trầm ổn trả lời. Thỉnh thượng thần yên tâm, tiểu thần nhất định đem hết toàn lực. Hoàng thư lang nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, 10 vạn thượng phẩm thần thạch nơi tay, hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến thành chủ quản gia. Ha ha, Hoàng thư lang ngươi cảm thấy, ta hẳn là lấy cái gì danh nghĩa, đối nguyên thần thiên khởi xướng khiêu chiến, hoặc là nói giết hắn. Chẳng lẽ liền lấy ngươi ta là thuê quan hệ sao? Dương Nghị Vân giờ phút này tự nhiên là muốn đem Hoàng thư lang cột vào cùng nhau, nếu không sao có thể yên tâm. Cái này chuột yêu thật là cái đầu óc khôn khéo chủ nhân, bên người có như vậy một cái thủ hạ ở, đối hắn ở vĩnh hằng thần giới có rất lớn trợ giúp, tư duy rõ ràng, có chấp niệm, hiểu ẩn nhẫn, thiện dựa thế, có thể nắm chắc thời cơ, thậm chí là sáng tạo cơ hội, như thế nhân tài không thu, chẳng phải là đáng tiếc. Hắn này một phen nói ra tới. Nghe vào Hoàng thư lang trong tai tức khắc sửng sốt, há có thể không rõ Dương Nghị Vân ý tứ. Ở Hoàng thư lang trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là giết nguyên thần thiên cấp thê nhi báo thù, cũng bởi vậy hắn mới vì một vạn thượng phẩm thần thạch cấp Dương Nghị Vân hiệu lực 100 năm, có thần thạch tự nhiên liền có thể tăng lên tu vi thực lực, đi bước một tu luyện mà đi, chung có một ngày hắn muốn đi giết nguyên thần thiên, nhưng hiện thực tàn khốc hắn cũng rất rõ ràng, có lẽ liền tính hắn lại tu luyện 10 vạn năm cũng không đạt được thần chủ cấp bậc. Thậm chí là thần đế có thể hay không đạt tới đều là không biết bao nhiêu, Dương Nghị Vân xuất hiện làm hắn thấy được hy vọng, chỉ cần Dương Nghị Vân ra tay, với hắn mà nói chính là cơ hội, cứ việc không phải hắn tự mình ra tay, nhưng cũng là hắn thấu thành việc này, như thế có thể sát nguyên thần thiên, chính là cấp thê nhi báo thù. Hiện tại Dương Nghị Vân lời này, tự nhiên là yêu cầu hắn có tỏ vẻ, nếu không nhân ra dựa vào cái gì vì hắn một cái tiểu thử yêu xuất đầu. Chẳng sợ chém giết nguyên thần thiên cũng đối Dương Nghị Vân bắt được yêu thần đạo cung thư mời có lợi. Nghĩ đến đây Hoàng thư lang lập tức giữa mày chợt lóe, nguyên thần ấn ký bay ra, khẩu hô, Hoàng thư lang bái kiến chủ nhân. Dứt khoát lưu loát, phi thường quyết đoán giao ra nguyên thần ấn ký, tương đương đem sinh mệnh giao cho Dương Nghị Vân, bất quá chỉ cần có thể cho thê nhi báo thù, cho dù là đem nguyên thần giao cho ma quỷ hắn cũng nguyện ý. Đối với Hoàng thư lang quyết đoán, Dương Nghị Vân càng thêm thưởng thức. Nhận lấy Hoàng thư lang nguyên thần ấn ký sau, lúc này mới cười vung tay lên phục nổi lên Hoàng thư lang nói, đứng lên đi, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Dương Nghị Vân thuộc hạ, vì thuộc hạ xuất đầu đi sát nguyên thần thiên danh chính ngôn thuận, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo làm việc. Vì chủ nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi Hoàng thư lang nguyện trung thành. Được rồi, đây là thần thạch, mỗi người lấy thượng 5 vạn, 500 năm trong lúc, cho ta hỏi thăm hảo ta muốn tin tức. Cùng Thổ Tinh Nguyên hảo hảo hợp tác, đi thôi Dương Nghị Vân ý bảo hai người rời đi. Chờ Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng thư lang rời đi, đằng xa buồn bực nói, chủ nhân vì cái gì bằng không ta đi a? Thứ này cảm giác làm Thổ Tinh Nguyên đi, lần này không cho hắn đi, trong lòng không cân bằng, cảm giác đây là chủ nhân không tín nhiệm hắn, phi thường ủy khuất. Dương Nghị Vân xem đằng xa bộ dáng, cười mắng, Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng thư lang đầu thêm lên để được với ngươi 1000 cái. Có một số việc yêu cầu động não, hiểu sao? Đi, tìm cái đại điện đi tu luyện, 500 năm trong vòng không đột phá đến thần đế trung kỳ, người cũng đừng xuất quan. Đến lúc đó có người xuất lực phân, đừng cho ta ngột ngạt, lăn lăn lăn. Đằng xa cổ co rụt lại lôi kéo đầu đi rồi, hắn không dám phản bác, chỉ có thể nhận mệnh, hiếu động tính tình, làm hắn vẫn luôn bế quan, phải giết hắn còn khó chịu, trong lòng quyết định cần thiết muốn ở 500 năm trong vòng tu luyện đến trung vì thần đế. Còn đừng nói, Dương Nghị Vân vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, không trông cậy vào đằng xà thứ này 500 năm có thể đột phá, không nghĩ tới 500 năm hết sức, thứ này thật đúng là đột phá tu vi, làm hắn nhận thức đến bực này viễn cổ thần thú thiên phú vẫn là rất cường đại, đằng xà duy nhất nhược điểm chính là hiếu động tĩnh không dưới tâm tới tu luyện, thế cho nên có thần thú đằng xà chi danh, nhưng không có đằng xà chi uy. Đằng xà rời đi sau, Ngọc Lả Lướt mang theo lo lắng nói, kỳ thật không cần thiết mạo hiểm. Ta tình huống cũng không có như vậy không xong, sớm hay muộn đều có thể khôi phục, chúng ta không cần mạo hiểm. Dương Nghị Vân cười cười nói, yên tâm đi, không nắm chắc sự tình ta sẽ không làm, hơn nữa làm như vậy không đơn giản là vì ngươi, cũng là vì ta chính mình, kế tiếp chúng ta cái gì đều không cần lo cho, hảo hảo tu luyện đó là, nghe ta hảo sao. Hắn biết Ngọc Lả Lướt lo lắng chính là hắn đi tìm nguyên thần thiên, lại đi yêu thần đạo cung sự, đích xác nhìn như thực mạo hiểm, nhưng là mặt khác. Hắn cũng có tính toán của chính mình, tu luyện chi đạo vốn chính là ở mạo hiểm,
cũng không có gì không ổn, chỉ là không nghĩ làm Ngọc Lả Lướt quá lo lắng. Kia, hảo đi. Ngọc Lả Lướt gật đầu, nàng hiện tại, ở bất chi bất giác chung đi theo Dương Nghị Vân cảm giác lại đi, đây là trước kia căn bản không tồn tại sự tình. Nhưng hiện tại chính là như thế, luôn là để ý hắn cảm thụ, chiếu cố hắn tôn nghiêm. Tình yêu là ngọt ngào nhưng cũng là phiền não, Ngọc Lả Lướt trong lòng nghĩ. Kế tiếp hai người bế quan tu luyện. Dương Nghị Vân yêu cầu đi loát một loát lực lượng của chính mình, đem như thế nào dùng vận trong cơ thể lực lượng, làm uy lực lớn nhất hóa, đây là hắn trước mắt yêu cầu làm sự tình. Trước kia những cái đó thần thông tới rồi hiện tại đều không thích hợp, yêu cầu đi suy xét, đi hiểu được nghiên cứu, như thế nào phối hợp trong tay trí bảo phát huy ra cường đại nhất uy lực, hắn mới có thể thực thi kế tiếp sự tình. Nguyên thần thiên chi chiến, thay thế trở thành không trung thần thành thành chủ, đạt được yêu thần đạo cung tán thành, đạt được thư mời, có tư cách đi trước yêu thần đạo cung tham gia nói cung thịnh hội, hắn chí tại tất đắc. Trọng điểm là, hắn cần thiết được đến nhân sâm quả, tới cấp Ngọc Lả Lướt khôi phục dung mạo cùng tu vi. Nàng có thể vì hắn không muốn sống, hắn cũng có thể vì nàng cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì 10 dặm là địch. Đối Ngọc Lả Lướt, Dương Nghị Vân hiện tại là có loại 10 dặm xuân phong không bằng ngươi thích. Đây là hắn ở thần giới cái thứ nhất nữ nhân, cũng là cái thứ nhất cứu hắn mệnh nữ nhân, có ái có kính. Nhân sinh trên đời, há có thể sẽ không hồng nhan điên cuồng một hồi. Hắn ở nữ nhân phương diện đã thua thiệt quá Liễu Lanh Canh, nhưng không nghĩ ở có bất luận cái gì thua thiệt nàng người. Thổ tinh nguyên làm việc ổn trọng cẩn thận, thậm chí có thể nói mọi mặt chu đáo, cho mỗi một cái đều tu sửa độc lập tu luyện mật thất. Dương Nghị Vân cùng đi vào thuộc về hắn mật thất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tìm hiểu tự thân lực lượng. Ở tu luyện thời điểm, Dương Nghị Vân lần này trực tiếp lựa chọn tiến vào Càn Khôn Hồ, bởi vì hắn yêu cầu thời gian, Càn Khôn Hồ nội ngàn năm ngoại giới một năm thời gian tỷ lệ, chính là hắn so bất luận cái gì sinh linh cường đại căn bản. Khoảng cách yêu thần đạo cung đại hội ngàn năm thời gian, hắn đầu tiên muốn ở ngàn năm phía trước xử lý nguyên thần thiên, bắt lấy không trung thần thành, trở thành không trung thần thành chủ nhân. Cho Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang 500 năm thời gian đi xác nhận nguyên thần thiên có phải hay không bị thương tin tức, có phải hay không thần chủ lúc đầu tu vi thực lực, cũng liền ý nghĩa hắn tu luyện thời gian chính là 500 năm. Đối thần linh tới nói, thời gian ở ngày thường là vô hạn không đáng giá tiền nhất, nhưng gặp được chuyện này thời điểm, thời gian như cũ là chân quý nhất. Bất luận cái gì sự tình có thời gian hạn chế, kia đối Dương Nghị Vân tới nói, đó chính là tấc kim tấc thời gian. Cho nên hắn mặt ngoài ở Ngọc Lả Lướt trước mặt biểu hiện phong khinh vân đạm, trên thực tế nội tâm đã phi thường gấp gáp. Bất quá cũng may có Càn Khôn Hồ tồn tại, thời gian ở hắn nơi này chuyển biến thành không gì sánh kịp ưu thế. Ngoại giới 500 năm, Càn Khôn Hồ nội ngàn năm thời gian tỷ lệ, nhưng chính là 50 vạn năm thời gian này với hắn mà nói chính là vô hạn, hắn sẽ có cũng đủ thời gian đi sửa sang lại lực lượng của chính mình, thậm chí đi sáng tạo thần thông. Nếu hết thảy thuận lợi, hắn thậm chí có thể lại tiến thêm một bước, bước vào thần chủ chi cảnh. Đương nhiên đại quan khẩu đột phá, ở Càn Khôn Hồ nội tu luyện phi thường khó, cũng không phải đi tu luyện, có được lại nhiều thời giờ cũng không nhất định có thể đột phá, cho nên trọng điểm hắn sẽ đặt ở lực lượng thần thông thượng. Làm chính mình sức chiến đấu tăng lên, đây mới là mấu chốt. Tin tưởng chỉ cần đem trong cơ thể hết thảy lực lượng sửa sang lại hảo, liền tính là hắn trở lên vị đỉnh thần đế đi chiến đấu sơ cấp thần chủ cũng là hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Trong lòng vừa động tiến vào Càn Khôn Hồ. Dương Nghị Vân không có bắt đầu sốt ruột tu luyện, mà là trong lòng vừa động, bắt đầu kiểm tra, chính mình thần khí chí bảo. Ong ong, đồ long kiếm xuất hiện. Bẩm sinh bát quái đồ xuất hiện. Lại lần nữa nhất định, cánh tay phải thượng thất thải quang mang chợt lóe, bảy màu long lân xuất hiện. Đây là hắn trước mắt trên người có được thần khí, đương nhiên còn có hắc ám chiến giáp, mặt trên có dung hợp yêu hoàng lợi trảo, cũng mang theo cường đại vô cùng lực công kích, bất quá chiến giáp quy kết ở phòng ngự thượng. Cuối cùng ở nghiên cứu, hắn đầu tiên từ đồ long kiếm bắt đầu, bởi vì đồ long kiếm đi theo hắn nhất lâu, sử dụng lớn nhất cũng nhất thuận tay. Đồ long kiếm là thời không pháp thần chi kiếm, muốn đồ long kiếm phát huy ra lớn nhất uy lực, lấy thời không chi lực thúc dục là nhất thích hợp. Đáng tiếc thời không chi lực là năm đại tối cao áo nghĩa quy tắc chi lực, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản hiểu được không đến, phải chờ tới pháp tu vì mới có thể hiểu được tu luyện thời không chi lực. Bất quá thời không cơ sở là không gian chi lực, điểm này hắn thỏa mãn điều kiện. Dùng không gian chi lực là chủ đi thúc dục đồ long kiếm tuy rằng không bằng thời không chi lực cường đại, nhưng với hắn mà nói cũng đủ.
trong thân thể hắn có không gian nói thụ, này liền tương đương có cơ sở, nhưng là trước kia hắn sử dụng không gian chi lực cũng đều là thực tùy ý cái loại này đi thúc dục đồ long kiếm, nghĩ đến đâu dùng đến nơi nào, trong cơ thể lực lượng đều là nhớ tới cái gì dùng cái gì, thực hỗn loạn, kỳ thật hắn biết rõ, như thế căn bản là phát huy không ra đồ long kiếm lớn nhất uy lực tới. Mà hiện tại hắn liền lấy không gian chi lực là chủ, tới thúc dục đồ long kiếm, cấp đồ long kiếm xứng với nhất thích hợp kiếm kỹ tới thử xem uy lực. Thần khí, lực lượng, kiếm kỹ, ba người hợp nhất mới là mạnh nhất. Đáng tiếc hắn trước kia trước nay đều là lộn xộn. Thần khí đồ long kiếm, lực lượng không gian chi lực, đều đầy đủ hết, duy nhất dư lại chính là kiếm kỹ. Hắn có được kiếm kỹ rất sớm loạn, cũng là năm đó tại hạ giới thời điểm sử dụng kiếm kỹ, đặt ở hiện tại lại là không nhất định áp dụng, điểm này hắn biết rõ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Dương Nghị Vân vẫn là định ra, hoa sen đen năm đó truyền thụ hắn hoa sen đen kiếm quyết, cẩn thận nghiên cứu quá, hắn phát hiện hoa sen đen kiếm quyết trung chất chứa đại đạo, mà hoa sen đen bản thân chính là được xưng hồng hoang đệ nhất liên, nàng truyền lại thụ kiếm quyết, tất nhiên là không lầm, chỉ là chính hắn vô dụng chỗ trong đó tinh túy. Hiện tại còn lại là nghĩ, ở hoa sen đen giải quyết cơ sở thượng, nếm thử sáng tạo thích hợp chính mình kiếm kỹ, hắn có cũng đủ thời gian có thể tới nếm thử. Tu luyện đến hắn cái này cơ bản, kỳ thật đối với rất nhiều kiếm kỹ thần thông lực lượng đã vậy là đủ rồi, chỉ cần đi hạ công phu nghiên cứu, sáng tạo cũng không phải không có khả năng. Trong lòng vừa động, giơ tay đồ long kiếm tới rồi trong tay. Dương Nghị Vân điều động không gian nói thụ chung không gian chi lực, tiến vào đồ long kiếm nội, trong cơ thể khổng lồ thần lực vì phụ trợ. Tức khắc, đồ long kiếm ong ong run minh lên, phát ra sung sướng chi thân, tựa hồ thực hưng phấn. Ngân quang lấp lánh dựng lên. Dương Nghị Vân bắt đầu nếm thử, sử dụng không gian chi lực lớn nhất hóa lực độ, cũng quan sát đồ long kiếm tự thân biến hóa, dụng tâm đi cảm thụ. Nhớ rõ ở tiên giới thời điểm chủ tu kiếm tiên nhị sư huynh thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là, nhân kiếm hợp nhất, nói là phải dùng tâm đi cảm thụ chính mình trong tay kiếm. Làm kiếm trong tay trở thành thân thể một bộ phận, như thế mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực tới. Dương Nghị Vân ở lúc trước dễ ngàn hành cởi bỏ đồ long kiếm phong ấn thời điểm, từng có cái loại cảm giác này, nhưng lại là không nhạy khi không linh trạng thái, hắn tiên hiện tại phải làm liền tìm đến loại cảm giác này, hoàn toàn làm được nhân kiếm hợp nhất. Trong tay cầm đồ long kiếm đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được đồ long kiếm biến hóa. Cũng thể ngộ trong cơ thể không gian chi lực tiến vào đồ long kiếm chung cảm giác, hắn biết yêu cầu ma hợp. Hoàn toàn làm được nhân kiếm hợp nhất, mặc kệ là dùng kiếm vẫn là thần lực vận chuyển đều có thể làm được ý động lực nói, kia mới là chân chính nhân kiếm hợp nhất, mới có thể đi làm bước tiếp theo, kiếm kỹ thần thông thi triển, chém ra mạnh nhất sức chiến đấu. Này vừa đứng chính là 300 năm, 500 năm, 1000 năm. Thẳng đến 3000 năm sau, Dương Nghị Vân mới đột nhiên mở hai mắt. Hoàn toàn đem đồ long kiếm, trong cơ thể thần lực làm được ý động mà lực đến nông nỗi. Thời gian ở Càn Khôn Hồ nội suốt 3000 năm, nhưng lại ở 50 vạn năm thời gian chung, cửu lưu một mao đều không tính là, hắn có bó lớn thời gian đi hiểu được. Lúc này đây phải làm đến đỉnh. Các phương diện đều đạt tới vừa lòng nông nỗi mới được. Kế tiếp đó là kiếm kỹ thần thông. Dương Nghị Vân bắt đầu vũ động trong tay đồ long kiếm, trước từ hoa sen đen kiếm kỹ bắt đầu. Hắn không có cố tình đi thi triển mẫu nhất chiêu hoặc là mẫu nhất thức, mà là đi theo bản tâm đi, tùy ý mà luyện. Hắn yêu cầu tìm một loại trạng thái tìm được một loại linh cảm, tìm được sáng tạo thuộc về chính mình kiếm kỹ linh cảm. Luyện kiếm 100 lần, 1000 lần, 1 vạn thứ. Thậm chí càng dài thời điểm, tự nhiên mà làm sẽ thuần thục với tâm, lý giải càng sâu, đến lúc đó mới có thể sáng tạo ra thích hợp chính mình thần khí cùng thần lực cường đại kiếm kỹ. Mặc kệ là tu luyện công pháp, vẫn là kiếm kỹ thần thông, thích hợp chính mình mới là tốt nhất mạnh nhất. Đây là Dương Nghị Vân tu luyện đến nay hiểu được. Cho nên hắn không có có thể thi triển hoa sen đen kiếm quyết, chỉ là đem hoa sen đen kiếm quyết trở thành một cái nhập môn cơ hội, tới tu luyện ra thuộc về chính hắn kiếm kỹ thần thông. Bất chi bất giác Dương Nghị Vân hoàn toàn chìm vào ở kiếm kỹ bên trong, hắn giống như là một đài vĩnh động cơ giống nhau, không biết mệt mỏi lần lượt xuất kiếm, lại xuất kiếm. Tình huống như vậy bất chi bất giác chính là mấy ngàn năm qua đi, vạn năm đi qua. Quên mất thời gian, quên mất hết thảy, trong lòng trong mắt chỉ có kiếm kỹ. Một ngày nào đó, Dương Nghị Vân huy kiếm một chảm. Ầm ầm ầm, không gian đều phát ra tiếng gầm rú. Cái này Càn Khôn Hồ không gian thế giới đều rung chuyển lên,
vặn vẹo, xuất hiện không gian cái khe dài đến mấy chục mét. Hắn kiếm kỹ rốt cuộc đột phá, ý cảnh thượng đạt tới nói trình tự. Bất quá hắn như cũ không có chút nào dừng lại, ngược lại nhất kiếm kiếm mà ra càng lúc càng nhanh. Mỗi nhất kiếm mà ra, đều sẽ làm không gian vặn vẹo xuất hiện không gian cái khe, đây là hắn vận chuyển không gian chi lực sau phát huy ra thật lớn uy lực. Theo thời gian không ngừng xói mòn, Dương Nghị Vân xuất kiếm từ lúc bắt đầu lộn xộn kiếm kỹ, cuối cùng hóa thành chính là nhất kiếm mà ra, đơn giản đến bạo nhất kiếm chém xuống, một kích lực phách hoa sơn bình thường nhất nhất kiếm. Liền này nhất kiếm hắn huy chạm, mấy vạn năm lâu. Biết có một ngày, cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua mấy vạn năm, Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, chạm. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ càn khôn hồ không gian thế giới. Hắn đối với phía trước không khí nhất kiếm chém xuống. Ngay sau đó lại là toàn bộ thiên địa vì này chấn động, phát ra vang lớn thanh, mắt thường đều có thể xem tới được không gian từ Dương Nghị Vân trước người bắt đầu vặn vẹo xuất hiện một cái khe vèo một chút diễn sinh đi ra ngoài. Ước chừng mấy trăm dặm. Ầm vang. Liền như vậy nhất kiếm mà ra, làm cho cả càn khôn hồ không gian thế giới đại chấn, không gian vặn vẹo, cái khe kéo dài đi ra ngoài mấy trăm dặm, mà trăm dặm ở ngoài một tòa núi lớn. Ở ầm vang trung tức khắc hóa thành cho tàn. Hô! Dương Nghị Vân rốt cuộc ngừng lại, hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Kiếm đạo thần thông rốt cuộc thành. Hắn tu luyện ra thuộc về chính mình kiếm kỹ thần thông. Nhưng lại là kết quả là phát hiện, gần chính là một kích chạm phách mà thôi, đơn giản đến nổ mạnh nhất kiếm, khả năng ở trong mắt người ngoài căn bản là không phải kiếm kỹ thần thông. Nhưng Dương Nghị Vân biết hắn thành công. Này nhất kiếm uy lực. So với hắn bất luận cái gì thời điểm xuất kiếm đều cường đại. Đại đạo chí giản. Đây là hắn đối này nhất kiếm lý giải. Hoặc là nói này không phải nhất kiếm, mà là kiếm đạo, thần kiếm nói. Lý giải hiểu được đại đạo nhất kiếm, không có bất luận cái gì hoa hoa lệ, chính là tỏa định mục tiêu, ý động xuất kiếm nhất chiêu chém xuống. Bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sự vật, ở trong mắt hắn, ở trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, không cần có bất luận cái gì sợ hãi. Có bất luận cái gì tạp niệm, trực tiếp nhất kiếm chém đó là. Đây là hắn hai kiếm vô số lần, cuối cùng lý giải kiếm đạo thần thông. Kiếm chính là dùng để chiến đấu, chính là dùng để chém giết, xuất kiếm một chạm, chính là nhất nguyên thủy bản năng, là hắn bản năng, cũng thần kiếm bản thân bản năng. Nhìn như đơn giản, kỳ thật Dương Nghị Vân chính mình rõ ràng, hắn này nhất kiếm bao hàm toàn diện, bao hàm chính là chân chính đại đạo, thần kiếm chi đạo. Cái này tiền để hắn kiếm thần kiếm bản thân cùng trong cơ thể điều khiển lực lượng vận chuyển thuần thục đến mức tận cùng, như thế mới có thể chém ra này đơn giản nhất kiếm. Nói là nhất kiếm, kỳ thật có thể thiên biến vạn hóa. Hắn lẩm bẩm, nhất kiếm chém ra kiếm kỹ thần thông, đã kêu một trảm kiếm đạo đi. Mặc kệ có cái dạng nào biến hóa, hắn chính là nhất kiếm chém ra. Chém phách, quét ngang, vẫn là liêu, nghiêng, điểm, chuế từ từ. Xuất kiếm chính là một chạm mà thôi, cũng đủ. Cho nên hắn này nhất kiếm có thể là đơn giản đến nổ mạnh, cũng có thể là bao hàm toàn diện. Lĩnh ngộ chung chính là từ lúc bắt đầu, một họa khai thiên, sau có vạn vật. Hắn một chạm kiếm đạo đó là như thế mà đến, tu luyện không biết bao nhiêu lần lúc sau đột nhiên ngộ đạo. Uy lực đại sao? Nhất kiếm mà ra, trăm dặm không gian cái khe xuất hiện, một tòa núi lớn hóa thành cho tẫn, há có thể không lớn. Tuy rằng là ở càn khôn hồ nội thế giới, tương đối ngoại giới không gian cùng núi lớn khả năng muốn nhược một ít, nhưng cũng không kém bao nhiêu, phải biết rằng hỗn nguyên một hơi xuất hiện lúc sau, hoặc là nói hắn ở thần điện trung năm đó gặp qua càn khôn thần tôn nguyên thần lúc sau, càn khôn hồ nội không gian thế giới cũng tiến hóa tới rồi cao giai. Cho nên nói, Dương Nghị Vân này nhất kiếm, là phi thường cường đại, bất luận cái gì sinh linh có thể lay động không gian làm không gian cái khe xuất hiện thiếu chi lại thiếu. Có thể làm được giả không thể nghi ngờ không phải cường giả. Đặc biệt là thần giới không gian, ổn định rắn chắc chính là tam giới chi nhất. Tính thời gian hắn tu luyện kiếm đạo kém không đều 10 vạn năm lâu, 10 vạn năm nhất kiếm, tu thành, một trảm kiếm đạo cũng đáng. Kế tiếp Dương Nghị Vân nhếch miệng, thu hồi đồ long kiếm, đôi mắt đặt ở bẩm sinh bát quái đồ thượng. Cái này chí bảo, là phục hy thần hoàng cho hắn, nhưng bên trong lại có một ít lực lượng cũng không chịu hắn khống chế. Lần trước hắn liền đã nhận ra, thứ này chỉ có thể nói là phục hy thần hoàng mượn cấp mà thôi. Đối mặt bẩm sinh bát quái đồ, Dương Nghị Vân ánh mắt có chút phức tạp. Bẩm sinh bát quái đồ nói đến cùng, Dương Nghị Vân biết không thuộc về hắn, xem như phục hy thần hoàng mượn cho hắn chí bảo.
giờ phút này nhìn bẩm sinh bát quái đồ, Dương Nghị Vân chuẩn bị thử xem, nhìn xem có thể hay không khống chế đồ trung chân chính lực lượng, nếu không thể còn không bằng không cần, chí bảo nhiều nhìn như phong cảnh, kỳ thật đối tự thân tu luyện ngược lại là cái liên lụy. Mấu chốt không phải chân chính thuộc về hắn, làm Dương Nghị Vân đáy lòng có khúc mắc. Trong lòng vừa động lần này hắn câu thông hỗn nguyên một hơi xuất hiện hỗ trợ, tin tưởng chỉ cần hỗn nguyên một hơi ở, bẩm sinh bát quái đồ trung lực lượng tự nhiên sẽ xuất hiện, có thể luyện hóa đó chính là hắn, không thể luyện hóa, vậy quên đi. Về sau cũng không cần tiêu phí sức lực đi dựng dưỡng nó. Đường hỗn nguyên một hơi xuất hiện thời điểm, Dương Nghị Vân trực tiếp sử dụng hướng bẩm sinh bát quái đồ mà đi. Kết quả đoán trước bên trong một màn xuất hiện. Oanh! Ở hỗn nguyên một hơi sắp tiến vào bẩm sinh bát quái đồ hết sức, bẩm sinh bát quái đồ lại là quang mang đại tác, oanh một chút có đạo đạo vầng sáng thoáng hiện, bộc phát ra cường đại hơi thở đem hỗn nguyên một hơi ngăn cản bên ngoài. Chính là này cổ hơi thở, Dương Nghị Vân lần trước gặp được nguy hiểm, bẩm sinh bát quái đồ trung bùng nổ chính là như thế cường đại hơi thở. Bất quá, này cổ hơi thở ở hỗn nguyên một hơi trước mặt còn kém một đoạn, Dương Nghị Vân có thể mạnh mẽ làm hỗn nguyên một hơi tiến vào bẩm sinh bát quái đồ trung. Tin tưởng bẩm sinh bát quái đồ đương không dưới, chính là hắn không chuẩn bị làm như vậy. Không cần thiết, bởi vì hắn biết bẩm sinh bát quái đồ trung tất nhiên có Phục Hy ý chí ở trong đó, nói đến cùng là Phục Hy giúp hắn, không cần thiết một hai phải lưu lại bẩm sinh bát quái đồ. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân vung tay lên làm hỗn nguyên một hơi trở lại Càn Khôn Hồ Thần Điện đi, đối hỗn nguyên một hơi, Dương Nghị Vân là nhất loại bình đẳng quan hệ đối đãi, hắn biết hỗn nguyên một hơi có linh tính. Cũng không tính toán luyện hóa nó, yêu cầu hỗ trợ thời điểm, triệu hoán một chút, tuyệt đối có thể ra tới. Lúc này cũng không cần thiết làm hỗn nguyên một hơi đi đua bẩm sinh bát quái đồ. Chờ hỗn nguyên một hơi sau khi biến mất, Dương Nghị Vân nhìn bẩm sinh bát quái đồ mở miệng nói, ta không biết thần hoàng tiền bối có thể hay không nghe được đến, nhưng là có chút lời nói, ta hôm nay muốn nói ra tới, vãn bối tinh lực hữu hạn tẩm bổ không được quá nhiều chí bảo, đa tạ tiền bối hậu ái. Dương Nghị Vân lời này nói rất rõ ràng, cảm tạ ngươi ban cho chí bảo, nhưng là mặc kệ ngươi có ý đồ gì, hiện tại bẩm sinh bát quái đồ ta không nghĩ muốn, không phải ta đồ vật, ta không cần, thỉnh ngươi rời đi đi. Hắn như vậy cũng là thử, nếu bẩm sinh bát quái đồ chung thực sự có Phục Hy ý chí tồn tại, như vậy hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, ngay sau đó bẩm sinh bát quái đồ chung vang lên một tiếng tang thương thanh âm, đúng là Phục Hy thần hoàng thanh âm. Chỉ nghe đối phương nói, tiểu gia hỏa không thể so đối ta có cảnh giác, bổn hoàng trước nay không nghĩ tới mưu đồ ngươi cái gì, lúc trước mượn ngươi bẩm sinh bát quái đồ chính là còn một phần nhân tình, Càn Khôn thần tôn với ta có ân tình, cho nên mới cho ngươi bẩm sinh bát quái đồ, nhưng bẩm sinh bát quái đồ chính là bổn hoàng bản mạng thần khí, thật sự hoàn toàn cấp không được ngươi. Một khi đã như vậy, bổn hoàng liền thu bẩm sinh bát quái đồ, ngươi trưởng thành vượt quá bổn hoàng tưởng tượng, thực hảo. Bất quá ngươi cũng không cần tự mãn, chân chính cường đại cường giả, vẫn là thiên đạo chi cảnh, đế tôn hợp đạo đang ở từng ngày nhanh hơn, kỳ thật để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Từ nay về sau ngươi còn cần tiếp tục nỗ lực mới là, nếu là làm đế tôn vô thượng hợp đạo thành công, ngươi làm Càn Khôn thần tôn truyền nhân, hắn cái thứ nhất muốn giết đó là ngươi, điểm này bổn hoàng cũng không phải là nói chuyện giật gân, ngươi trong lòng phải có số, như thế, ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Mở ra ngươi không gian bổn hoàng thu bát quái đồ. Dương Nghị Vân trong lòng sáng tỏ, rốt cuộc xác định, không có gì ngoài ý muốn, trong lòng vừa động, Càn Khôn Hồ phía chân trời mở ra một cánh cửa, khom người nói, đa tạ thần hoàng hậu ái, vãn bối ghi khắc. Bẩm sinh bát quái đồ hóa thành một đạo thần quang, ngay lập tức rời đi Càn Khôn Hồ. Phía chân trời phía trên môn hộ đóng cửa, Dương Nghị Vân thiếu một phần lo lắng, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Mặc kệ Phục Hy lời nói hay không thật giả, hắn cuối cùng là không cần lo lắng, có một ngày bẩm sinh bát quái đồ sẽ xảy ra chuyện, nếu không vẫn luôn có thai dưỡng ở trong thân thể hắn, lại là không chịu khống chế chí bảo, liền tính là ở cường đại, với hắn mà nói cũng là tai họa ngầm. Mà Phục Hy lý do cũng coi như hợp lý, hắn cho chính mình bẩm sinh bát quái đồ, là bởi vì Càn Khôn thần tôn đối hắn có ân, xem như báo ân. Dù sao hiện tại một cọc sự hiểu biết, hắn trong lòng nói không nên lời nhẹ nhàng. Kế tiếp đó là bảy màu long lân, này ngoạn ý cũng không phải là đơn giản chi vật, chính là tổ long thân thượng một mảnh bản mạng lân giáp. Lúc trước được đến lúc sau, hắn đều không có đi cẩn thận nghiên cứu quá. Chỉ là tiêu hóa bảy màu long lân chung lực lượng cùng tin tức. Nhưng là hắn biết này một mảnh tổ long lân giáp,
nhưng ẩn chứa thật lớn thần lực, cũng có thể xem như một kiện cường đại vô cùng thần khí, trở thành thần khí tới sử dụng cũng không tồi. Bảy màu long lân ở trong cơ thể cũng dựng dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại cảm ứng dưới, dễ sai khiến, khống chế là không thành vấn đề, nhưng hắn còn chưa từng có nếm thử quá, sử dụng bảy màu long lân công kích chiến đấu. Lúc này nhưng thật ra tràn ngập chờ mong. Hít sâu một hơi, duỗi ra tay đem bảy màu long lân cầm trong tay, trong cơ thể thần long rót vào đi vào. Ngay sau đó bảy màu thần quang đại tác phẩm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là cả người đều chấn động. Lại là nghe được một tiếng dày nặng vô cùng rồng ngâm tiếng động, từ bảy màu long lân trung vang lên. Ngao! Này một tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm, Dương Nghị Vân cảm giác cả người lông tơ đều đứng chổng ngược. Cùng thời gian từ bảy màu long lân trung tản mát ra một cổ tử áp bách nguyên thần uy áp, thẳng vào trong lòng, tựa núi cao tựa biển rộng mãnh liệt. Hơi mỏng long lân giờ phút này ở trong tay hắn xác thật cảm thụ trọng như vạn quân chi sơn. Hắn cái trán bất chi bất giác đều có mồ hôi mà ra. Bất quá hắn biết đây là chuyện tốt. Này phiến long lân giá trị không thua gì thiên đạo cấp bậc thần khí chí bảo. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cắn răng một cái, bỗng nhiên đem trong tay bảy màu long lân nghĩ trăm mét ở ngoài núi lớn tung ra đi. Ong! Ngao! Run minh chung, đường bảy màu long lân bay ra nháy mắt, Dương Nghị Vân lại là thấy được một cái bảy màu bảy trảo thần long hư ảnh hiện lên, phi hành cửu thiên lúc sau, ngay sau đó ở một hồi long minh thét dài chung, đối với vài trăm thước ở ngoài núi lớn mà đi. Ầm ầm ầm. Kết quả Dương Nghị Vân thấy được chấn động một màn xuất hiện. Vốn dĩ nhắm ngay một tòa núi lớn, lại là tại đây một kích dưới, không ngừng diễn sinh mà đi, ở kinh thiên động địa vang lớn chung, toàn bộ càn khôn hổ không gian thế giới đều ở chấn động. Lại là suốt một tòa sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm bị bảy màu long lân này một kích hủy diệt. Dương Nghị Vân ngốc ngốc nhìn, há to miệng. Bảy màu long lân uy lực vượt quá hắn tưởng tượng, không nghĩ tới có tổ long hình ảnh hiện hóa, uy lực gấp bội, nho nhỏ một mảnh long lân thế nhưng có như vậy chi uy. Hắn rất khó tưởng tượng, khai thiên tích địa thời đại quát tháo ở hồng hoang tổ long đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Này còn gần là một mảnh nho nhỏ long lân mà thôi. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân vung tay lên bảy màu long lân nháy mắt tới rồi trong tay. Hắn biết, chính mình đối phiến long lân sử dụng, khả năng còn tồn tại vấn đề. Tỷ như hẳn là thử lại, lấy nguyên thần đi sử dụng, như thế khả năng sẽ càng thêm linh hoạt, ở trong chiến đấu, ý niệm thao tác chính là một đại trợ lực. Tiếp theo thời gian, Dương Nghị Vân như là ngoan đồng tìm được rồi âu yếm món đồ chơi giống nhau, bắt đầu nếm thử các loại phương pháp thao tác bảy màu long lân, thời gian lại một lần ở bất chi bất giác sói mòn. Toàn bộ càn khôn hồ không gian thế giới, trừ bỏ Linh Đào Sơn cùng Xét Đánh Sơn, Tím Lôi Sơn chờ mấy chỗ quan trọng nơi không nhúc nhích ở ngoài, địa phương khác hoàn toàn bị Dương Mỗ Nhân thao tác bảy màu long lân, san thành bình địa, hóa thành phế tích. Bất quá cũng may mắn đây là càn khôn hồ không gian thế giới. Hắn cái này chủ nhân ý niệm dưới, là có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng thật ra không ảnh hưởng cái gì. Bảy màu long lân khống chế Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, dù sao hắn tu thành hai loại phương thức. Một loại là trở thành chủy thủ giống nhau sử dụng, thúc giục pháp lực lúc sau, có thể làm được lớn nhất uy lực, dùng cho gần người cùng ám sát đều có thể. Một loại khác là ý niệm sử dụng, hắn biết loại này mới là khống chế bảy màu long lân tốt nhất phương thức. Khoảng cách thượng có thể làm được vạn mét trong vòng lớn nhất uy lực, vượt qua cái này khoảng cách uy lực sẽ yếu bớt. Đương nhiên theo hắn tu vi tăng trưởng, khống chế bảy màu long lân uy lực sẽ càng cường đại, đây là tất nhiên. Đồ long kiếm cùng bảy màu long lân đều đạt tới tùy tâm sở dục cùng trong cơ thể lực lượng tùy ý khống chế nông nỗi sau, Dương Nghị Vân ở nhà xuống dưới thời gian, lại rèn luyện hắc ám chiến giáp, bất quá chủ yếu tinh lực hắn đặt ở yêu hoàng lợi trảo thượng. Làm được tùy ý cắt nông nỗi, trong lòng một loại lợi chảo bao tay sẽ xuất hiện ở trên tay. Như thế tăng cường hắn đôi tay sức chiến đấu cùng phòng ngự năng lực. Rốt cuộc này một đôi chiến giáp bao tay là thiên đạo cấp bậc yêu hoàng bản thể chi vật, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại, hắn trước kia là không có nghiêm túc đi ma hợp làm được tâm thần hợp nhất nông nỗi. Mà hiện tại hắn còn lại là có cũng đủ thời gian lại nghiên cứu, làm được tâm thần hợp nhất, bùng nổ mạnh nhất uy lực nông nỗi. Thời gian còn lại Dương Nghị Vân tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn biết chính mình trong cơ thể lực lượng mới là hết thảy căn bản. Mặc kệ là đồ long kiếm vẫn là bảy màu long lân cũng hoặc là càn khôn hồ cùng chiến giáp từ từ, nói đến cùng đều là ngoại lực, chỉ có tự thân tu luyện lực lượng mới là hết thảy. Hắn yêu cầu càng thêm hiểu biết chính mình trong cơ thể lực lượng,
càng tốt đi vận chuyển chính mình càn khôn tạo hóa công, dùng hảo đạo chủng chi lực. Muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu mới là. Cái gì là chủ yếu và thứ yếu, trong cơ thể lực lượng mới là. Hắn tình huống hiện tại là, trong cơ thể lực lượng có điểm phức tạp. Bởi vì công pháp cải thiện thành tới càn khôn tạo hóa công nguyên nhân, trong thân thể hắn thần lực cùng thần hạch đều cùng người khác là khác nhau rất lớn. Đương nhiên thần lực dù sao cũng phải tới nói kỳ thật đều là năng lực, đều là pháp lực, chẳng qua hắn thần lực càng thêm tinh thuần cường đại, thần phủ cũng chính là đan điền, cũng gọi là thần hải muốn so người khác cường đại, chứa đựng thần lực càng nhiều. Mà thần hải bên trong còn có thần hạch, người khác thần hạch có linh xưng là thần thai, kỳ thật là nguyên anh tiên anh cao giai bản, nhưng hắn lại bất đồng bất luận kẻ nào, công pháp bất đồng, cũng dẫn tới thần hạch với người khác đại không giống nhau, hắn xét duyệt trong vòng không có thần thai. Lại có 10 đại đạo thụ. Tuy rằng cho tới bây giờ, 10 đại đạo thụ như cũ là cây giống, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn căn bản không giống người thường. Chia làm thần lực cùng thần hạch nói thụ hai loại lực lượng. Thần lực liền không nói chính là pháp lực, nhưng là thần hạch trong vòng 10 đại đạo thụ lại là muốn nghiên cứu. 10 đại đạo thụ là có thuộc tính, các không giống nhau, có thể nói là lực lượng, cũng có thể nói là tu luyện thiên phú thần thông. Bởi vì nói thụ là có thể hiện hóa ra tới. Mỗi một loại thuộc tính nói thụ, đều là độc lập tồn tại, cũng có thể hình thành dung hợp, hội tụ thành càng vì lực lượng cường đại. Dương Nghị Vân hiện tại ngẫm lại, kỳ thật hắn đem 10 đại đạo thụ dùng vận cấp dùng phản, hoặc là nói là giết gà dùng dao mổ trâu sử dụng, căn bản liền không có phát huy ra 10 đại đạo thụ uy lực chân chính, phương pháp hẳn là dùng sai rồi. Này đó hắn liền phải nghiên cứu vấn đề này, giải quyết vấn đề này. Tin tưởng chỉ cần giải quyết trong cơ thể lực lượng vấn đề, hắn liền lực lượng liền sẽ là một lần cường đại thoát biến, đối thực lực của hắn tăng lên hiển nhiên là quan trọng nhất. Khoanh chân mà ngồi sau, Dương Nghị Vân tiến vào tu luyện trạng thái, nhất biến biến bắt đầu vận chuyển công pháp, nội coi trong cơ thể thần lực vận chuyển tình huống, cẩn thận cảm thụ mỗi một chỗ hành công lộ tuyến, sinh ra biến hóa, cẩn thận quan sát thần hạch biến hóa cùng thần hạch trong vòng 10 đại đạo thụ tình huống. Hắn thần hạch. Hắn vẫn luôn đều xưng là đạo chủng thần hạch. Lần này hắn có mấy chục vạn năm thời gian, sẽ hảo hảo nghiên cứu chính mình công pháp vận chuyển cùng trong cơ thể thần lực cùng với nói thụ biến hóa. Nhất định phải làm cho rành mạch, này liên quan đến, hắn về sau tu luyện phương hướng cùng chiến đấu phương hướng. Kế tiếp Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ Nội bắt đầu tu luyện nghiên cứu, ngày qua ngày năm này sang năm nọ. Hắn hoàn toàn thạch hóa, vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Thời gian đang không ngừng sói mòn chung. Trên người hắn cũng thần quang chợt lóe, chứng minh hắn ở tu luyện trạng thái chung. Hơn 20 vạn năm sau một ngày nào đó, Dương Nghị Vân trên người thần quang bùng nổ, sau đầu có hiện ra 5 đại thần hoàn, mỗi một cái thần hoàn đều là thâm kim sắc, một cái thần hoàn đại biểu một cái đại cảnh giới, từ thần nhân, thiên thần đến thần quân, thần vương, thần đế 5 đại cảnh giới, 5 đại thần hoàn xuất hiện, nhan sắc sâu cạn đại biểu ở tu luyện cảnh giới thượng cao thấp. Như hắn hiện tại thâm kim sắc thần hoàn liền đại biểu tốt nhất vị đỉnh thần đế. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt, cả người chấn động, lại là phía sau hiện lên 10 đại đạo thụ, từng cây huyền phù dựng lên, ngũ quang thập sắc, mỗi một gốc cây hiện tại là một thước có thừa. Cứ việc là cây non trạng thái, nhưng phát ra hơi thở lại là phi thường cường đại. Đạo chủng hợp nhất, Dương Nghị Vân nhẹ giọng mở miệng. Tại hạ một khắc huyền phù ở sau người 10 đại đạo thụ miếu lại là ngũ quang thập sắc dưới lộng lẫy bùng nổ, nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, rồi sau đó lại là hóa thành một gốc cây 100 mét chi cao che trời đại thụ. Ngũ hành. Dương Nghị Vân lại lần nữa mở miệng. Lần này thần kỳ một màn xuất hiện, chi gian dung hợp được 100 mét đạo thuật, thần quang lóng lánh chiếu rọi ở trên người hắn, mà Dương Nghị Vân còn lại là vung tay lên, trước người hiện lên kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại thần quang năng lượng. Thủy tới. Hỏa khởi, bùn đất, thành kim, sinh trưởng. Theo hắn mỗi một lần mở miệng là vung tay lên dưới, trống rỗng xuất hiện thủy, hỏa, lúc sau dưới chân bùn đất dâng lên, ở một chút bùn đất hóa thành kim sắc cục đá, lại một lóng tay, một gốc cây cây giống xanh tươi tốt sinh trưởng, biến thành một cây đại thụ. Đây là ngũ hành chi lực. Nhưng này còn không có xong, chỉ nghe Dương Nghị Vân lại lần nữa hô, phong tới mây tụ, âm dương đốn sinh, không gian lôi đình. Trong không khí gió to trống rỗng quát lên, đỉnh đầu phía chân trời cuốn vân cuồn cuộn mà tụ, quanh thân một âm một dương nhị khí vần quanh, trước người có không gian chi lực hình thành môn hộ, ầm vang dưới, lôi đình lập lòe. Như thế Dương Mỗ Nhân mới dừng lại, vẻ mặt vừa lòng chi sắc.
tìm hiểu 20 vạn năm lúc sau, rốt cuộc biết như thế nào sử dụng lực lượng của chính mình. Hắn biết pháp lực rốt cuộc là pháp lực là căn bản, hết thảy vạn pháp, đều từ pháp lực bắt đầu mới đúng, cho nên hắn lấy pháp lực điều khiển 10 đạo nói thụ, cuối cùng dung hợp nói thụ, khống chế 10 đại thuộc tính lực lượng huyền bí. Nhường đường thụ hiện ra tới, đây là tu luyện thiên phú, ở nhường đường thụ lực lượng thêm vào ở trên người mình, hắn là có thể sử dụng ra 10 đại thuộc tính chi lực, chính như trước một màn, phất tay chi gian, ngũ hành chi lực toàn ở trong tay, toàn ở trong lòng nhất niệm chi gian, dư giả như gió vân, không gian, âm dương, lôi đình năm loại lực lượng đều là như thế. Thao tác thần lực, đơn giản cho nên, thần linh sử dụng thần lực mà hóa hủ bại vì thần kỳ, đó là như thế. Thậm chí hắn còn phát hiện, nói thụ dung hợp lúc sau phát ra nói thụ thần quang, còn có thể đối nguyên thần sinh ra ảnh hưởng. Tóm lại hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thu hoạch, mà không giống trước kia như vậy, đem nói thụ chi lực trực tiếp dùng để công kích, trở thành thần lực pháp lực tới dùng, ngược lại phát huy không ra ưu thế tới. Đã biết thần lực sử dụng huyền bí, một động một tĩnh chi gian liền đều có thể vì thần thông. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, nói không nên lời nhẹ nhàng cùng tự tin, lẩm bẩm, trước sau hơn 40 vạn năm, tính tính ngoại giới thời gian 500 năm cũng không sai biệt lắm, là thời điểm đi ra ngoài, hy vọng Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang có thể mang đến tin tức tốt, không trung thần thành thành chủ nguyên thần thiên, ha ha, ta tới. Thời gian còn có nhưng là Dương Nghị Vân không chuẩn bị tu luyện đi xuống, mục đích của hắn đã đạt tới, mặc kệ là tự thân lực lượng chỉnh hợp vẫn là đối thần khí thao tác dùng vận đều đã đạt tới yêu cầu. Tuy rằng lần này không có nói thăng tu vi cảnh giới, nhưng thu hoạch lại là thật lớn, sức chiến đấu là thẳng tắp bay lên. Kế tiếp liền xem Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang có thể hay không mang đến tin tức tốt, chỉ cần bọn họ mang đến nguyên thần thiên bị thương vô cùng xác thực tin tức, liền có thể chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Tổng cộng hoa là vì làm ngọc lả lướt khôi phục, yêu cầu thần vật. Mà cái này thần vật đó là Hoàng Thư Lang nghe được nhân sâm quả. Nhân sâm quả chỉ biết xuất hiện ở yêu thần đạo cung nói cung thịnh hội thượng. Hàng đầu mục đích chính là nếu có thể đạt được yêu thần đạo cung thư mời, mới có cơ hội mưu đồ nhân sâm quả, cuối cùng mới có thể khôi phục ngọc lả lướt dung nhan. Đạo thứ nhất khảm đó là đạt được yêu thần đạo cung thư mời, cho nên không trung thần thành chi chủ nguyên thần thiên liền thành mục tiêu, chỉ cần xử lý nguyên thần thiên, hoặc là nói thay thế trở thành không trung thần thành chi chủ, hắn là có thể đạt được yêu thần đạo cung thư mời. Ở lúc sau tiến vào yêu thần đạo cung, tiếp xúc đến nhân sâm quả. Đương nhiên liền tính là tới rồi cái này giai đoạn, nếu đạt được nhân sâm quả cũng vẫn là không biết, cho nên nói để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hiện tại khoảng cách yêu thần đạo cung thịnh hội 1000 năm thời gian, cơ bản đã qua đi 500 năm, nói cách khác hắn còn dư lại 500 năm thời gian. Nhưng là này 500 năm thời gian nội, hắn còn cái gì cũng chưa làm. Này bước đầu tiên cũng chưa hắn đi ra ngoài. Liền càng không thể ở Càn Khôn Hồ nội đợi, muốn trả giá hành động. Càn Khôn Hồ nội tu luyện hơn 40 vạn năm, ngoại giới cũng mới hơn 400 năm, đây là hắn thật lớn tu luyện ưu thế. Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài, về tới tu luyện mật thất. Phòng nội rỗng tuếch, không có người đã tới. Hắn đi ra ngoài, tới rồi đại điện, thần thức đảo qua, lại là phát hiện Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang đều đã trở về. Lúc này đang ở đại điện ở ngoài, xem ra đã sớm đang đợi chờ. Đến nỗi ngọc lả lướt, hắn thần thức chung phát hiện nàng mật thất còn có kết giới, này thuyết minh nàng còn đang bế quan tu luyện không có xuất quan. Đằng xa thứ này cũng không có xuất quan, hắn hạ lệnh là 500 năm trong vòng đột phá, không đột phá liền không cần xuất quan, hiển nhiên đằng xa còn không có đột phá, nếu không lấy kia hóa niệu tính đã sớm ra tới. Dương Nghị Vân không chuẩn bị quấy giày ngọc lả lướt cùng đằng xa. Trực tiếp thần thức truyền âm cấp Thổ Tinh Nguyên hai cái nói, vào đi. Ngay sau đó đại điện môn mở ra, Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang đều đi đến. Bái kiến chủ nhân. Hai người hành lễ. Dương Nghị Vân vung tay lên nói, không cần đa lễ, nói thẳng tin tức, nhưng xác định không có. Hoàng Thư Lang nhìn thoáng qua Thổ Tinh Nguyên, ý bảo Thổ Tinh Nguyên nói, hắn trong lòng rõ ràng, ở Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trong lòng, tín nhiệm tự nhiên là Hoàng Thư Lang, đến nỗi hắn. Mới vừa gia nhập thành viên mới, liền tính là hắn là không trung thần thành địa đầu xa, Dương Nghị Vân cũng không có khả năng thực thư nhanh mặc hắn, nếu không liền sẽ không làm hắn cùng Thổ Tinh Nguyên lại lần nữa đi xác nhận nguyên thần thiên bị thương tin tức. Bất quá như vậy cũng hảo, trải qua lần thứ hai xác nhận lúc sau, chuyện này hắn biết là có thể định ra,
đến lúc đó Dương Nghị Vân tất nhiên sẽ vì yêu thần đạo cung thư mời mà đối Nguyên Thần Thiên khởi xướng khiêu chiến, mà hắn thê nhi chi thủ cũng là có thể báo. Tả hữu đối Hoàng Thư Lang tới nói đều là đạt thành mong muốn. Kế tiếp liền xem Dương Nghị Vân cái này chủ nhân có cho hay không lực vấn đề. Thổ Tinh Nguyên cung kính nói, chủ nhân tin tức xác định, không trung thần thành thành chủ Nguyên Thần Thiên đích xác bị thương 10 vạn năm lâu, hơn nữa vẫn luôn đang bế quan chữa thương chung, tu vi cũng ngã xuống ở thần chủ sơ cấp. Như thế nào biết được? Dương Nghị Vân trong lòng chấn động hỏi, ở Thổ Tinh Nguyên nói ra xác định sau, hắn liền tin, bởi vì hắn biết Thổ Tinh Nguyên sẽ không lừa hắn, nói cách khác, phía trước Hoàng Thư Lang tin tức là chuẩn xác, không có lừa hắn, bất quá hắn vẫn là thói quen tính hỏi một câu, như thế nào xác định tin tức? Thổ Tinh Nguyên tổ chức một chút ngôn ngữ nói, chủ nhân chúng ta tiêu phí 5 vạn thượng phẩm thần thạch, liên hệ thượng thần phủ quản gia một cái ngoại thị tiểu thiếp, từ cái kia tiểu thiếp trong miệng biết được. Tin tức xác định không sai được, lại còn có trải qua những mặt khác xác định, chứng minh việc này là thật sự. Nghe đồn thần lòng dạ quản gia chính là Nguyên Thần Thiên Tâm Phúc, bất quá cái kia lão gia hỏa háo sắc đem thần phủ bí mật nói cho hắn tiểu thiếp, này chuyện này ở thần phủ cũng không phải bí mật, rất nhiều thần phủ người biết, Nguyên Thần Thiên mười mấy vạn trước cùng một người cường giả một trận chiến lúc sau liền bị thương bế quan chuyện này. Mặt khác chúng ta còn được đến càng quan trọng một tin tức là, Nguyên Thần Thiên thương thế đến nay không có bất luận cái gì khôi phục, không chỉ có như thế khả năng còn chuyển biến xấu. Hắn bế quan nơi, ở thần phủ một sơn động chung, mỗi cách hai giáp ở Nhật Nguyệt Luân Phiên là lúc, sơn động trong vòng liền sẽ phát ra phi người kêu thảm thiết, trên thực tế chính là Nguyên Thần Thiên thương thế phản phệ chi khổ. Cũng chính là ở lúc ấy, là Nguyên Thần Thiên thực lực yếu nhất thời điểm, bất quá chủ nhân, thần phủ trong vòng có 10 đại thần đế bảo hộ, sợ là không dễ làm. Thổ Tinh Nguyên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh hắn cùng Hoàng Thư Lang ở 480 nhiều năm chung nghe được hết thảy. Dương Nghị Vân nghe Thổ Tinh Nguyên nói xong, ánh mắt càng ngày ánh trăng. Hắn lo lắng mục tiêu chỉ có Nguyên Thần Thiên, đến nỗi cái gì 10 đại thần đế, hiện tại hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt, tuy rằng chính hắn cũng là thần đế, nhưng lại là thượng vị đỉnh thần đế, đồng dạng là thần đế nhưng thực lực lại khác nhau rất lớn. Bằng hắn hiện tại thực lực, nghiền áp cùng cấp bậc cũng không có gì khó khăn. Chủ yếu là thần chủ cấp bậc Nguyên Thần Thiên, chung quy là thần chủ, hắn là lo lắng. Bất quá hiện tại lại là cảm giác cơ hội lớn, dựa theo Thổ Tinh Nguyên ý tứ, Nguyên Thần Thiên mỗi cách hai giáp liền sẽ kêu thảm thiết một lần, đã nói lên hắn thương thế ở phản phệ, không hề nghi ngờ chính là thực lực yếu nhất thời điểm, với hắn mà nói chính là cơ hội. 10 đại thần đế là cái gì cấp bậc? Dương Nghị Vân vẫn là hỏi ra tới. Lần này là Hoàng Thư Lang mở miệng trả lời, hồi bẩm chủ nhân. Quản gia là thượng vị thần đế, thần phủ thống lĩnh cấm vệ thượng vị thần đế, này hai người một cái xử lý thần bên trong phủ bộ, một cái nếu không toàn bộ thần phủ thần thành trật tự, xem như có thực quyền có thực lực hai tôn thần đế. Còn có một người thạch yêu thần đế, nghe đồn là thần phủ 10 đại thần đế trung thực lực mạnh nhất, nếu không gác Nguyên Thần Thiên bế quan nơi, không có người gặp qua thạch yêu thần đế, vô cùng có khả năng là đỉnh thần đế. Trừ cái này ra 7 cái thần đế trung vị 3 cái, sơ cấp thần đế 4 cái. So sánh với tiền tam giả, mặt khác 7 đại thần đế nhưng thật ra tầm thường, chủ nhân ta có thể thu phục quản gia cùng thống lĩnh. Lời nói đến cuối cùng Hoàng Thư Lang ánh mắt lập lòe tinh quang, thình lình tới như vậy một câu. Làm Dương Nghị Vân cùng Thổ Tinh Nguyên đều khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng Hoàng Thư Lang chính là cái thần vương mà thôi, như thế nào thu phục hai đại thượng vị thần đế. Mà không phải người si nói mộng sao. Nhưng là, Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại sau. Lại là mang theo chờ mong nói, như thế nào thu phục hai đại thượng vị thần đế. Hắn ngược lại tới hứng thú, tuy rằng mới vừa nhận lấy Hoàng Thư Lang không lâu, nhưng vài lần tiếp xúc, làm hắn đối Hoàng Thư Lang này chỉ chuột yêu là thật sự để mắt, đừng nhìn tu vi thấp, nhưng là đầu óc thật là vô cùng thông minh, có tâm cơ có mưu lược thậm chí có dã tâm. Hơn nữa can đảm cẩn trọng, càng là phi thường có thể ẩn nhẫn, có vượt quá thường nhân chấp niệm, siêu việt rất nhiều sinh linh. Đây là Hoàng Thư Lang ưu thế, có thể nói là cái dựa đầu óc chủ nhân. Giết người giết địch, lợi hại có đôi khi không phải thực lực, mà là tính kế. Hoàng Thư Lang liền thuộc về loại này. Nếu hắn ổn định vững chắc nói như vậy, có thể giải quyết hai tôn thượng vị thần đế, hắn nhất định liền có kế hoạch, có nắm chắc. Dương Nghị Vân từ nội tâm tới nói, cảm giác Hoàng Thư Lang còn có thể làm được. Mang theo chờ mong nhìn về phía Hoàng Thư Lang, chờ đợi hắn trả lời. Không nghĩ tới tiếp được Hoàng Thư Lang một phen lời nói ra tới, Dương Nghị Vân là thật chịu phục hắn. Nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện,
Hoàng thư lang ánh mắt buồn bã nói, chủ nhân quản gia là cái lão biến thái, nhưng lại đối hắn bên ngoài tiểu thiếp sủng ái, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi một lần, muốn xử lý quản gia liền phải từ hắn tiểu thiếp trên người vào tay. Cho nên thuộc hạ điều ti a quá hắn tiểu thiếp, sau lại mới biết được, cái kia tiểu thiếp là yêu điểu, nhưng là toàn gia đều chết ở quản gia trên tay, mà nàng cái kia tiểu thiếp còn không biết, tưởng quản gia cứu mạng, không nghĩ tới là quản gia an bài một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc cuối cùng giết chết cái kia tiểu thiếp một nhà. Chuyện này thuộc hạ mưu đồ nhiều năm, sau lại nói cho quản gia cái kia tiểu thiếp, cuối cùng chúng ta đứng ở mặt trận thống nhất, đáng tiếc chúng ta tu vi thực lực đều phía dưới, chỉ có thể tìm cơ hội mưu đồ. Mấy năm nay thuộc hạ cùng cái kia tiểu thiếp cũng nghĩ đến biện pháp, hiện tại chủ nhân xuất hiện, thời cơ cũng thành thục, có thể thực thi kế hoạch, trước xử lý thần phủ quản sự, phương pháp rất đơn giản, chính là dùng độc, thuộc hạ từ chợ đen thượng mua được một cái đủ để độc chết thượng vị thần đế thần dược phối phương, vô sắc vô vị, bôi tới rồi cái kia tiểu thiếp trên người, vô số niên hạ tới, quản gia đã trúng độc, bất quá không có dẫn phát, là sẽ không phát tác. Nhưng là hiện tại chỉ cần dẫn phát có thể. Là có thể làm quản gia độc pháp, đến lúc đó sẽ mất đi pháp lực, tùy ý sâu xé, lộng chết quản gia không khó, duy độc thần phủ thống lĩnh, thuộc hạ làm không xong hắn, có thể làm chỉ có thể là điệu hổ ly sơn, làm thần phủ thống lĩnh đi ra ngoài 3 ngày, chỉ có thể làm được kéo dài, không có biện pháp giết hắn. Dương Nghị Vân là thiệt tình phúc khí hoàng thư lang, nghe tới thứ này vì báo thù, là làm được không từ thủ đoạn, thậm chí là đều bán đứng sắc tướng nông nỗi. Không hề nghi ngờ Hoàng Thư Lang bắt lấy thần phủ quản sự tiểu thiếp, Dương Nghị Vân biết lấy Hoàng Thư Lang bực này tâm kế, bắt lấy cái kia tiểu thiếp là tất nhiên, huống chi hai người có cộng đồng địch nhân, có mục tiêu có đề tài. Dùng độc thiết kế giết chết một tôn thượng vị thần đế, mưu đồ nhiều năm, tin tưởng là vấn đề không lớn, duy độc Hoàng Thư Lang nói thần phủ thống lĩnh giết không được, nhưng có thể điệu hổ ly sơn rời đi 3 ngày, 3 ngày thời gian hắn đi đối phó nguyên thần thiên, tuy rằng thời gian thiếu. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra thời gian cũng đủ rồi. Thật có thể làm được như thế, kia hắn liền tùng hơn phân nửa. Trên thực tế liền tính là Hoàng Thư Lang cái gì đều không làm, hắn cũng có thể đối mặt thần phủ 10 đại thần đế, bất quá có thể thiếu một cái hắn liền nhẹ nhàng một phân, đây là chuyện tốt. Thuộc hạ có thể xuất hiện một cái Hoàng Thư Lang, Dương Nghị Vân hiện tại cảm giác là thật kiếm được. Thứ này đầu óc tâm kế tính kế ẩn nhẫn bình tĩnh một đám, điển hình lấy yếu thắng mạnh. Mặc kệ thủ đoạn quang không sáng rọi, mục đích đạt tới, đây là bản lĩnh. Dương Nghị Vân rất có hứng thú nhìn Hoàng Thư Lang hỏi, người dùng biện pháp gì đem thần phủ thống lĩnh điều khỏi không trung thần thành, hơn nữa thời gian có thể ở 3 ngày. Hoàng Thư Lang mở miệng nói, ở thần thành Tây Phương núi hoang trung tồn tại rất nhiều hoang thú, hơn nữa từng có lệ thường, mỗi cách mấy ngàn năm liền phải bùng nổ một lần thú triều đánh sâu vào thần thành, mỗi một lần thú triều bùng nổ. Thần phủ thống lĩnh sẽ dẫn người đi ra ngoài trấn áp thú triều, có lẽ còn sẽ mang đi 2-3 cái thần đế làm giúp đỡ tiến vào núi hoang, một lần trấn áp hoang thú ít nhất 3 ngày thời gian. Nói nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân nhịn không được nói đến, ý của ngươi là thú triều muốn bạo phát. Hoàng Thư Lang lắc đầu nói, không có, tính thời gian còn có hơn 1000 năm mới bùng nổ thú triều. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, chờ hơn 1000 năm thời gian, đó là không được. Chúng ta thời gian chỉ có 500 năm, trừ phi. Nói nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nhìn Hoàng Thư Lang nói, trừ phi ngươi có thể trước tiên dẫn phát thú triều. Hoàng Thư Lang cười cười nói, chủ nhân anh minh, thuộc hạ đích xác có thể cho thú triều trước tiên bùng nổ. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Thư Lang, hắn biết hắn vẫn là coi khinh Hoàng Thư Lang, ngay sau đó hỏi, biện pháp gì có thể dẫn phát thú triều trước tiên bùng nổ. U Linh Cuồng Bạo Thảo Hoàng Thư Lang buột miệng thốt ra. Cái gì, U Linh Cuồng Bạo Thảo, Dương Nghị Vân là không quá. Hoàng Thư Lang biết Dương Nghị Vân đến từ ngoại giới, đối Vĩnh Hằng Thần Giới một ít sự vật là không biết, vội vàng giải thích nói, chủ nhân U Linh Cuồng Bạo Thảo là một loại có thể làm hoang thú cuồng bạo thần thảo, đem này điểm vòng lúc sau, phàm là người được hoang thú liền sẽ cuồng bạo, một khi cuồng bạo chém giết huyết tinh liền không tránh được. Đến lúc đó thành quy mô, tất nhiên liền dẫn phát đại quy mô thú triều. Vì được đến U Linh Cuồng Bạo Thảo, thuộc hạ ở mấy ngàn năm thiếu chút nữa đưa rất nửa ngày mệnh, tu dưỡng ngàn năm mới khôi phục lại đây, loại này thảo không mặt khác tác dụng, chính là có thể làm hoang thú mất đi lý trí, máu sôi trào bốc cháy lên, hơn nữa ta cũng làm quá thí nghiệm, đích xác vô cùng dùng được, điểm này chủ nhân yên tâm. Dương Nghị Vân theo sau lại hỏi một ít chi tiết vấn đề, trên cơ bản có thể nói đại phương hướng định ra.
Hoàng Thư Lang giải quyết hai tôn thượng vị thần đế, này liền làm hắn áp lực tan đi không ít, có thể chuyên tâm đi đối phó Nguyên Thần Thiên. Nguyên Thần Thiên hai giáp kêu thảm thiết hoặc là nói thương thế phản phệ, khoảng cách tiếp theo, còn có bao nhiêu lâu? Dương Nghị Vân hỏi. Thổ Tinh Nguyên trả lời, chủ nhân khoảng cách tiếp theo, ở 10 ngày lúc sau. Nhanh như vậy, xem ra hiện tại liền phải xuống tay hành động. Dương Nghị Vân tự nói, ngay sau đó đối Hoàng Thư Lang nói, đi chuẩn bị đi, 10 ngày lúc sau ta đúng giờ xâm nhập thành chủ phủ. Là, chủ nhân, Hoàng Thư Lang ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn chờ một ngày thật lâu. 10 ngày thời gian không sai biệt lắm, hắn đầu tiên muốn đi một chuyến núi hoang bố cục, lấy bảo đảm bậc lửa u minh cuồng bạo thảo dẫn phát thú triều, đem thần phủ thống lĩnh rớt ra khỏi thành đi, lúc sau hắn còn muốn đi đem thần phủ quản gia tiểu thiếp, làm tiểu thiếp đem quản gia độc cấp dẫn phát, xử lý hắn. Chờ Hoàng Thư Lang rời đi sau, Thổ Tinh Nguyên có chút lo lắng nói, chủ nhân nhưng có nắm chắc. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, hắn biết Thổ Tinh Nguyên lo lắng là chỉ Nguyên Thần Thiên, dù sao cũng là thần chủ, cứ việc là bị thương sơ cấp thần chủ, nhưng kia cũng đúng vậy thần chủ cùng thần đế chi gian nghe tới kém gần là một đường, nhưng kia một đường đó là thiên trảm khác nhau một trời một vực, nói đến cùng Dương Nghị Vân vẫn là thần đế, Thổ Tinh Nguyên lo lắng là bình thường. Yên tâm đi, có nắm chắc. Dương Nghị Vân cười cười, thần thái nhẹ nhàng, kỳ thật hắn trong lòng nắm chắc chia đôi. Hắn tự nhiên biết thần chủ ý nghĩa cái gì. Thần chủ sở khống chế lực lượng, khi đó pháp tắc lực lượng chi nhất, hết thảy thuộc tính lực lượng ở thần chủ cấp bậc đã đạt tới đỉnh, thần chủ lúc sau đó là pháp thần, đến lúc đó tu luyện chính là áo nghĩa, so với pháp tắc lực lượng càng cường đại. Cho nên sở thần chủ khủng bố, đích xác ở bình thường dưới tình huống, không phải thần đế có thể đi lay động. Nhưng Dương Nghị Vân lại không phải cái tầm thường thần đế, hơn nữa Nguyên Thần Thiên bị thương cảnh giới cũng chỉ là sơ cấp thần chủ. Cho nên hắn mới có thể đi đánh một cái thần chủ chủ ý, liền tính là như thế, hắn cũng như cũ cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là vì ngọc lả lướt hắn bất cứ giá nào. Chẳng qua hắn tại hạ thuộc trước mặt tự nhiên không thể nói ra, để tránh ảnh hưởng sĩ khí, nếu hạ quyết tâm phải làm, liền phải mục tiêu kiên định. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thổ Tinh Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta tùy thời xuất phát Nga đúng rồi, người đi xem đằng xà kia hóa thế nào. Lần này mang theo hắn. Dương Nghị Vân phất tay. Là, thuộc hạ cáo lui. Thổ Tinh Nguyên rời khỏi đại điện. Dương Nghị Vân lẩm bẩm, tìm một tôn thần chủ đánh lộn thật đúng là chờ mong a. 10 ngày thời gian thực quá, nháy mắt liền sẽ qua đi, cho nên Dương Nghị Vân ở ngày thứ 9 thời điểm liền xuất phát. Bất quá hắn trong lúc này, hắn ở Ngọc Lả Lướt bế quan tu luyện mật thất để lại kết giới, vì chính là bằng không Ngọc Lả Lướt ra tới, bởi vì hắn hiểu biết Ngọc Lả Lướt tính cách. Nếu là tiến đến thần phủ tìm Nguyên Thần Thiên, nàng nhất định sẽ đi theo. Nhưng chung quy Ngọc Lả Lướt lần trước bị thương cảnh giới đại té thần vương cấp bậc, nếu là đi theo đi hắn sợ nàng sẽ bị thương, đơn giản ở Ngọc Lả Lướt nơi tu luyện mật thất hơn nữa một đạo kết giới, như thế nàng liền ra không được. Đến nỗi đằng xà thứ này còn đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn, ở Thổ Tinh Nguyên trở về ngày thứ 3 cư nhiên đã đột phá, từ sơ cấp thần đế đột phá tới rồi trung vị thần đế thực lực. Không thể không nói thứ này muốn bức bách, rõ ràng là thần thú, thiên phú dị bẩm chính là quá lười không tu luyện, lần này làm hắn bế quan 500 năm bế quan tu luyện đột phá, hắn chính là thuận miệng vừa nói, bằng không hắn ra cái gì chuyện xấu, nào biết thứ này cư nhiên thật đúng là đã đột phá, ra ngoài dự kiến, bất quá với hắn mà nói là chuyện tốt. Đằng xà đua khởi mệnh tới liền tính là thượng vị thần đế cũng có thể làm một trận, thực lực tăng cường lúc sau, có thể cho hắn chia sẻ không ít. Hơn nữa Thổ Tinh Nguyên hiện tại cũng là sơ cấp thần đế, Dương Nghị Vân tuyệt đối đối phó thần phủ những cái đó thần đế vậy là đủ rồi, dù sao cường đại nhất hai tôn thượng vị thần đế sẽ bị Hoàng Thư Lang thu phục, dư lại chính là trung hạ vị thần đế đằng xà cùng Thổ Tinh Nguyên đều có thể ứng phó hai ba cái. Đương nhiên dựa theo Hoàng Thư Lang tình báo, ở Nguyên Thần Thiên bế quan nơi, còn có một cái thạch yêu thần đế ở bảo hộ, là cái tương đối thần bí đại thần đế, bất quá Dương Nghị Vân lại không thèm để ý. Đối phó thần đế hoàn toàn không thành vấn đề, cùng cảnh giới nghiền áp với hắn mà nói không có bất luận cái gì áp lực. Từ Càn Khôn Cốc xuất phát, Dương Nghị Vân mang theo đằng xà cùng Thổ Tinh Nguyên, thẳng đến thần thành, đi không nhanh không chậm, hắn đang đợi tin tức, chờ Hoàng Thư Lang tin tức. Một khi thần phủ vệ đội ra khỏi thành, đã nói lên Hoàng Thư Lang thành công, hắn liền sẽ thẳng vào thần phủ đi tìm Nguyên Thần Thiên. Vào thành lúc sau, Dương Nghị Vân ở Thổ Tinh Nguyên dẫn dắt hạ. Tới rồi thành chủ phủ đối diện tử lầu 2 tầng, ngồi ở tới giữa cửa sổ vị trí.
như thế thành chủ phủ nhất cử nhất động liền đều sẽ ở hắn tầm mắt bên trong. Thời gian còn có ban ngày, tính lên cũng nên phải có dị động. Thật lớn tửu lầu, tiếng người ồn ào, nhưng Dương Nghị Vân lại là tản ra một tia lo âu. Chờ đợi vĩnh viễn là đều lo âu. Chỉ có vô tâm không phổi đằng xà lại là từng ngụm như uống thần trong rượu, có phải hay không còn chép chép miệng, toát ra một câu, hảo uống thống khoái. Nơi này tuy rằng là vĩnh hằng thần giới nhân tộc cơ hồ không có, đều là vạn vật đàn tộc tạo thành, nhưng lại đại đa số đều là hóa hình làm người trạng thái, kiến trúc cùng thần rượu ẩm thực từ từ lại là đầy đủ mọi thứ, thậm chí so với nhân tộc thế giới còn phong phú. Chỉ có thổ tinh nguyên là cái tương đối an tĩnh, vẫn luôn ánh mắt nhìn chằm chằm thành chủ phủ. Đồ tham ăn Dương Nghị Vân mắng đằng xà một câu, hắn cũng như cũng nhìn chằm chằm xem thành chủ phủ. Trong tầm mắt thành chủ phủ chiếm địa phi thường rộng lớn, vật kiến trúc đều là mấy chục mét thật lớn kiến trúc, liếc mắt một cái vọng qua đi, kéo dài mấy vạn mễ bộ dáng, nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến một tòa thật lớn ngọn núi. Dựa theo thổ tinh nguyên nghe được tin tức, cái loại này sơn chính là thành chủ phủ cấm địa, cũng là nguyên thần thiên bế quan nơi, nguyên thần thiên liền ở trong núi chi trong động bế quan. Thành chủ phủ nhưng thật ra không có gì đại trận bảo hộ, đi vào hảo tiến, trực tiếp xông vào đó là, ngẫm lại cũng là có một vị thần chủ cùng 10 đại thần đế tọa trấn nơi, cũng không có gì người dám tự tiện xông vào. Chủ nhân có động tĩnh. Thổ tinh nguyên nhìn đến thành chủ phủ đại môn mở ra sau, trước tiên mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân nhẹ giọng ân một chút, hắn ánh mắt vẫn luôn cũng chưa rời đi quá thành chủ phủ đại môn, tự nhiên cũng ở trước tiên thấy được. Ngay sau đó một đội thân xuyên đen nhánh chiến giáp quân sĩ nối đuôi nhau mà ra. Phía trước trăm người, lúc sau là một trung niên nhân tả hữu đi theo hai gã lão giả, ở phía sau lại là 100 vệ đội. Không hề nghi ngờ đó là thành chủ phủ vệ đội. Thổ tinh nguyên mở miệng nói, chủ nhân trung gian cái kia trung niên nhân đó là thành chủ phủ thống lĩnh, tả hữu chính là 10 đại thần đế chung hai người. Dương Nghị Vân híp mắt khóe miệng lộ ra ý cười, ta càn khôn chi trước mắt. Đã nhìn ra ba người tu vi tối cao, đoán cũng đoán được thân phận, đích xác diện mạo trung niên người thượng vị thần đế, hai vị hai cái là trung vị thần đế. Lần này thành chủ phủ 10 đại thần đế liền đi ba cái. Hắn biết Hoàng Thư Lang thành công. Mặt khác, còn có một cái quản sự, đây là chắc chắn việc, tử lộ một cái, hơn nữa bảo hộ ở cấm địa thạch yêu thượng vị thần đế. Như vậy tính nói, thành chủ phủ còn tồn tại thần đế, chính là một cái trung vị thần đế cùng 4 cái sơ cấp thần đế. Này với hắn mà nói, đã không có chút nào trì hoãn. Thời cơ chín muồi, bước tiếp theo liền chờ Hoàng Thư Lang tiến đến, liền tiến vào thành chủ phủ. Đối với thành chủ phủ địa hình từ từ, Hoàng Thư Lang nhất hiểu biết, cho nên phải đợi hắn, đây là phía trước liền thương nghị tốt. Trong tử lâu, phát sinh chuyện gì, như thế nào thành chủ phủ thống lĩnh mang theo vệ đội hai đại thần đế xuất động? Ai biết được, nên không phải có người ở thần thành nháo sự đi. Không thể đi, ai có lá gan ở thần thành nháo sự. Không bị thành chủ phủ thống lĩnh hình thần đều diệt mới là lạ. Sợ là không nhất định, nếu tới một tôn thần chủ cường giả đâu. Người đầu óc hỏng rồi đi, thần chủ cấp bậc cường giả nếu là xuất hiện thành chủ đã sớm xuất hiện, có thể làm thần đế cấp bậc thống lĩnh tiến đến chịu chết. Khụ khụ, điều này cũng đúng. Gì, tựa hồ nghĩ phía nam đi, chẳng lẽ là núi hoang thú triều lại bạo phát. Không thể đi. Khoảng cách thú triều bùng nổ còn có ngàn năm đâu. Kia cũng không nhất định a, à, những cái đó giấu ở núi hoang trung hung thú trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến, khả năng đều khai hóa có trí tuệ, luôn muốn ở sao lãnh thần thành, không chừng thật đúng là thú triều bùng nổ. Ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng đúng, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Rốt cuộc mọi người đều ở thần thành, vạn nhất thú triều xông tới, chúng ta đều phải tao ương đối mặt. Người đương thành chủ phủ thống lĩnh cùng vệ đội là mềm quả hồng không thành. Kia một lần thú triều bùng nổ không phải thành chủ phủ thống lĩnh đi chấn áp, lại có kia một lần thú triều không bị chấn áp đi xuống. Nói cũng đúng vậy, thành chủ phủ còn có thành chủ tọa trấn đâu, chúng ta lo lắng dư thừa, tới tiếp tục uống rượu. Tử lầu nghị luận tiếp tục, nhưng là chỉnh thể tới nói, đều là lạc quan thái độ. Một đám đều đối thành chủ phủ thống lĩnh rất có tin tưởng. Dương Nghị Vân lại là trong lòng cười cười, âm thầm nói, xem ra cái kia thống lĩnh có chút bản lĩnh, Hoàng Thư Lang lần này tính lập công lớn. Thực mau thành chủ phủ vệ đội biến mất không thấy. Dương Nghị Vân còn lại là mang theo thổ tinh nguyên cùng đằng xà đi ra tử lầu. Bởi vì hắn đã nhìn đến Hoàng Thư Lang thân ảnh xuất hiện ở một chỗ góc. Đi qua đi thời điểm,
Hoàng thư lang mang theo hưng phấn nói, chủ nhân hết thảy thuận lợi, thú triều bị ta dẫn phát, hiện tại thành chủ phủ thống lĩnh đi ra ngoài, ít nhất có thể kéo dài 3 ngày thời gian, tới thời điểm ta đi quản sự tiểu thiếp nơi nào, nàng đã đắc thủ, trước mắt thành chủ phủ nội liền dư lại 5 cái thần đế, còn có thạch yêu thần đế ở cấm địa bảo hộ, hắn là sẽ không ra tới, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể đi vào. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, vậy đi thôi, giúp người báo thù thời điểm tới rồi. Hết thảy thích đáng, chỉ chờ sát nhập thành chủ phủ, xông vào cấm địa cùng Nguyên Thần Thiên một trận chiến. Đi sát vào thành chủ phủ, Dương Nghị Vân mở miệng, trực tiếp hướng về thành chủ phủ mà đi. Người nào lớn mật, nơi này là thành chủ phủ. Tới rồi đại môn thời điểm, lại là 2 cái sơ cấp thần vương gác đại môn, nhìn Dương Nghị Vân mang theo thổ tinh nguyên mấy cái muốn vào đại môn, tức khắc liền quát lớn lên. Bất quá Dương mẫu nhân, mày nhăn lại, còn chưa nói lời nói hết sức. Đằng xa lại là trực tiếp hừ lạnh một tiếng ra tay, ồn ào. Oanh! A! 2 cái sơ cấp thần vương trực tiếp bị đằng xa một cái đuôi nháy mắt hạ gục. Lần này động tĩnh, trực tiếp khiến cho 4 phía thần linh ánh mắt, sau một lát trên đường phố nổ tung chảo, có người hô to lên. Mà Dương Nghị Vân mấy cái lại là đã sát nhập thành chủ phủ chung. Toàn bộ thành chủ phủ nhân viên vẫn là rất nhiều, ít nhất có mấy ngàn người tồn tại. Nhưng là... rất nhiều đều là tu vi so thấp thần linh, chân chính có sức chiến đấu chính là thành chủ phủ vệ đội, bất quá cường đại nhất một đôi người bị thống lĩnh mang đi đi trấn áp thú triều, dư lại vệ đội dựa theo Hoàng thư lang nói cũng chính là 200 tới hào mà thôi, không đáng để lo, đến nỗi những người khác, một khi loạn lên, một cái so một cái đều chạy trốn mau. Bởi vì ở tu vi cường đại cường giả trước mặt, những người này nhưng không ngốc, biết không chạy chính là pháo hôi. Cho nên Dương Nghị Vân bọn họ chân chính muốn đối mặt chính là thành chủ phủ thần đế. Đương nhiên còn có thành chủ phủ vệ đội, chẳng qua đằng xa một cái tre ở phía trước liền trực tiếp nghiền áp qua đi, căn bản là không cần Dương Nghị Vân ra tay. Nhưng là tại hạ một khắc, 5 đạo cường đại hơi thở xuất hiện. Nháy mắt xuất hiện ở Dương Nghị Vân mấy cái tầm mắt. Đúng là thần trong phủ 5 đại thần đế. Bất quá chỉ có 1 là trung vị thần đế, dư giả 4 người là sơ cấp thần đế. Đằng xà khí phách nói, thổ tinh nguyên bám trụ 4 cái sơ cấp thần đế, đãi ta giải quyết cái kia trung vị thần đế liền tới giúp ngươi. Hảo! Thổ tinh nguyên cũng là sơ cấp thần đế cấp bậc, lẽ ra 1 đôi 4, này cũng không phải là đùa giỡn, đổi thành người khác đã sớm mắng đằng xà, nhưng là thổ tinh nguyên cũng không phải tầm thường thần linh, hắn là mà nhân tộc, có độc đáo thiên phú tồn tại, đánh là đánh không lại tứ đại thần đế, bất quá bám trụ 1 đoạn thời gian lại là có tự tin. Điểm này Dương Nghị Vân cũng biết. Cho nên hắn không hé răng, nhìn đằng xà cùng thổ tinh nguyên ra tay. Hắn ở một bên áp trận liền hảo. Bởi vì hắn biết thần phủ 10 đại thần đế chung còn có 1 cái thần bí thạch yêu thần đế tồn tại, là thượng vị thần đế, dựa theo Hoàng thư lang tình báo, thạch yêu thần đế bảo hộ cấm địa, chưa bao giờ ra tới, nhưng là Dương Nghị Vân lại không thể không đề phòng. Đến nỗi Hoàng thư lang giờ phút này đi theo Dương Nghị Vân bên người, hắn không tính toán ra tay, bởi vì hắn thần vương tu vi. Biết đi chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng đi theo chủ nhân bên người hảo. T, giống giống. Đằng xa trực tiếp đối thượng trung vị thần đế, hí vang trung nháy mắt cuồng hóa, thân thể hóa thành vài trăm thước. Đối mặt cùng cấp bậc thần đế, thứ này vừa mới tăng lên tu vi lúc sau, nội tâm là bành trướng, liền phải ở nháy mắt đi nghiền áp tên này trung vị thần đế. Bất quá lại nói tiếp đằng xa đích xác có thực lực này. Cường hãn thần thú thân thể từ dùng Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy huyết mạch tăng lên, càng thêm cường đại, thật đúng là không đem tên này trung vị thần đế để vào mắt. Ở Dương Nghị Vân trong mắt thần phủ tên này trung vị thần đế chính là 1 gốc cây cổ thụ thần linh, hắn yên tâm, gặp phải đằng xà vừa lúc là khắc tinh, đằng xà thứ này thiên phú thuộc tính chính là phun lửa, vừa lúc tương khắc tên này thụ yêu thần đế. Oanh! Quen thuộc chi gian 2 người giao phong, thụ yêu thần đế trực tiếp lui về phía sau mấy chục mét. Dương Nghị Vân biết đằng xà chém giết tên này thụ yêu thần đế không thành vấn đề. Đang xem thổ tinh nguyên bên kia, lại là 1 đôi 4, bị thần phủ sơ cấp thần đế cấp vây quanh. Giao thủ lúc sau ở vào hạ phong. Dương Nghị Vân thở dài nói, chung quy là song toàn quyền khó địch 4 tay a. Chủ nhân ta đi hỗ trợ đi, Hoàng thư lang nói. Người người cũng đừng thêm phiền, bảo vệ tốt chính ngươi, chờ dẫn đường đi. Dương Nghị Vân dứt lời lại là thân hình chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở thổ tinh nguyên bên người, trong lòng vừa động, đồ long kiếm nơi tay, trực tiếp khẽ quát 1 tiếng, chảm. Phốc 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 phốc,
Dương Mỗ Nhân lần này lần đầu tiên ở thực tiễn trung vận dụng ở Càn Khôn Hồ nội tự ngộ, một trảm kiếm đạo. Liền nghe thấy tứ thanh nặng nề vang lên. Không gian chấn động vặn vẹo, thần quang chói mắt trong nháy mắt lúc sau, Dương Mỗ Nhân đã thu hồi đồ long kiếm. Mà giữa sân thần phủ bốn gã sơ cấp thần đế lại là kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, trực tiếp đầu mình hai nơi. Một kiện nháy mắt hạ gục. Không hề áp lực, không hề trì hoãn. Thậm chí đối Dương Mỗ Nhân tới nói, không có chút nào khó khăn. Thất thần làm gì quét tước chiến trường A, vừa quay đầu lại Dương Nghị Vân nhìn đến Thổ Tinh Nguyên ngây ngốc nhìn chính mình, đôi mắt trợn tròn miệng lớn lên bộ dáng, nhếch miệng cười nói. A nga nga nga, là chủ nhân. Thổ Tinh Nguyên từ khiếp sợ trung tỉnh lại, vội vàng bắt đầu quét tước chiến trường, đương nhiên cái gọi là quét tước chiến trường chính là cướp đoạt bốn gã thần đế trên người bảo vật, đây là Dương Mỗ Nhân vẫn luôn cường điệu. Bị Dương Mỗ Nhân nhất kiếm cấp khiếp sợ tột đỉnh Thổ Tinh Nguyên, giờ phút này trong lòng đều ở phát run, không phải nói dọa, mà là kích động, hắn không nghĩ tới chủ nhân thực lực cư nhiên đã vượt qua hắn tưởng tượng cường đại rồi. Nào nhất kiếm cực nhanh, nhất kiếm chi cường đại, hắn đều không có thấy rõ ràng, bốn cái thần đế đã bị nháy mắt hạ gục. Bất quá vừa rồi Dương Nghị Vân nhất kiếm hơi thở hắn chính là cảm nhận được, uy lực cường đại đến làm hắn tim đập nhanh, toàn bộ không gian đều rung chuyển vặn vẹo. Tựa hồ hắn còn thấy được có không gian cái khe xuất hiện. Đây là kiểu gì thực lực? Khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Đằng Xà cùng Hoàng Thư Lang hai cái. Hoàng Thư Lang trong lòng như lôi đình quay cuồng, cả người ở phát run, đồng dạng hắn là kích động phát run. Dương Nghị Vân cái này chủ nhân nhất kiếm là làm hắn nhìn lên thậm chí vô pháp thấy rõ vô pháp suy đoán. Như thế cường đại chủ nhân, hắn đi theo thích hợp. Trọng điểm là ở Hoàng Thư Lang trong lòng nghĩ đến. Dương Nghị Vân thực lực càng là cường đại, đi tìm nguyên thần thiên chém giết liền càng là có nắm chắc, với hắn mà nói báo thù có hy vọng, há có thể không kích động, phục hồi tinh thần lại giúp đỡ Thổ Tinh Nguyên cùng nhau quét tước chiến trường. Đến nỗi nơi xa Đằng Xà tự nhiên cũng lưu ý tới rồi Dương Nghị Vân nhất kiếm nháy mắt hạ gục bốn cái thần đế một màn, thứ này trong lòng bởi vì tu vi tăng lên tự đắc tiêu tán không còn một mảnh, nguyên lai cùng chủ nhân chênh lệch là như thế to lớn a. Trong lòng cảm khái đồng thời Đằng Xà cũng chuẩn bị bùng nổ, phải nhanh một chút giải quyết đối thủ, nếu không thổi ra đi như thực hiện không được, trái lại còn muốn Thổ Tinh Nguyên hoặc là nói chủ nhân giúp hắn, chẳng phải là quá thật mất mặt. Nghĩ đến đây thời điểm, Đằng Xà gào giống lên. Giống giống. Cùng thời gian Đằng Xà đối thủ trung vị thần đế lộ ra sơ hở, bởi vì bị dọa tới rồi, thấy được Dương Nghị Vân nhất kiếm nháy mắt hạ gục bốn cái sơ cấp thần đế, cảm nhận được vừa rồi trong không khí kia vô cùng đáng sợ kiếm khí chi lực. Tên này trung vị thần đế tâm thần tố loạn cả lên, hắn sợ hãi, thậm chí có cảm giác hắn ở cái kia đầu chọc thanh niên dưới kiếm cũng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Trong lòng chua xót vô cùng, cũng không biết này đó là người nào, trực tiếp xông vào thần phủ liền sát, căn bản là không chào hỏi, đối thoại cũng chưa một câu. Đặc biệt là ở thần phủ thống lĩnh ra khỏi thành lúc sau, cái này mấu chốt thượng. Trọng điểm là quản gia cái kia lão bất tử, cũng đi ra ngoài, không hề nghi ngờ là đi tìm tiểu thiếp đi. Này không phải bí mật. Thần phủ cường giả trước sau đi ra ngoài, ngay sau đó liền có này mấy cái không biết từ nơi nào toát ra tới cường giả sát vào thần phủ, chuẩn xác mà nói cường giả liền cái kia đầu chọc thanh niên đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tên này trung vị thần đế cảm nhận được tử vong hương vị. Trong lòng nghĩ chạy nhanh thoát thân, đến sau núi cấm địa đi, nơi nào có thần phủ 10 đại thần đế đứng đầu thạch yêu thần đế, cấm địa trong vòng còn có thành chủ đại nhân tồn tại. Liền như vậy trong nháy mắt, trung vị thần đế tâm thần đại loạn, lại là bị cắn răng muốn bùng nổ Đằng Xà bắt được cơ hội. Sinh tử đại chiến, kiêng kỵ nhất tự nhiên là phân thần. Kết quả, bi kịch tự nhiên là tên này trung vị thần đế. Ầm vang, Đằng Xà ở hí vang chung, đỉnh đầu thịt giác phát ra một đạo màu đỏ đậm quang mang, rất nhỏ liền như đầu ngón tay giống nhau, như là mũi tên nhọn giống nhau, nháy mắt nổ bắn ra ở trung vị thần đế trên người. A trung vị thần đế hét thảm một tiếng, cả người đều là cứng đờ. Chết giờ phút này Đằng Xà một kích thần long bái vĩ trực tiếp quất đánh ở trung vị thần đế trên người. Chạm vào. Ngay sau đó, một tiếng nặng nề tên này thụ yêu trung vị thần đế trực tiếp bị Đằng Xà đánh bạo, rơi xuống một đống gỗ vụn đầu. Bất quá, giữ dằn nháy mắt, một đạo lục quang viên cầu bỗng nhiên bay đi ra ngoài. Dương Nghị Vân đôi mắt bo bo, lại là hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đối với viên cầu hư không một chảo, ngay sau đó này viên cầu liền đến trong tay hắn, lại đúng là thụ yêu trung vị thần đế thần hạch. Thượng thần tha mạng,
thụ yêu thần đế thần hạch hoặc là nói yêu hạch trung vang lên hoảng sợ xin tha thanh. Ha ha, ngươi nhưng thật ra quyết đoán từ bỏ thần thể, yêu hạch chạy trốn, lại cũng không kém, bất quá. Tức là địch liền không có tha thứ vừa nói, chạy theo tay một khắc bắt đầu, chỉ có sinh tử. Dương Nghị Vân nói chuyện chung lại là trong tay thần quang đại tác phẩm luyện hóa thụ yêu yêu hạch. A ngươi không chết tử tế được. Thụ yêu yêu trung tâm kêu thảm thiết dần dần nếu nhược đi. Bị Dương Mỗ Nhân trở tay chi gian luyện hóa, lẩm bẩm, chỉ là ta hiện tại sống được hảo hảo, mà ngươi hình thần đều diệt. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là cường giả vi tôn thế giới, không chấp nhận được thiện tâm, hắn vì thế ăn qua quá ít nhiều. Một tôn trung vị thụ yêu yêu hạch, luyện hóa lúc sau, đối hắn tu vi cũng không có gia tăng nhiều ít, đại quan khẩu đã lâu không có đột phá, bất quá nguyên thần thần hồn chi lực lại là lớn mạnh. Đối này Dương Mỗ Nhân thực vừa lòng. Vì trở thành thần giới trí cường giả, hắn đối địch nhân sẽ không ở có lưu thủ, có thể luyện hóa địch nhân thành toàn thực lực của chính mình, cũng chưa chắc không thể làm. Huống chi là thụ yêu, lại không phải nhân tộc. Trong lòng áp lực không mâu thuẫn. Đi! Dương Nghị Vân nhìn xem đằng xa, Thổ Tinh Nguyên, Hoàng Thư Lang ba cái có chút kính sợ xem hắn ánh mắt, Dương Mỗ Nhân trong lòng hư vinh tâm đắc tới rồi mấy đại thỏa mãn. Là, chủ nhân! Hoàng Thư Lang phục hồi tinh thần lại vội vàng phía trước dẫn đường. Giờ phút này toàn bộ thành chủ phủ kiến trúc đàn, đã bị phá hủy hơn phân nửa. Một hồi đại chiến, thành chủ phủ 10 đại thần đế, bị chém giết một nửa. Mặt khác những cái đó thần linh thị vệ, cũng bị xử lý thượng trăm, dư lại tất cả đều thoát đi thần phủ. Đương nhiên đằng xà xem như bạo rất một người trung vị thần đế, tuy rằng làm yêu hạch chạy thoát đi ra ngoài, cũng đã xem như làm Dương Nghị Vân lau mắt mà nhìn. Cùng cảnh giới có thể vượt cấp chiến đấu phi thường khó được, chủ yếu là đằng xà chán thượng kia căn một sừng, hẳn là nào đó huyết mạch thiên phú, rất cường đại. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến đằng xà thi triển một sừng thiên phú. Ngẫm lại sau Dương Mỗ Nhân khó được mở miệng khen đằng xà, làm được không tồi. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân khích lệ, thuộc hạ nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không cho chủ nhân mất mặt. Đằng xà được đến Dương Nghị Vân khích lệ, có chút phiêu, trong lòng Mỹ tư tư. Còn không quên nghiêng con mắt xem một cái Hoàng Thư Lang cùng Thổ Tinh Nguyên, ánh mắt kia tựa hồ lại nói, nhìn xem, bản thân được đến chủ nhân khích lệ, các ngươi hai cái đâu. Về sau ta chính là lão đại. Thứ này là không nhận khen. Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang tự nhiên là trầm mặc, bất quá hai người trong ánh mắt lại là lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đoàn người thẳng đến thành chủ phủ lưng dựa núi lớn cấm địa mà đi. Thực mau liền đến chân núi. Một cái thạch động xuất hiện ở trước mắt. Bất quá ở thạch động phía trước, lại là có cái đại quảng trường. Bốn phía đều là một tôn tôn tạo hình khác nhau thạch thú, nửa người nửa thú, nửa người dưới làm người thân, nửa người trên là hình thú, nhìn như là sư tử. Ở quảng trường trung ương vị trí có một tòa tế đàn phía trên có một tôn thật lớn người đá. Nơi này chính là nguyên thần thiên bế quan nơi đi Dương Nghị Vân nhìn chân núi đóng cửa thạch động chi môn hỏi Hoàng Thư Lang. Đúng vậy chủ nhân, bất quá, trong lời đồn thạch yêu thần đế, ở chỗ này bảo hộ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Hoàng Thư Lang trả lời. Dương Nghị Vân gật gật đầu ừ một tiếng, đối với là thạch yêu thần đế tình báo, liền tính là Hoàng Thư Lang vô số năm siêu tập cũng thu hoạch rất ít, chỉ biết ở thạch động ở ngoài bảo hộ, chưa bao giờ rời đi, là thành chủ phủ 10 đại thần đế trung thần bí nhất một cái thượng vị thần đế, làm không hảo vẫn là thực lực mạnh nhất một vị. Đối với bất luận đối thủ nào Dương Nghị Vân đều sẽ không khinh thường đại ý. Tới rồi nơi này càng sẽ không. Chủ nhân cái này quảng trường tựa hồ là cái trận pháp Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói chuyện. Trận pháp, Dương Nghị Vân nghi hoặc, hắn kỳ thật cũng chưa nhìn ra tới. Bất quá hắn cũng biết Thổ Tinh Nguyên ở Vu Vương thành thần dược viên bảo hộ trận pháp vô số tuế nguyệt, càng là chính mình thao tác trận pháp, hơn nữa lúc ấy cái kia trận pháp quả thực chính là trăm trận ngàn trận bộ trận pháp, bao hàm toàn diện. Phức tạp vô cùng trận pháp Thổ Tinh Nguyên đều thao tác, đối với trận pháp nếu nhận chi Thổ Tinh Nguyên còn chính là chuyên gia. Phải tin tưởng hắn. Buông tha tới nói, hắn không thấy ra tới là trận pháp, nói cách khác trận này vài vị cao minh. Không thể không cẩn thận. Đúng vậy, chủ nhân, ta tin tưởng, đây là một loại yêu tộc cổ xưa loạn thạch trận pháp, nhìn như không có dấu vết, nhưng lại bộ bộ kinh tâm. Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói. Khả năng phá chi, Dương Nghị Vân hỏi lại. Thổ Tinh Nguyên không khuếch đại khẩu, mà là nói ta có thể thử xem. Sau khi nói xong cau mày bổ sung nói, bất quá phá cái này trận pháp, chúng ta cần thiết vào trận,
mới có khả năng phá trận, đây cũng là cái này loạn thạch thật sự độc đáo chỗ. Vậy bước vào đi, dù sao muốn vào thạch động tìm nguyên thần thiên, cũng cần thiết muốn thông qua cái này trận pháp. Dương Nghị Vân gật đầu nói. Chủ nhân ta đi đằng trước, Thổ Tinh Nguyên nói chuyện lắc mình liền đến Dương Nghị Vân phía trước, trực tiếp bước vào quảng trường. Dương Nghị Vân cùng đằng xà, Hoàng Thư Lang theo sát sau đó. Đoàn người tới rồi xanh trắng giao nhau trên quảng trường. Thạch tài như là ngọc nhưng lại không phải, phi thường bóng loáng cứng rắn. Không giống như là mở ra tới, hết thảy đều nhìn qua vô cùng tự nhiên, bao gồm quảng trường bốn phía 12 tôn nửa người nửa thú điêu khắc, cùng trung gian tế đàn thượng cái kia 9 mét cao cục đá người. Tiểu chú lùn ngươi không phải nói có trận pháp sao, như thế nào không động tĩnh đâu. Đằng xà thứ này lớn giọng ra tới. Ầm ầm ầm. Đằng xà lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường liền ầm 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 phát ra tới nặng nề thanh, bọn họ dưới chân chấn động lên. Ngay sau đó quảng trường bốn phía 12 tôn nửa người nửa thú điêu khắc hào phóng thanh quang, từng đạo phóng lên cao, thẳng tận trời cao. Ở lúc sau đó là trung ương tế đàn người đá, bùng nổ chói mắt vô cùng thần quang, xanh trắng chi sắc, một chút chiếu sáng lên toàn bộ thế giới giống nhau. Dương Nghị Vân mấy cái theo bản năng nhắm hai mắt. Cũng chính là như vậy chợt lóe chi gian, cảm thụ trung quang mang biến mất. Mà khi ngay sau đó bọn họ lại lần nữa mở hai mắt hết sức, lại là phát hiện bốn phía hoàn cảnh đại biến dạng. Quảng trường biến mất không thấy, thay thế là một cái nối thẳng phía chân trời kết giới cái chắn, đưa bọn họ vây ở trong đó, mà bốn phía 12 tôn điêu khắc tản ra quang mang như là sống lại đây giống nhau. Dưới chân quảng siêu đá phiến, lại là hóa thành một khối chỉnh thể cục đá, giờ phút này bọn họ phảng phất đứng ở một khối thật lớn vô cùng trên tảng đá, một chỉnh khối chỉnh thể cục đá, ước chừng có 10 cái sân bóng rổ còn lớn, như là tới rồi cục đá thế giới. Dương Nghị Vân lại là biết trận pháp khởi động. Ngươi chờ, chết. Liền ở thời điểm, một tiếng vô cùng dày nặng thanh âm như sấm rền vang lên. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân mấy cái quay đầu nhìn lại, thanh âm truyền đến phương hướng đúng là trung ương tế đàn cự thạch người. Bất quá giờ phút này đã khác nhau rất lớn. Ở Dương Nghị Vân đám người trong mắt, cự thạch người cùng bốn phía 12 tôn thạch điêu tất cả đều biến thành trăm mét thật lớn. Hơn nữa tất cả đều sống lại đây, động lên. Oanh! Ngay sau đó dưới chân đại chấn, lại là cự thạch người từ tế đàn thượng nhảy xuống tới, cự chân trực tiếp đối với bọn họ dẫm tới. Dương Nghị Vân mấy cái chính mình trước tiên tránh đi. Mà bốn phía 12 thạch điêu, hoặc là nói sư đầu nhân thân thạch quái, cũng đồng dạng đối với bọn họ vây khốn đi lên. Giống giống. Một tiếng tiếp theo một tiếng gầm rú vang lên. Chính là sống thoát thoát sư tử hống. Quả nhiên là sư tử. Chẳng qua là nửa thú nửa người mà thôi, đương nhiên vẫn là cục đá. Từng tiếng sư tử hống như chuông lớn, đinh tai nhức óc, thanh thế to lớn. Bất quá Dương Nghị Vân ánh mắt lại trước sau ở cự thạch nhân thân thượng. Thân cao trăm mét cự thạch người ở cảm giác chung mới là lớn nhất uy hát Iota. Không hề nghi ngờ chính là thạch yêu thần đế, thượng vị đỉnh thần đế, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương hơi thở. Đằng xà ngươi mấy cái đi ứng đối sư tử người, Thổ Tinh Nguyên nghĩ cách phá trận, ta tới ứng đối là thạch yêu thần đế, Hoàng Thư Lang tự bảo vệ mình. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân đã an bài hảo phân công. Là chủ nhân. Đằng xà ba cái trả lời. Bốn phía 12 tôn sư tử nhân khí tức cũng không cao, căng chết chính là sơ cấp thần đế, thậm chí còn miễn cưỡng. Đối với đằng xà cùng Thổ Tinh Nguyên tới nói có thể ứng phó. Hiện tại chủ yếu là hai điểm. Đệ nhất là cự thạch người hoặc là nói thạch yêu thần đế, cùng Dương Nghị Vân giống nhau thượng vị đỉnh thần đế. Đệ nhị là loạn thạch trận pháp, phá không được trận, bọn họ vào không được nguyên thần thiên bế quan sơn động. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Đối mặt thạch yêu thần đế hử lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư, thân cao mã lớn không dậy nổi sao. Ai sẽ không dường như. Dứt lời Dương mẫu nhân trong lòng vừa động, mở miệng một câu, pháp tương kim thân. Ngay sau đó hắn toàn thân kim quang đại tác, ngay lập tức chi gian thân thể biến lớn đến trăm mét, cùng thạch yêu thần đế giống nhau, trước kia chết lão nhân truyền thụ pháp tương kim thân tự nhiên không quên, hơn nữa hắn ở Càn Khôn Hồ tu luyện hơn 40 vạn năm. Đối trong cơ thể thần lực dùng vận đạt tới lò núi lửa thành nông nỗi, hiện tại thi triển pháp tương kim thân lại đã là có tự thành nhất phái khí hậu, hoàn toàn bất đồng. Nhìn chằm chằm thạch yêu thần đế nói, ngươi là thành chủ phủ 10 đại thần đế thạch yêu. Là giống như gì, ngươi chờ lớn mật tự tiện xông vào thành chủ phủ cấm địa, quấy nhiễu thành chủ bế quan, đây là ở tìm chết. Thạch yêu thần đế thanh như chuông lớn mở miệng.
Dương Nghị Vân ha 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 cười to nói, người nhất giai thạch yêu có gì tư cách tới thuyết giáo? Hôm nay ta tìm chính là Nguyên Thần Thiên, người nếu thức thời triệt trận pháp ngươi rời đi, ta không cùng ngươi so đo, nếu không không thiếu được muốn cho ngươi này tôn cục đá hồi nguyên hình. Cuồng vọng nhận lấy cái chết. Thạch yêu thần đế giận dữ, lập tức một quyền đối với Dương Nghị Vân ném tới. Mà Dương Nghị Vân cũng rất có hứng thú, lại là vô dụng đồ long kiếm, hắn cũng nâng lên nắm tay bỗng nhiên đón nhận đi. Nhưng thật ra phải thử một chút chính mình trong cơ thể thần lực với này tôn thạch yêu ở cùng cảnh giới trình độ thượng ai mạnh ai yếu. Oanh! Thạch yêu thần đế một quyền xanh trắng vầng sáng lập lòe. Dương Nghị Vân một quyền kim quang vô hạn. Hai quyền chạm nhau, kinh thiên động địa. Năng lượng dao động chấn động đi ra ngoài, mắt thường đều thấy được. Dương Nghị Vân cùng thạch yêu đồng thời lui về phía sau. Đều là ba bước dừng lại. Nhìn như lực lượng ngang nhau. Kỳ thật Dương Nghị Vân lại trong lòng có phổ, vừa rồi hắn vô dụng toàn lực, chỉ là dùng ra tam thành thần lực mà thôi. Đương nhiên cũng không bài trừ thạch yêu thần đế đồng dạng như thế. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn Dương Mỗ Nhân áp đáy hòm thủ đoạn nhiều lắm đâu. Đối phó thạch yêu lấy ra một hai dạng vậy là đủ rồi. Cảnh giới tương đồng, nhưng cũng phân cao thấp. Dương Mỗ Nhân trong lòng hiểu rõ. Nhìn thạch yêu nhếch miệng cười nói, xem ra ngươi muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Có ta ở đây, ngươi chờ mơ tưởng quấy dày thành chủ đại nhân bế quan. Thạch yêu nói ra một câu thực trung thành nói. Dương Nghị Vân lại là sửng sốt, bất quá ngẫm lại cũng ở trong dữ liệu, Nguyên Thần Thiên có thể đem 10 đại thần đế trung thạch yêu an bài ở hắn tu luyện động phủ ở ngoài, mà không có lại nhiều an bài một cái, đủ để thuyết minh thạch yêu đối Nguyên Thần Thiên trung thành, cùng Nguyên Thần Thiên đối thạch yêu tín nhiệm. Cho nên nói thạch yêu muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Vốn dĩ đi, hắn nhìn thạch yêu, nhớ tới hắn từng tại hạ giới bên người đại thần thạch, có như vậy một chút hảo cảm, nghĩ có thể không giết liền không giết đi. Nhưng hiện tại xem ra, không lựa chọn. Một khi đã như vậy, vậy đánh ngươi hồi nguyên hình. Dương Mỗ Nhân ngữ khí cường ngạnh, ngay lập tức chi gian, ra quyền đầu, giờ phút này 10 thành 10 thần lực bùng nổ, hội tụ ở trên nắm tay. Mà thạch yêu cũng không phải thiện tra. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại là thanh hồng ánh sáng đại tác phẩm, huy quyền mà ra. Ầm vang. Hai người đều dùng tới toàn lực, này một kích dưới, không trung đều tạc nứt ra lên. Bất quá. Dương Mỗ Nhân chiếm cứ thượng phong. Một quyền dưới trực tiếp đem thạch yêu thần đế đánh bay đi ra ngoài vài trăm thước xa, một cái cánh tay che kín vết rách. Dương Mỗ Nhân cho chính mình định vị là, cùng cảnh giới vô địch, chút nào không khoa trương. Hắn càn khôn hồ nội tu luyện hơn 40 vạn năm cũng không phải bạch tu. Là có chân chính thực lực cùng sức chiến đấu, hơn nữa chuyên môn nhằm vào chính là sức chiến đấu, hiện tại thể hiện rồi ra tới. Nhưng là ngay sau đó, làm hắn có chút kinh ngạc chính là, chỉ thấy thạch yêu bị hắn đánh ra vết rách tay trái cánh tay, xanh trắng vầng sáng chợt lóe, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì khôi phục. Giống, thạch yêu thần đế giống giận, ngay lập tức chi gian một bước ra, đã tới rồi hắn trước người. Lần này lại là một trưởng mà ra, xanh trắng vầng sáng chói mắt bùng nổ, như một vòng thái dương đối với hắn đầu trực tiếp mà đến. Dương Nghị Vân nhìn cười lạnh tự nói, ha ha, quả nhiên không hổ là thạch yêu, như vậy ngạnh sao? Ta liền không tin đánh không toái ngươi. Dứt lời lúc sau, lần này Dương Mỗ Nhân trong lòng vừa động, lại là sau lưng thần hoàn đại tác phẩm, ngay sau đó xuất hiện một cây đại thụ, lại là trực tiếp dung hợp 10 đại đạo thụ chi miếu, hợp thành thật lớn nói thụ hiện hóa. Nói thụ ánh sáng chiếu rọi ở trên người, Dương Mỗ Nhân nhẹ giọng mở miệng, ngũ hành chi kim, cho ta toái. Khoảnh khắc chi gian hắn bản thân chính là thật lớn pháp tương kim thân, lần này một quyền mà ra, kim quang lộng lẫy, trực tiếp vận dụng đạo chủng nói thụ chi lực. Oanh, chạm vào. A, à, một quyền một trưởng. Nổ vang rung trời. Thạch yêu thần đế kêu thảm thiết. Lại là trực tiếp bị Dương Nghị Vân một trưởng chụp thành đá vụn, ầm ầm ngã xuống đất. Thật lớn thân thể chia năm xẻ bảy. Ách! Dương Nghị Vân sửng sốt, vốn dĩ nghĩ khả năng muốn lại đến một chút mới có thể đánh nát, lại là không nghĩ tới, nói thụ chi lực vận dụng, một kích liền đánh nát thạch yêu. Nhìn đầy đất đá vụn, hắn tổng cảm giác có điểm không chân thật, tốt xấu là thượng vị đỉnh thần đế, nhưng vẫn cùng hắn ở so đấu cậy mạnh, có điểm hữu danh vô thực. Nhưng là nhìn kỹ đi, thật là nát, hơn nữa vỡ thành vô số khối. Vẫn không nhúc nhích. Mặc kệ, chỉ chớp mắt nhìn về phía nơi xa, đằng xa, thổ tinh nguyên hơn nữa một cái hoàng thư lang, cư nhiên còn ở cùng 12 sư tử người dây dưa.
phế tài. Dương Nghị Vân nói thầm một câu, trực tiếp đi qua đi, vung lên nắm tay khai sát. Ầm 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 oanh. Một quyền một cái 12 tôn sư tử người tất cả đều bị hắn đánh bạo. Như thế hắn mới dừng lại, toàn thân kim quang chợt lóe, khôi phục tới rồi người bình thường hình, hừ lạnh nói, chính là 12 tôn cục đá con rối, lâu như vậy các ngươi làm không xong. Mất mặt. Đằng Xà ba cái vẻ mặt xấu hổ. Bất quá ngay sau đó Thổ Tinh Nguyên lại là nói, chủ nhân này đó sư tử người tuy rằng là con rối, nhưng lại khôi phục năng lực cực cường, phía trước chúng ta chém một ít đầu, nhưng một lát sau như cũ sẽ khôi phục, cho nên. Dương Nghị Vân nghe xong lúc này mới cảm giác không thích hợp. Ngươi là nói có thể tự chủ khôi phục, Dương Nghị Vân hỏi Thổ Tinh Nguyên. Đúng vậy, chủ nhân, cái này đại trận, không tìm được mắt trận, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy muốn phá chúng ta dưới chân này một khối cự thạch mới được. À, chủ nhân ngươi mau xem. Thổ Tinh Nguyên nói còn chưa dứt lời, lại là trừng mắt nơi xa kinh hô. Dương Nghị Vân bỗng nhiên quay đầu thịt nhìn lại, hắn cũng là trong lòng nhảy dựng, không biết khi nào, bị hắn đánh nát thạch yêu cư nhiên hội tụ ở cùng nhau, ở xanh trắng vầng sáng chung một lần nữa ngưng tụ lên, bất quá là toàn bộ đại địa hoặc là nói cự thạch ở sáng lên, nhìn qua thật giống như là từ dưới nền đất một lần nữa mọc ra từ giống nhau. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, lúc này mới bình thường. Dương Nghị Vân nhìn đã một lần nữa ngưng tụ thạch yêu, híp mắt tự nói. Xử lý thạch yêu thần đế với hắn mà nói có điểm quá mức thuận lợi, tổng giác không đúng, lúc này nhìn đến thạch yêu thần đế bị hắn đánh nát hòn đá một lần nữa ngưng tụ, Dương Nghị Vân ngược lại cảm thấy lúc này mới bình thường. Lại là không có chút nào lo lắng. Hiện tại nhưng thật ra muốn nhìn, này tôn thạch yêu kế tiếp còn có cái gì thủ đoạn. Hắn có thể đánh nát thạch yêu thần đế một lần, là có thể đánh nát hắn lần thứ hai. Chỉ chớp mắt công phu, bốn phía bị hắn đánh bạo sư tử người cư nhiên cũng có biến hóa. Đầu tiên là giống như hòa tan giống nhau hoàn toàn dung nhập dưới chân thật lớn hòn đá chung, lúc sau một đám mạo phao tất cả đều lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Tuy rằng là con rối, nhưng lại dựa theo trước mắt tình huống, tựa hồ đều là đánh không chết, đánh nát đánh bạo lúc sau như cũ còn sẽ một lần nữa ngưng tụ lên. Nhưng thật ra có điểm ý tứ Dương Mỗ Nhân như cũ phong khinh vân đạm, rất có hứng thú nhìn thạch yêu cùng sư tử người con rối một lần nữa ngưng tụ. Hắn là phong khinh vân đạm, một chạm vào đằng xa. Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang lại là thẳng nuốt nước miếng. Ở đằng xà ba cái trong mắt, đánh không chết sinh vật chính là thực đáng sợ. Chủ nhân làm sao bây giờ? Đằng xà lắp bắp hỏi. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, hoảng cái gì, cùng lắm thì ở đánh bạo một lần mà thôi. Thổ Tinh Nguyên cười khổ nói, chủ nhân thoạt nhìn cái này trận pháp không phá, thạch yêu cùng này đó sư tử người là có thể vô hạn sống lại. Giao cho ta, cho người thời gian. Xác định cái này trận pháp như thế nào phá, rốt cuộc có phải hay không cùng dưới chân cự thạch có quan hệ. Dương Nghị Vân đối Thổ Tinh Nguyên dặn dò. Là, chủ nhân, thuộc hạ ở đi xác định. Kỳ thật Thổ Tinh Nguyên đã có thể xác định muốn phá cái này trận pháp mấu chốt, chính là đại gia dưới chân cự thạch, chẳng qua Dương Nghị Vân là chủ, hắn là phó, chủ nhân nói cái gì đều là đúng, không cần đối nghịch, chỉ cần đi làm liền hảo, đây là Thổ Tinh Nguyên thông minh chỗ. Nếu là đổi thành đằng xà tuyệt đối sẽ đến một câu. Ta đã xác định chính là dưới chân cự thạch. Như thế sẽ làm Dương Mỗ Nhân thật mất mặt, cũng sẽ cho rằng thuộc hạ không tôn trọng hắn, không chuyên nghiệp, không nghe lời, không thiếu được phải bị một chân đá bay. Giống. Lúc này thạch yêu một tiếng thét dài, xanh trắng quang mang tan đi, lần này lại là khôi phục tới rồi phía trước ở tế đàn lớn nhỏ, có 9 mét thân cao, như cũ ở Dương Nghị Vân này nhân tộc trước mặt là người khổng lồ. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm giác chính mình trên người ở vô hình trung bao phủ một cổ vô hình lực lượng, như là bị rắn độc theo dõi cảm giác. Giống giống giống. Khoảnh khắc chi gian 12 tôn sư tử người cũng khôi phục như lúc ban đầu, lại là tất cả đều có thể theo dõi hắn. Ha ha, thanh âm đại liền tưởng làm ta sợ a Dương Nghị Vân ha ha mà cười, bất quá lúc này hắn lại là trong tay đổ long kiếm chợt lóe xuất hiện. Mặt ngoài nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng hắn lại đánh lên tinh thần. Bởi vì hắn cảm nhận được, thạch yêu thần đế, thực rõ ràng so với phía trước nhiều vài phần uy hát yêu ta, sư tử vồ thỏ tự nhiên đem hết toàn lực, hắn nhưng không nghĩ cống ngầm lật thuyền. Đối mặt lần thứ hai sống lại thạch yêu thần đế, Dương Nghị Vân không dám đại ý. Đương nhiên hắn như cũ có tin tưởng ứng đối. Phía trước là động nói thụ lực lượng, lần này hắn lại là triệu hồi ra đồ long kiếm. Luận lực công kích, đồ long kiếm thi triển thần kiếm nói tự nhiên muốn so nói thụ lực lượng sắc bén nhiều.
Nhân loại ngươi làm bản thần thành công tức giận thạch yêu thần đế khôi phục câu đầu tiên lời nói liền tràn ngập coi rẻ cùng sát ý. Dương Nghị Vân nhếch miệng, ồn ào. Dứt lời, bỗng nhiên xuất kiếm. Chảm! Ở Càn Khôn Hồ tu luyện mấy chục vạn năm kiếm đạo, lô hỏa thuần thanh, chính là một cái mau chuẩn tàn nhẫn, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ xuất kiếm, chính là một cái chảm tự quyết. Bất quá hắn này nhất kiếm, không phải chém về phía thạch yêu thần đế, mà là nhảy dựng lên 360 độ xoay người, huy kiếm chém về phía bốn phía 12 tôn sư tử người con rối. Ầm ầm ầm, nhất kiếm rơi xuống, 12 tôn sư tử người con rối, nháy mắt hóa thành dập nát. Căn bản là đương không dưới Dương Nghị Vân nhất kiếm. Giống. Giờ khắc này, thạch yêu thần đế lại là giống giận chung nhảy dựng lên, thẳng đến Dương Nghị Vân. Khoảnh khắc chi gian xanh trắng quang mang đại tác. Dương Nghị Vân xuất kiếm chém giết 12 tôn sư tử người cũng chưa hoàn hồn, liền cảm nhận được sau lưng sắc bén hơi thở tới, không chút nghĩ ngợi chém ra nhất kiếm ngăn cản. Ầm vang. Bỗng nhiên chi gian bùng nổ kinh thiên động địa vang lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng từ đồ long kiếm thượng truyền đến, cả người thân thể không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào. Ngay sau đó thân thể hắn trực tiếp đánh vào khoảng cách hơn 1.000 mét kết giới thượng, lại là bị kết giới chi lực bắn ngược trở về. Phốc. Một ngụm lão huyết phun ra. Khụ khụ. Dương Nghị Vân ho khan, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thạch yêu thần đế, hắn phi một tiếng, phun ra huyết mạt. Trong lòng thật bị khiếp sợ tới rồi. Này một kích lực lượng, so với phía trước cường đại rồi mấy lần, mặc kệ là ra tay tốc độ vẫn là lực lượng, đều tựa hồ ở trong nháy mắt thành lần tăng lên. Hắn ăn cái này mệt tất nhiên. Vừa nhấc đầu chỉ thấy thạch yêu thần đế toàn thân đều che kín xanh trắng tương giao khắc văn, hơn nữa trong mắt hắn, cái này đại địa hoặc là thạch yêu thần đế dưới chân cự thạch thượng tản ra xanh trắng vầng sáng cuồn cuộn không ngừng đều hội tụ ở thạch yêu trong cơ thể. Cái này Dương Nghị Vân minh bạch. Nguyên lai là cùng toàn bộ dưới chân cự thạch trọn vẹn một khối, nói cách khác là thạch yêu thần đế mượn dùng đại địa chi lực, trách không được lực lượng thành lần tăng trưởng, làm hắn phun ra một ngụm lão huyết. Chủ nhân dưới chân cự thạch chính là phá trận mấu chốt. Liền ở ngay lúc này thổ tinh nguyên lại lần nữa xác định loạn thạch trận pháp phá trận mấu chốt. Phi! Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, nhìn nơi xa thạch yêu thần đế nói, làm tiểu gia hộc máu, ngươi thực hảo. Xem tiểu gia lần này làm ngươi thành thạch phấn đi. Dương mỗ nhân thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ nhân ta trợ ngươi giúp một tay. Đúng lúc này thổ tinh nguyên mở miệng, toàn thân thổ hoàng sắc vầng sáng đại chấn, lại là đôi tay kết ấn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dậm chân. Oanh! Toàn bộ dưới chân cự thạch đều ở thổ tinh nguyên này một dưới chân, đại chấn dựng lên, ngay sau đó răng rắc một tiếng, một cái vết rách theo thổ tinh nguyên dậm chân nơi nhanh chóng lan tràn mà đi. Thẳng đến nơi xa thạch yêu thần đế. Mà thạch yêu thần đế còn lại là bị thổ tinh nguyên này một chân cái khe lan đến, toàn bộ thân hình đều bỗng nhiên một chỉnh. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, chính là hiện tại, muốn mạng ngươi thời điểm. Thổ tinh nguyên này một chân tự nhiên thương tổn không đến thạch yêu thần đế, bất quá đồng dạng có thể thao tác bùn đất đại địa núi đá đầu thổ tinh nguyên lại là tuyệt đối có thể đối thạch yêu thần đế tạo thành ảnh hưởng, đây là khẳng định. Cho nên Dương Nghị Vân quyết đoán ra tay. Lần này hắn trực tiếp chính là toàn lực nhất kiếm chém xuống. Chảm. Một chảm kiếm đạo. Phi thân dựng lên lực phách hoa sơn. Thần lực vận chuyển tới cực hạn toàn lực nhất kiếm, cũng đủ đem thạch yêu thần đế chém thành hai nửa. Đương nhiên hắn biết thạch yêu thần đế còn có thể lại lần nữa ngưng tụ lên, nhưng lần này Dương Nghị Vân sẽ không cho hắn cơ hội. Nếu thổ tinh nguyên tìm được rồi, phá trận mấu chốt liền, vậy phá chi? Cũng không có gì khó. Đang ở giữa không trung, Dương Nghị Vân lộng lẫy một chảm. Tia chớp nhất kiếm, không gian vặn vẹo, có không gian vết rách lập lòe. Chợt lóe rồi biến mất kiếm khí đối với thạch yêu thần đế mà đi. Bất quá lúc này đây, thạch yêu thần đế cũng tựa hồ bạo phát toàn lực. Cảm nhận được Dương Nghị Vân này nhất kiếm uy lực, lại là bạo giống một tiếng, giống. Toàn thân xanh trắng quang mang đại tác, dưới chân toàn bộ cự thạch đều vì này quang mang lập lòe. Có xanh trắng ánh sáng hội tụ ở trên người hắn, bạo giống trung thạch yêu thần đế đối với Dương Nghị Vân kiếm khí một trường đánh đi. Như chói mắt thái dương giống nhau, một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh bay đi lên. Ngay sau đó cùng Dương Nghị Vân kiếm khí chạm vào nhau ở bên nhau. Ầm vang, kinh thiên động địa thanh âm dưới, toàn bộ không gian đều bạo phát vô cùng chói mắt loang loáng năng lượng. Bất quá, thạch yêu thần đế vẫn là coi thường Dương Nghị Vân này nhất kiếm uy lực.
thật lớn xanh trắng cự trưởng, trực tiếp bị Dương Nghị Vân kiếm khí chém thành hai nửa, dư thế không giảm tiến vào Thạch Yêu Thần Đế đầu, từ trên xuống dưới kim quang bùng nổ. Giống. Thạch Yêu Thần Đế phát ra một tiếng không cam lòng. Giây tiếp theo trực tiếp hồn nhiên sập, thật lớn thân hình lần này trực tiếp hóa thành bột phấn, so vừa rồi đá vụn còn muốn thảm. Nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Dương Nghị Vân y khí phách. Càn Khôn Hồ Nội hơn 40 vạn năm tu luyện thật sự không phải bạch tu, mặc kệ là đối thần lực vẫn là thần khí từ khống chế vận dụng đều đạt tới song xuôi hạ cảnh giới đỉnh chi uy. Giờ phút này Dương Nghị Vân đang ở giữa không trung, nhìn phía dưới hóa thành bột phấn Thạch Yêu Thần Đế, lại là đôi mắt mị lên, hắn rõ ràng thấy được Thạch Yêu Thần Đế hóa thành thạch phấn cư nhiên giống như thủy giống nhau bắt đầu không ngừng thẩm thấu vào cự thạch đại địa chung. Lúc này hắn có điều hiểu ra. Thạch Yêu Thần Đế bản thể có lẽ căn bản là không phải bị hắn hai lần đánh nát cự thạch người, mà Thạch Yêu Thần Đế bản thể vô cùng có khả năng chính là dưới chân cự thạch. Bao gồm 12 tôn sư tử người con rối đều là từ cự thạch chung ngưng tụ sinh ra tới, trận pháp căn cơ từ hẳn là đều che giấu dưới chân cự thạch chung. Như vậy tưởng tượng, hắn trong đầu càng thêm rõ ràng lên. Ngay sau đó hắn giơ lên Đồ Long kiếm, đối với Thổ Tinh Nguyên cùng Đằng Xà ba cái nói, trốn xa một chút. Người sau ba cái nhìn đến Dương Nghị Vân ở giữa không trung giơ lên Đồ Long kiếm, vội vàng né tránh tới rồi bên cạnh. Giờ khắc này Dương Nghị Vân toàn thân thần quang đại tác phẩm, sau lưng nói thụ hiện lên mà ra, nói thụ ánh sáng chiếu rọi trong người, bỗng nhiên trầm giọng vừa uống, cho ta phá, chảm. Oanh! Này nhất kiếm uy lực chưa từng có, bởi vì nói thụ chi lực thêm thành, lấy không gian chi lực cầm đầu thêm vào ở Đồ Long kiếm, làm Đồ Long kiếm chuôi này thời không chi gian ở trên tay hắn phát huy ra lớn nhất hóa uy lực. Đây mới là hắn toàn thân công kích cường đại nhất nhất kiếm. Mục tiêu thực minh xác thẳng đến cự thạch mà đi, nếu nói cự thạch thật là Thạch Yêu Thần Đế bản thể, như vậy này nhất kiếm, hắn tin tưởng đủ để phá hủy Thạch Yêu Thần Đế, phá cự thạch cùng trận pháp. Một cái cùng cấp bậc thần đế mà thôi, hắn này nhất kiếm đã có thể vượt qua thượng vị thần đế thừa nhận. Ngay sau đó lộng lẫy chói mắt nhất kiếm đánh xuống, kiếm khí kéo dài mà xuống, vài trăm thước chi trường, ầm vang một tiếng bổ vào cự thạch thượng. Mang theo dài đến 100 mét không gian cái khe. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng vang lên. A, à, giống như từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Thực rõ ràng là Thạch Yêu Thần Đế thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ cự thạch răng rắc một tiếng nứt thành hai nửa, ngạnh sinh sinh bị Dương Nghị Vân nhất kiếm bổ ra. Xanh trắng quang mang từ vết rách chỗ sâu trong bùng nổ. Mà cùng thời gian, bốn phía nơi kết giới cũng biến mất không thấy. Trước kia khôi phục nguyên lai bộ dáng, bọn họ như cũ thân ở phía trước cái kia thạch động trên quảng trường. Sở bất đồng chính là, quảng trường xuất hiện thật lớn vết rách, phá vỡ thành hai nửa, tế đàn thành dập nát. Dương Nghị Vân nghe quảng trường cái khe trung truyền đến kêu thảm thiết, trong lòng vui vẻ liền biết là Thạch Yêu Thần Đế thanh âm, hiển nhiên bị hắn nhất kiếm trực tiếp cấp chém. Bất quá giờ phút này cái khe trung xanh trắng quang phát ra, hắn càn khôn chi mắt vận chuyển vừa thấy, đốn tư một nhạc, vung tay lên cách không một chảo, ngay sau đó lại là từ cái khe trung chảo ra một viên xanh trắng gặp nhau yêu châu. Không hề nghi ngờ đúng vậy Thạch Yêu Thần Đế yêu hạch. Cầm ở trong tay vừa thấy mặt trên có vết rách, có hắn kiếm khí, này nhất kiếm trực tiếp làm Thạch Yêu Thần Đế yêu thai ném 9 mệnh lệnh đã ban ra, bất quá nội loại năng lượng lại là kim loại tính tinh thuần năng lượng. Tuy rằng thương tới rồi căn bản, nhưng chung quy là thuộc về thượng vị đỉnh thần đế lực lượng. Từ giữa không trung rơi xuống đi, trực tiếp phung tay lên đem Thạch Yêu Thần Đế yêu thai chi châu ném cho Thổ Tinh Nguyên nói, kim loại tính cùng ngươi hỗ trợ lẫn nhau, là của ngươi, hy vọng ngươi có thể lại tiến thêm một bước. Thổ Tinh Nguyên mừng như điên liền kém quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân hậu ban, đa tạ chủ nhân hậu ban. Kích động có điểm nói năng lộn xộn. Đích xác hắn thiên phú cùng thuộc tính với Thạch Yêu Thần Đế quá tương xứng, Thạch Yêu Thần Đế là Thạch Yêu đắc đạo, thao tác cục đá, hắn Thổ Tinh Nguyên lại nói tiếp như bức, thao tác bùn đất kim thạch, bản chất là đều là một phương hướng thuộc tính. Có cái này yêu thai hạt châu, Thổ Tinh Nguyên biết hắn là có thể ở tiến thêm một bước, luyện hóa lúc sau ít nhất sẽ bước vào trung vị thần đế cấp bậc, đến lúc đó liền cùng Đằng Xà giống nhau. Phía trước Đằng Xà sau khi đột phá, muốn nói hắn Thổ Tinh Nguyên trong lòng không điểm hâm mộ đó là giả. Đặc biệt là ở Đằng Xà chém giết một người trung vị thần đế hậu đã chịu chủ nhân khen, Thổ Tinh Nguyên liền trong lòng âm thầm cổ vũ, nhất định phải mau chóng đột phá, nếu không về sau không chừng bị Đằng Xà thứ này khi dễ, trọng điểm là ở chủ nhân bên người địa vị liền đi xuống, này cũng không phải là Thổ Tinh Nguyên muốn.
Cái này hảo, có chủ nhân ban cho này viên thạch yêu thần đế yêu thai thần châu, hắn ít nhất là có thể bước vào trung vị thần đế, bởi vì này nhưng yêu thai thần châu với hắn thuộc tính quá hợp. Được rồi, luyện hóa đi, chờ ngươi luyện hóa chúng ta liền tiến sơn động, đi tìm nguyên thần thiên. Dương Nghị Vân dừng tay làm thổ tinh nguyên đừng kích động, muốn đi luyện hóa yêu thai thần châu, hắn nhìn ra được tới này nhưng thạch yêu thần đế yêu thai châu thuộc tính cùng thổ tinh nguyên phi thường hợp, luyện hóa lên không dùng được bao nhiêu thời gian, dù sao bên trong thạch yêu thần đế yêu hồn nguyên thần đều tan đi chín thành, dư lại một thành phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, thổ tinh nguyên chỉ cần luyện hóa năng lượng hấp thu vì mình dùng liền có thể. Vào sơn động đi tìm nguyên thần thiên, hắn yêu cầu một cái có thể thao tác bùn đất sơn thế thổ tinh nguyên. Giờ phút này chờ hắn luyện hóa yêu thai thần châu, hoàn toàn không thành vấn đề. Là chủ nhân. Thổ tinh nguyên tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên minh bạch chủ nhân Dương Nghị Vân trong lòng tưởng cái gì, cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thạch yêu thần đế yêu thai thần châu. Đằng xa cấp thổ tinh nguyên hộ pháp, Dương Nghị Vân công đạo một câu, nhìn một bên Hoàng Thư Lang nói, Hoàng Thư Lang lại đây nói chuyện. Hắn còn có chút về nguyên thần thiên vấn đề muốn hỏi một chút Hoàng Thư Lang. Đằng xa nhìn Dương Nghị Vân cùng Hoàng Thư Lang đi một bên, hắn còn lại là nhìn khoanh chân mà ngồi vào nhập tu luyện trạng thái thổ tinh nguyên, có chút ghen ghét, nhỏ giọng nói thầm nói, tiện nghi ngươi cái tiểu chú lùn, nãi nãi này đó có thể đuổi theo bản thân tu vi à không được, bản thân phải làm chủ nhân bên người cường đại nhất thần linh, xem ra về sau muốn nỗ lực tu luyện à, không thể bị tiểu chú lùn siêu việt. Này không nói đằng xa đối thổ tinh nguyên ghen ghét, cùng lầm bầm lầu bầu nói thầm tự mình cổ vũ. Bên kia Dương Nghị Vân hỏi Hoàng Thư Lang nói, nguyên thần thiên bản thể là cái gì thần linh? Nhưng có gì bối cảnh? Dương Nghị Vân hỏi vấn đề này, cũng là vừa nghĩ đến không lâu, ở vĩnh hằng thần giới bên này thế giới, nhân tộc không phải chủ đạo, nơi này xuất hiện sinh linh tất cả đều là vạn tộc cùng tồn tại hoàn cảnh. Thậm chí có thể nói, ở vĩnh hằng thần giới xuất hiện các lộ đại thần, không hề nghi ngờ đều là khởi nguyên với hồng hoang thời đại đại thần đại yêu. Ở hồng hoang thời đại, thử hỏi cái nào đại yêu đại thần không có bối cảnh. Đương nhiên đây là Dương Nghị Vân phỏng đoán, nhưng hắn rõ ràng cái này phỏng đoán không phải không có đạo lý. Đặc biệt là có thể trở thành một phen bá chủ một phương đầu mục đại thần đại yêu, muốn nói không điểm bối cảnh đó là nói không thông. Đối với kế tiếp muốn đối mặt nguyên thần thiên, Dương Nghị Vân cho rằng không hề nghi ngờ là một phương bá chủ. Không trung thần thành kiến tạo lịch sử đã lâu, hơn nữa có thể thành lập ở thông thiên đỉnh núi. Tự xưng một phương thần vực, bực này thủ đoạn thần thông, hắn rõ ràng liền tính là cấp bậc pháp thần tồn tại cũng khó có thể làm được. Mà nguyên thần thiên là thần chủ cấp bậc tồn tại, nói cách khác hắn trở thành không trung thần thành thành chủ, vô cùng có khả năng là người thừa kế, như vậy thân là người thừa kế, sau lưng lại há có thể không có người. Đương nhiên hiểu biết nguyên thần thiên bối cảnh, đều không phải là sợ hắn sợ. Hiện tại hắn đã đại náo thành chủ phủ, liền tính là sợ cũng không có đường lui. Hiểu biết một chút, nếu là xuất hiện đột phát tình huống, hoặc là sợ ngày sau có chuyện gì, cũng hảo có cái ứng đối chi sách. Cũng không biết Hoàng Thư Lang có biết hay không. Hắn vừa hỏi, Hoàng Thư Lang liền xấu hổ, có chút chua xót nói, thực xin lỗi chủ nhân, về nguyên thần thiên bản thể là cái gì thần linh, cùng hắn bối cảnh, ta đích xác cũng hỏi thăm quá, chính là không có chút nào tin tức, ngay cả thần phủ quản sự cũng không rõ ràng lắm nguyên thần thiên rốt cuộc là cái gì bản thể thần linh, càng không biết hắn bối cảnh. Hoàng Thư Lang nói chuyện thời điểm trong lòng có chút thấp thỏm, càng là có lo lắng. Hắn lo lắng Dương Nghị Vân lùi bước. Như thế hắn thê nhi chi thù, liền rốt cuộc vô vọng, hơn nữa về sau cũng sẽ rời đi không trung thần thành. Đối với Hoàng Thư Lang tới nói hắn chết còn không sợ, liền sợ báo không được thù. Thật vất vả đụng phải Dương Nghị Vân, vừa lúc hai bên đều có cộng đồng mục đích hoặc là nói ích lợi, rốt cuộc sát vào thành chủ phủ, hiện giờ đại cửu nhân nguyên thần thiên liền ở thạch động trong vòng. Gần trong gang tấc, nếu là lúc này Dương Nghị Vân bởi vì kiêng kỵ nguyên thần thiên sau lưng có lẽ tồn tại bối cảnh mà từ bỏ, Hoàng Thư Lang liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên hắn vô cùng lo lắng, càng thêm thấp thỏm. Dương Nghị Vân nghe được Hoàng Thư Lang trả lời, lại cũng ở trong dữ liệu, sở rốt cuộc Hoàng Thư Lang chính là một cái tiểu thần vương, hắn có thể làm được biết được nguyên thần thiên bị thương tình huống, có thể thăm dò rõ ràng nguyên thần thiên thủ hạ 10 đại thần đế tình huống. Càng là có thể tính kế thượng vị thần đế quản sự, điệu hổ ly sơn làm thần phủ thống lĩnh rời đi, dẫn phát thú triều đi trấn áp thú triều, nhân tiện mang đi hai cái trung vị thần đế, này phân tâm kế mưu hoa, thật sự đã là yêu nghiệt cấp bậc. Mà nguyên thần thiên trung quy là thần chủ cấp bậc cường đại tồn tại, là không trung thần thành chi chủ,
tổng quản vĩnh hằng thần giới cùng hắn nơi thần giới có thể đạt tới thần chủ cấp bậc cường giả cũng là không nhiều lắm. Loại này cấp bậc cường giả, nhất biết như thế nào bảo hộ chính mình, che giấu chính mình, bởi vì bọn họ rõ ràng, ngoại giới biết tự thân tin tức càng ít, đối bọn họ tới nói liền càng an toàn, người khác không biết chính mình tình huống, liền đoán không ra, chính là chính mình át chủ bài, cũng là mềm thực lực. Cho nên Hoàng Thư Lang không biết cũng bình thường. Quay đầu nhìn lại Hoàng Thư Lang vẻ mặt thấp thỏm lo âu, Dương Nghị Vân liền biết hắn trong lòng tưởng cái gì, vươn tay vỗ vỗ Hoàng Thư Lang bả vai nói, đừng lo, ta chỉ là thuận miệng hiểu biết một chút, không biết liền không biết đi, nếu đều sát tiến thần phủ, chúng ta liền không có lùi bước đạo lý, càng không thể lùi bước, hôm nay mặc kệ như thế nào, với nguyên thần thiên một trận chiến không tránh được, cái này không trung thần thành thành chủ vị trí, ta chí tại tất đắc. Nghe được Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, Hoàng Thư Lang trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cảm kích chi sắc, tìm nguyên thần thiên báo thù, làm nguyên thần thiên chết, này đã là hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm. Vì thế Hoàng Thư Lang sẽ không tiếc hết thảy. Đa tạ chủ nhân, Hoàng Thư Lang trong lòng là thật cảm động. Dương Nghị Vân cười cười nói, có khác trong lòng áp lực, ta tìm nguyên thần thiên mục đích ngươi cũng biết, đều không phải là tất cả đều là vì ngươi, nhưng ngươi đã nhập ta môn hạ, cho ngươi báo thù đây là ta cái này chủ nhân nên làm. Con người của ta không có gì đại ưu điểm, nhưng có một chút lại rất rõ ràng, đó chính là bao che cho con, ha ha. Dương Nghị Vân cuối cùng trêu ghẹo nở nụ cười, cũng cấp Hoàng Thư Lang giảm bớt trong lòng áp lực, đối Hoàng Thư Lang gia hỏa này, kỳ thật Dương Nghị Vân tại nội tâm là thực coi trọng, bởi vì Hoàng Thư Lang tâm trí ở hắn xem ra đã là trí gần như yêu, đương nhiên là chỉ ở tính kế cùng mưu lược phương diện. Là cái tiêu chuẩn quân sư quạt mo nguyên liệu. Nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, đem hắn cách cục phóng đại, tương lai có thể cho hắn giúp đỡ đại ân. Hai người nói chuyện hết sức, bên kia thổ tinh nguyên trên người phát ra một tiếng nặng nề. Ngay sau đó thiên địa năng lượng hội tụ bùng nổ. Không tồi, thổ tinh nguyên đột phá. Dương Nghị Vân cười cười nói, đối với thổ tinh nguyên đột phá ở trong dự liệu, hiện tại thổ tinh nguyên cùng đằng xà đã đều xem như đạt tới trung chư thần đế cấp bậc. Dù sao cũng là thượng vị đỉnh thần đế yêu thai thần châu, hơn nữa thuộc tính tương dung. Có thể đột phá không kỳ quái. Ước chừng 10 phút sau, thổ tinh nguyên trên người hơi thở mới tan đi, tu vi đạt tới trung vị thần điện đỉnh, tính lên so đằng xà còn mạnh hơn thượng một đường. Mà thổ tinh nguyên tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là lễ bái Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ nhân ban tạo hóa. Bất luận cái gì thời điểm thổ tinh nguyên đều là nhất biết lễ nghĩa hiểu quy củ một cái, thái độ của hắn làm Dương Nghị Vân thực vừa lòng. Đứng lên đi, đây là ngươi cơ duyên. Cũng là ngươi nỗ lực, bất quá không cần tự mãn, ngày sau còn cần càng thêm nỗ lực mới là. Nói xong Dương Nghị Vân nhìn chua lòm đằng xà trừng mắt nhìn giống nhau nói, còn có ngươi cũng giống nhau, hảo hảo nỗ lực, ngươi thằng nhãi này huyết mạch đầu tăng lên còn có cái gì hảo ghen ghét. Đằng xà vội vàng gật đầu, ngẫm lại cũng là, bổn đại thần huyết mạch tăng lên lúc sau, tu luyện mau nhiều, hà tất hâm mộ tiểu chú lùn. Hảo, chúng ta chuẩn bị xông vào một lần sơn động, đi gặp một lần nguyên thần thiên. Dương Nghị Vân nhìn chân núi nhắm chặt sơn động cửa đá nói chuyện. Là, người sau ba cái cùng kêu lên. Nhưng giờ phút này ngữ khí đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì mọi người đều biết, sắp đối mặt sẽ là một tôn thần chủ tồn tại. Cứ việc Hoàng Thư Lang nói, nguyên thần thiên bị thương, vẫn luôn ở chữa thương bế quan, nhưng chung quy là thần chủ. Là cường giả. Sơn động cửa đá nhắm chặt. Thượng có cổ xưa khắc văn, năng lượng dao động rất mạnh. Rõ ràng là phòng ngự khắc văn. Dương Nghị Vân chuẩn bị mạnh mẽ phá vỡ thời điểm, thổ tinh nguyên tiến lên một bước nói, chủ nhân để cho ta tới đi, này đạo cửa đá thượng có khắc văn trận pháp sẽ có phản phệ, ta vừa lúc thử xem ta thiên phú, phá khắc văn trận pháp. Hảo, cẩn thận một chút, Dương Nghị Vân nhưng thật ra quên thổ tinh nguyên vẫn là trận pháp cao thủ này một vụ. Cũng hảo, thuận tiện nhìn xem, vừa mới tăng lên tu vi thực lực thổ tinh nguyên bản lĩnh dài quá nhiều ít. Dương Nghị Vân tin tưởng thổ tinh nguyên là có thể thu phục, hiện tại liền nhìn xem thổ tinh nguyên có thể hay không phá rớt sơn động cửa đá thượng khắc văn trận pháp. Bất quá thổ tinh nguyên vừa mới tăng lên tu vi, cũng chủ yếu là có thiên phú thần thông ở, có thể thao tác bùn đất núi đá, càng là hiểu trận pháp, lại nói tiếp còn đúng là một nhân tài. Nói trở về, hắn hiện tại bên người này ba cái thủ hạ đều kỳ thật là không tồi. Thổ tinh nguyên liền không nói, Hoàng Thư Lang tu vi thấp nhất. Lại là Dương Nghị Vân trong lòng cho rằng có thể trở thành quân sư quản mo người, có tâm kế có tính kế mưu lược, chí gần như yêu tồn tại, về sau có thể ở hắn bên người giúp đỡ đại ân.
Đằng xà thứ này xem sắc lỗ mãng nhưng cũng có ưu điểm, dám đánh dám đua, hơn nữa là hồng hoang thần thú huyết mạch cổ xưa chủng tộc đằng xà, sức chiến đấu chính là chút nào không kém, đương nhiên cái này sức chiến đấu là ở Dương Nghị Vân cho rằng cùng cấp bậc chung. Nói chuyện chung, Thổ Tinh Nguyên đã tiến lên mà đi, đứng ở cửa đá trước không ngừng bắt đầu kết ấn, từng đạo thần lực đánh vào cửa đá phía trên, mỗi một lần cửa đá đều sẽ phát ra thần quang lập lòe vài cái. Mà Thổ Tinh Nguyên trên người sẽ có thổ hoàng sắc thần quang dần hiện ra tới. Thái! Lại là một dậm chân, đây là Thổ Tinh Nguyên chiêu bài tư thế. Bất quá giờ phút này lại là ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung lại cường đại rồi vài phần. Ngay sau đó cửa đá phát ra ầm 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 tiếng gầm rú, lại là chậm rãi mở ra. Chủ nhân khai! Thổ Tinh Nguyên thu công nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, không tồi, đi thôi, đi vào. Toàn bộ thạch động cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại, nhưng cũng có 9 mét cao 3 mét khoan bộ dáng, nhưng thật ra phù hợp vĩnh hằng thần giới phong cách. Vừa đi đi vào, độ ấm một chút liền kịch liệt giảm xuống, tựa hồ tiến vào động băng giống nhau, độ ấm so với bên ngoài ít nhất giảm xuống mấy chục độ. Nhưng thật ra không tối tăm, ngược lại là toàn bộ thạch động đều tản ra nhàn nhạt thần quang, tất cả đều là sơn động trong vòng thạch tài thượng phát ra, nhìn qua là một loại phi thường đặc biệt tài chất. Rõ ràng là lửa đỏ chi sắc thạch tài, nhưng lại có một tầng băng xương tồn tại. Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, có chút kỳ quái nói, trong động thạch tài đều là hỏa thuộc tính, lẽ ra hẳn là tản ra cực nóng độ ấm mới đúng, nhưng cố tình trở thành hai cực hóa, ngược lại là ở mặt ngoài kết ra băng xương, thật sự là kỳ quái. Lúc này Thổ Tinh Nguyên nói, chủ nhân thuộc hạ có thể cảm nhận được, làm lạnh lực lượng là từ sơn động chỗ sâu trong phát ra mà ra, tựa hồ đều không phải là sơn thể bản thân lực lượng. Mà Hoàng Thư Lang tiếp thượng nói, chủ nhân có khả năng cùng nguyên thần thiên bị thương có quan hệ, thuộc hạ năm đó cảm nhận được quá nguyên thần thiên cùng một khác tôn đại thần chiến đấu, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí tồn tại hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính lực lượng, mà nguyên thần thiên sở phát ra lực lượng chính là cực nóng thuộc tính, một khác tôn đại thần còn lại là tản ra trí âm làm lạnh hơi thở. Cho nên thuộc hạ cho rằng nguyên thần thiên là hỏa thuộc tính lực lượng. Hắn bị thương hẳn là chính là đến từ một khác tôn đại thần chí âm chi lực, mấy chục vạn năm tới nay nguyên thần thiên đều bế quan chữa thương không ra tới. Hiện tại cái này sơn động trong vòng xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng hơi thở, nghĩ đến đúng là nguyên thần thiên bị thương căn bản nơi. Nói cách khác, nguyên thần thiên những năm gần đây vẫn luôn đều không có khôi phục thương thế, thậm chí còn thương thế ngược lại chuyển biến xấu. Nếu không nói, hắn nơi tu luyện đạo tràng, hẳn là cực nóng mới đúng. Cái này sơn động tài chất đều là hỏa thuộc tính thạch tài, ngược lại mặt ngoài bị một tầng băng xương cấp bao trùm, nhất định là nguyên thần thiên không có ngăn chặn thương thế phản phệ, hoặc là nói giờ phút này thời gian này đoạn, đúng là nguyên thần thiên thương thế vừa lúc bùng nổ thời gian, chúng ta có phải hay không có thể nhanh hơn bước chân đi vào. Hoàng Thư Lang ở phân tích thời điểm, đôi mắt không ngừng ở tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền đi vào sơn động chỗ sâu trong đi, hắn chờ đợi ngày này đã mười mấy vạn năm, thật sự có chút nhịn không được. Lúc này Dương Nghị Vân còn chưa nói lời nói, đằng xa lại là hừ lạnh một tiếng nói, tiểu lão thử này chỉ là ngươi cá nhân phỏng đoán, sốt ruột cái gì, chúng ta cũng chưa làm rõ ràng sơn động chỗ sâu trong tình huống. Hơn nữa nguyên thần thiên tốt xấu là thần chủ cấp bậc tồn tại, liền tính là một tôn bị thương thần chủ, kia mẹ nó cũng là thần chủ nhân quý giá vô cùng, xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn luôn tiểu lão thử đảm đương khởi a. Ách, Hoàng Thư Lang bị đằng xa một phen lời nói dối á khẩu không trả lời được. Đích xác đằng xà nói tháo lý không tháo, thật là đạo lý này. Vội vàng đối nói, đằng xà huynh giáo huấn chính là ta suy xét không chu toàn. Dương Nghị Vân lần này khó được không có mắng đằng xà, ngược lại cười khen một câu nói, hành a đằng xà bắt đầu dùng đầu óc, không tồi không tồi, về sau tiếp tục nỗ lực, mọi việc muốn nhiều động đầu óc, để tránh ngươi thứ lỗ nặng. Đằng xà thường xuyên bị Dương Nghị Vân mắng, khó được nghe thấy chủ nhân khen, cái này thiếu chút nữa không bay lên. Cười hắc hắc nói, chủ nhân ta cũng là có đầu óc xà, về sau nhất định nhiều động não, không cần tiểu chú lùn cùng tiểu lão thử kém, hắc hắc. Ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe thứ này nói chuyện, tức khắc liền cười, hiện tại cảm giác thứ này còn thật sự là có điểm đáng yêu. Mà Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang đều nghẹn không cười ra tới, nhưng lại ở chiều chiều. Lúc này đằng xà mới cảm giác tựa hồ giống như chính mình lời nói không thích hợp a. Dương Nghị Vân rất muốn nói một câu đầu óc là cái thứ tốt, nhưng chung quy vẫn là nhìn xuống, nhìn thoáng qua Hoàng Thư Lang nói, không cần khẩn trương, người phân tích không phải không có lý,
nếu Nguyên Thần Thiên bị thương thật là bởi vì chí âm hàn khí chi lực nói, chúng ta đến lúc đó liền cứ thế âm chi lực cho hắn thêm một phen hỏa, như thế tại tiên thiên thượng chiếm cứ ưu thế, các ngươi cũng không cần có áp lực, hết thảy có ta, đến lúc đó đối thượng Nguyên Thần Thiên nói, các ngươi mấy cái hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Là, chủ nhân. Người sau ba cái khom người trả lời. Từ lúc bắt đầu đối mặt Nguyên Thần Thiên cái này còn không có nhìn thấy mặt thần chủ, mọi người đều có trong lòng áp lực, lúc này trải qua đằng xà như thế một gián đoạn, khẩn trương không khí lại là tiêu tán không ít, đại gia nhiều ít đều nhẹ nhàng một chút. Sơn động thoạt nhìn rất sâu, một hàng tiếp tục giống phía trước đi đến. Càng là thâm nhập hàn ý liền càng ngày càng nặng. Vừa mới bắt đầu không cần chút nào pháp lực còn có thể chống cự, tu vi yếu nhất Hoàng Thư Lang bắt đầu vận chuyển pháp lực chống cự hàn ý. Ghi nhớ nếu là thổ tinh nguyên. Chỉ có đằng xà thứ này là chủ tu thân thể, như cũng không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, chỉ cần thân thể liền ngăn cản ở hàn ý. Mà Dương Nghị Vân còn lại là từ tu luyện tổ vu thành thánh công lúc sau, thân thể cường độ đạt tới hồng hoang thân thể, luận thân thể cường hãn so với đằng xà còn muốn cao, tự nhiên không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Như thế ước chừng một canh giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi một cái thiên nhiên trong đại sảnh. Ước có 300 bình phương thiên nhiên đại sảnh, độ cao đạt tới 30 mét có thừa, nhưng là toàn bộ đại sảnh cũng đã thành một cái hàn băng không gian, có thể nghĩ nơi này hàn khí đạt tới kiểu gì nông nỗi. Chủ nhân bên kia, thổ tinh nguyên trước tiên mở miệng, thuận tay một lóng tay mà đi. Dương Nghị Vân xem qua đi, lại là ở đại sảnh một góc phát hiện một tôn cao ước 5-6 mét tả hữu. Chiều cao đạt tới 10 mét có thừa khắc băng, bất quá nhìn qua ngoại hình chính là một đầu thật lớn sư tử, bất quá quỷ dị chính là, này tôn sư tử rõ ràng là khắc băng, nhưng xuyên thấu qua lớp băng như cũ có thể thấy được bên trong cư nhiên thiêu đốt ngọn lửa. Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên chính là, này tôn khắc băng sư tử chính là Nguyên Thần Thiên bản thể chính là một đầu sư tử. Toàn bộ đại sảnh không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, duy độc liền này một tôn khắc băng sư tử. Không hề nghi ngờ chỉ có thể là Nguyên Thần Thiên. Dương Nghị Vân lúc này ngẫm lại, phía trước bên ngoài quảng trường 12 tôn sư tử người, nửa thú nửa người trạng thái, tuy là con rối cục đá, nhưng hình tượng lại là sư tử, còn tưởng rằng là thạch yêu thần đế tùy ý kiệt tác, hiện tại ngẫm lại tất nhiên là dựa theo Nguyên Thần Thiên bản thể tới luyện thành con rối. Hết thảy đều là có dấu vết để lại. Thạch yêu thần đế là Nguyên Thần Thiên ngồi xuống thần đế, tất nhiên ở bất luận cái gì phương diện có đã chịu ảnh hưởng. Làm ra con rối sư tử người cũng liền không kỳ quái. Lúc này trong đại sảnh chỉ có một tôn khắc băng sư tử, không còn hắn vật, tất nhiên chính là Nguyên Thần Thiên không thể nghi ngờ. Bản thể là có hỏa thuộc tính sư tử. Dựng lên Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, toàn bộ thiên nhiên sơn động sao trời đại sảnh, ở ba thước lớp băng dưới tất cả đều là hỏa thuộc tính năng lượng thật lớn cục đá, nghĩ đến là Nguyên Thần Thiên có thể lựa chọn tu đạo nơi, hoặc là nói là dùng để chống cự hàn khí. Cẩn thận quan sát quá, khắc băng quả hồng nơi hoặc là nói Nguyên Thần Thiên nơi dưới thân lại là có một ngụm bị hàn băng đóng băng lên ao, hắn thần thức đảo qua mới phát hiện là một ngụm dung nham trì, độ ấm còn không nhỏ, có cường đại vô cùng năng lượng dao động. Đáng tiếc độ ấm lại cao cũng như cũ là bị hàn băng chi lực cấp đóng băng lên. Đến nỗi hàn băng ngọn nguồn, Dương Nghị Vân phát hiện đúng là từ Nguyên Thần Thiên trong cơ thể phát ra. Lúc này hắn rốt cuộc có thể xác định. Hoàng Thư Lang tình báo cùng phỏng đoán đều không có sai, này Nguyên Thần Thiên quả nhiên là trong cơ thể có thương tích, căn nguyên đó là từ trong cơ thể phát ra mà ra hàn khí lực lượng. Bá đạo vô cùng hàn khí lực lượng, ở hắn cảm thụ chung, làm hắn đều tim đập nhanh. Bất quá đối với hắn muốn xử lý Nguyên Thần Thiên ngược lại là chuyện tốt. Rốt cuộc Nguyên Thần Thiên hiện tại bị này cổ hàn khí lực lượng cấp phản phệ. Vốn đang cho rằng muốn phí một phen công phu. Không nghĩ tới Nguyên Thần Thiên trực tiếp bị đông lạnh thành khắc băng, bực này dưới tình huống muốn sát Nguyên Thần Thiên ở Dương Nghị Vân xem ra đã không có gì áp lực. Chủ nhân chúng ta trực tiếp ra tay đi, nhìn qua Nguyên Thần Thiên hiện tại là ở phản phệ đỉnh, nếu là hắn đem phản phệ chi lực khiêng qua đi, sợ là muốn thu thập hắn sẽ có phiền toái đi. Rất ít chủ động mở miệng thổ tinh nguyên mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói ân, các ngươi lui ra phía sau ta tới. Cứ việc nhìn qua Nguyên Thần Thiên bản thể đã bị đóng băng lên, tựa hồ không biết ngoại giới hết thảy, nhưng nói đến cùng là thần chủ, ai biết Nguyên Thần Thiên đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Có lẽ chỉ có Nguyên Thần Thiên chính mình mới biết được. Ngay sau đó Dương Nghị Vân giơ lên trong tay đồ long kiếm, đối với khắc băng sư tử chính là nhất kiếm. Chảm, như cũ là đơn giản đến bạo nhất kiếm, nhưng hắn này nhất kiếm lại là kiếm kỹ thần thông,
uy lực tất nhiên là không cần phải nói. Này nhất kiếm cũng là thử, nhưng đừng lật thuyền trong mương, hắn cũng đứng ở mấy chục mét ở ngoài. Nhất kiếm mà ra, vặn vẹo không gian, uy lực không nhỏ, thực sự không nhỏ. Nháy mắt liền phải đến khắc băng sư tử trên người thời điểm, ngay sau đó lại thấy khắc băng sư tử trên người phát ra chói mắt thần quang, lửa đỏ quang mang chung mang theo ngân bạch. Giống. Cùng thời gian một tiếng rung trời chi giống vang vọng ở toàn bộ trong đại sảnh. Là sư tiếng hô. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, quả nhiên không đơn giản. Hắn căn bản liền không trông cậy vào, nguyên thần thiên có thể bị thương thế phản vệ cấp vây khốn do đó thúc thủ chịu trói, chờ bọn họ ngoan ngoãn xử lý. Răng rắc sát. Từng tiếng như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỉ thấy khắc băng vỡ vụn. Ngay sau đó lửa đỏ một mảnh quang mang chiếu sáng lên toàn bộ đại sảnh. Ngay sau đó một người diện mạo tựa trung niên cường tráng nam tử hiện ra ở bọn họ trước mặt. Đồng thời cùng với cường đại thiên địa uy áp, làm Dương Nghị Vân đều cảm nhận được áp lực. Thần chủ chi uy quả nhiên cùng thần đế khác nhau rất lớn. Một cảnh một ngày mà, không phải nói nói. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ. Tiểu bối thật can đảm. Trong nháy mắt trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng, che trời lấp đất uy áp bao phủ ở Dương Nghị Vân trên người. Nói thật, ngay từ đầu Dương Nghị Vân là thật bị hạ một cú sốc, nhưng là theo đối phương uy áp bao phủ ở trên người, hắn ngược lại trong lòng không lo lắng. Bởi vì hắn cảm nhận được, đối phương uy áp tuy rằng cường đại nhưng lại là có như vậy một tia tố loạn. Này căn bản không phải một vị cường giả nên có hơi thở, căn bản sẽ không có tố loạn tình huống phát sinh. Này chỉ có thể thuyết minh, đối phương thật là thương thế trong người, này cổ uy áp áp lại đây. Hơn nữa cũng không có ở trước tiên chính là ở hư trương thanh thế thậm chí ở kéo dài thời gian. Tương đồng điểm này, Dương Nghị Vân nhìn trung niên nhân, nhếch miệng cười cười hỏi, ngươi là không trung thần thành thành chủ nguyên thần thiên đi. Là bổn tọa lại như thế nào? Ngươi chờ quấy rầy bổn tọa thanh tu, đương chết. Những lời này tương đương là thừa nhận. Dương Nghị Vân xác định quả nhiên phía trước khắc băng sư tử chính là nguyên thần thiên, bản thể chính là sư tử. Ha ha cười nói, chưa nói tới quấy rầy. Chuẩn xác mà nói, chúng ta là tới báo thù, đương nhiên trọng điểm là yêu cầu tiếp ngươi thành chủ chi vị dùng một chút.